qua đại khái sau 5 phút, đột nhiên liền có một con màu vàng lông xù móng vuốt tại trong khe cửa đưa ra ngoài, thẳng đến gà quay mà đi. Trời một cười nhạt một chút, sau đó ở sau lưng hộp đen bên cạnh bưng móc ra một cây dài nửa thước ngân châm. Trên ngân châm che kín màu đen phù chú, trời dùng một lát đến mạnh mẽ cắm vào chồn MU bàn tay bên trong, xuyên qua MU bàn tay về sau, ngân châm một cái khác đầu cắm vào dưới mặt đất, đem chồn tay thật chặt đinh trụ. Oa oa oa, phía sau cửa phát ra âm thanh khủng bố, nhưng nghe không giống chồn, giống một đứa bé, trời một nhướng mày, nói là chỉ tiểu nhân, trách không được nhịn không được thèm. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Muốn đi vào sao? Quản nó lớn tiểu nhân, hiện tại chồn bị đinh trụ, là xông vào thời cơ tốt nhất. Chờ một chút, không vội, tiểu nhân bị đinh trụ, giả đoán chừng cũng nhịn không được bao lâu, nhất gấp hẳn là nó, hiện tại ngươi đi lên trước đem nóc nhà đồ vật bắt lại cho ta tới. Trời nói chuyện đồ vật thời điểm, cố ý tăng thêm hạ ngữ khí, giống như có ý đồ đặc biệt. Ta mang theo nghi vấn cùng tò mò bò lên trên nóc nhà, phát hiện nóc nhà bốn cái góc bên trên phân biệt thả có người mũi, mắt, lông mày, lỗ tai bốn quan, nhưng duy chỉ có không có miệng. Ta không biết vì cái gì trên nóc nhà muốn thả lấy người ngũ quan bên trong bốn quan, càng không rõ ràng vì cái gì thiếu miệng. Tại tướng học bên trong, xuyên thấu qua ngũ quan phân tích, có thể đối một người làm một chút tướng học cơ bản phân tích, đồng tiến mà phán đoán một người vận thế cắt hung. Bình thường lỗ tai quan hệ đến một người trường thọ hay không, lông mày quan hệ đến khỏe mạnh, địa vị, mắt quan hệ ý chí của một người lực, tâm địa lương thiện, mũi quan hệ đến một người tài phú cùng khỏe mạnh, miệng quan hệ một người hạnh phúc, ăn lộc cùng quý nhân vận. Chẳng lẽ ngũ quan cũng có thể gia nhập đến phong thủy ở trong? Ngũ quan phóng tới nóc nhà, là vì thay đổi tòa nhà này phong thủy vận thế sao? Vẫn là hết thảy đều là chồn dở cho quỷ. Ta nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, đành phải đem trên nóc nhà những người này bốn quan đều thu xuống dưới, giao cho trời một. Lúc này chồn còn tại bên trong đau khổ kêu thảm, nó muốn giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, nó động tĩnh càng lớn. Đóng ở trên mặt đất tay liền càng đau nhức. Cái này bốn quan đặt ở trên nóc nhà, đến cùng có tác dụng gì? Vì cái gì lại hết lần này tới lần khác thiếu ngũ quan bên trong một cái và miệng? Ta hướng lên trời một không hiểu hỏi. Trời một chỉ trước mặt ta lão trạch nói, miệng có. Chính là nhà này lão trạch. Ta không hiểu trời một ý tứ, cái này tòa nhà tại sao lại biến thành miệng đây? Nó cùng miệng lại có quan hệ gì đâu? Trời một giống như nhìn ra ta lo nghĩ. Hắn chỉ tòa nhà nói, kỳ thật cái này trên nóc nhà bố trí là ngũ quan hung trận, mà cái này tòa nhà chính là ngũ quan bên trong miệng, chỉ cần người tiến đến trong trạch tử, liền tương đương với đi vào miệng. Ta lập tức dùng mình một cái, sau đó vấn thiên một, nếu như tiến trong mồm sẽ như thế nào? Trời nói chuyện nói, nếu như người tiến bên trong, liền sẽ bị xem như thịt ăn hết, liền cùng Trần Mỹ ra đồng dạng. Ta vỗ nhẹ bộ ngực, may mắn mình không có đi vào, bằng không. Đoán chừng lúc đi ra liền biến thành xương cốt, cái này lão trạch quả nhiên hung hiểm. Ta vấn thiên một, cái này lão trạch đến cùng có manh mối gì? Vì sao lại có dạng này hung trận, chồn vì cái gì lại sẽ ở bên trong thành tinh rồi? Càng quỷ dị chính là, chồn vì cái gì có thể dùng tiền mua trên thân người khác thịt, đây cũng quá tả môn đi. Trời dừng lại bỗng nhiên, sau đó nhíu mày, hắn nói trước kia cái tòa nhà lớn này chủ nhân gọi hoàng lão đầu. Hắn 50 tuổi thời điểm mới sinh một đứa con gái, xem như lão tới nữ. Về sau có một ngày hắn khuê nữ được bệnh kén ăn trứng, nhìn rất nhiều bác sĩ đều không có tốt, nhìn xem khuê nữ ngày càng gầy gò, nhưng làm hắn gấp xấu, hắn 50 tuổi mới sinh một đứa con gái như vậy, có thể nói là thịt trong lòng, hòn ngọc quý trên tay, nếu như nữ nhi chết mất, vậy hắn cũng không muốn sống. Đã bác sĩ nhìn không tốt, vậy hắn liền đi tìm âm dương tiên sinh. Nhưng liên tục tìm ba cái âm dương tiên sinh đều không có hiệu quả, thẳng đến cái thứ tư, hoàng lão đầu mới nhìn đến hy vọng. Cái này âm dương tiên sinh dáng người thấp bé, dáng dấp còn xấu vô cùng, tên là Thấp Chân Bảy, 30 tuổi còn cưới không được vợ, hắn nhìn thấy hoàng lão đầu nữ nhi về sau, lập tức liền thích, thế là hắn liền đối hoàng lão đầu nói, cái này bệnh hắn có thể trị, nhưng hắn không muốn kim, cũng không cần ngân, nếu như chữa khỏi, hoàng lão đầu nữ nhi liền phải gả cho hắn. Nếu như là bình thường, kia hoàng lão đầu khẳng định cầm cây chổi đem Thấp Chân Bảy cho đuổi đi ra, nhưng bây giờ nữ nhi tình huống không thể lạc quan, liền mệnh đều nhanh muốn không, đâu còn quản được nhiều như vậy, do dự sau một hồi, hắn rốt cục đáp ứng xuống. Thấp Chân Bảy đạt được nhận lời về sau, cười đến thấy răng không gặp mắt, hoàng lão đầu nữ nhi dáng dấp xinh đẹp như hoa, nhà hắn lại có tiền,
có thể lấy được dạng này nàng dâu, vậy nhưng thật sự là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Cao hứng qua đi, thấp chân bảy gọi hoàng lão đầu tìm đến một cái quỷ chết đói, sau đó đem bốn quan cắt bỏ, duy chỉ có miệng không muốn. Hoàng lão đầu nghe xong liền phạm lăng, không nói đến cắt bốn quan cái này sự tình có bao nhiêu làm người ta sợ hãi, thấp chân bảy gọi hắn đi tìm quỷ, hắn một người sống sờ sờ đi đâu mà tìm đây. Thấp chân bảy nghe dở khóc dở cười, hắn nói cái này quỷ chết đói không phải thật sự quỷ, chỉ là chết đói người, tìm tới thi thể về sau, đem trên mặt bốn quan hoàn chỉnh cắt trở về giao cho hắn là được. Hoàng lão đầu nhẹ gật đầu, miệng đầy đáp ứng xuống, chẳng qua bây giờ sinh hoạt thái bình, muốn tìm một cái chết đói người cũng không dễ dàng, hắn tìm ba ngày mới tìm được. Kia là một cái lão thái bà, bởi vì cùng con dâu quan hệ bất hòa, hai người cãi nhau sau bị con dâu khóa trong phòng tươi sống chết đói. Nhi tử sau khi trở về, thẹn quá hóa giận hạ lại đem nàng dâu cho giết, mình cũng treo cổ tại trên xà nhà, cái này tương đương với một cái thảm án diệt môn, may mắn hai người không có hài tử, không phải càng thêm thảm. Chẳng qua những cái này cùng hoàng lão đầu nhưng không có quan hệ gì, hắn chỉ cần có thể cầm tới lão thái bà trên mặt bốn quan là được, nhưng bình thường hoàng lão đầu liền gà đều chưa từng giết, như thế làm người ta sợ hãi sự tình hắn không hạ thủ được, thế là bỏ ra nhiều tiền thuê một cái mổ heo đồ tể tới hỗ trợ. Nửa đêm thời điểm, hoàng lão đầu mang theo đồ tể lặng lẽ tìm được lão thái bà thi thể, đồ tể lấy ra đao mổ heo, đưa nàng trên mặt bốn quan cẩn thận từng ly từng tí gọt xuống dưới. Đồ tể không hổ là mỗi ngành đều có người giỏi, mọi thứ đều gọt phải cực kỳ hoàn chỉnh, chỉ là hạ thủ thời điểm có chút sợ hãi trong lòng, nói hắn mổ heo mười mấy năm, cái này gọt người còn là lần đầu tiên, hơn nữa là cái tỉ mỉ sống, may mắn tay không có run. Giải quyết về sau, hoàng lão đầu cho lão thái bà cả nhà đốt một chút tiền giấy cùng đốt mấy nén hương liền đi. Ngày thứ hai, hoàng lão đầu đem bốn quan giao cho thấp chân bảy, nói đây chính là quỷ chết đói bốn quan. Thấp chân bảy cho bốn quan thoa lên một điểm không biết tên dược thủy về sau, liền bò lên trên nóc nhà, hắn bấm ngón tay tính toán về sau, liền đem bốn quan phân biệt đặt ở phòng xuôi theo tứ đoan, sau đó dùng một khối đá ngăn chặn. Giải quyết về sau, ải tử bảy liền trơn tru hạ nóc nhà. Hắn phủi tay bên trên cho, sau đó dặn dò, ta bày cái này gọi ngũ quan hung trận, thuộc về âm dương trong trận pháp tà môn nhất một loại. Người tòa nhà này về sau trừ lệnh thiên kim thân nhân, cũng đừng tiến cái khác người sống, bằng không, có tiến không về, tự gánh lấy hậu quả, không liên quan gì đến ta. Hoàng lão đầu mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng vì nữ nhi, hắn vẫn gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy ta nữ nhi lúc nào tốt? Ải tử cười nói, 7 ngày sau đó, lệnh thiên kim gói kỹ. Ngày đó ta cũng sẽ tới cưới nàng, chẳng qua ta cùng nàng đều sẽ ở tại nơi này ở giữa trong trạch tử. Nói xong liền đi. Thấp chân bảy sau khi đi, hoàng lão đầu trở về liền đuổi đi tất cả hạ nhân, về sau cũng không cho phép bất luận kẻ nào tới thông cửa, có việc liền hô một tiếng, hoàng lão đầu mình đến nhà bái phỏng. Nói cũng kỳ quái, thấp chân bảy bố trí ngũ quan trận về sau, hoàng lão đầu khuê nữ khẩu vị mở rộng, một ngày có thể ăn được 4 bỗng nhiên, mỗi bữa đều ăn một bàn lớn đồ ăn. Quả thực liền cùng quỷ chết đói đầu thai đồng dạng, bệnh kén ăn trứng lập tức liền tốt. 7 ngày sau đó, thấp chân bảy mang lên xính lễ, sau đó tới kết hôn, hắn nói không đi, trực tiếp ngay tại cái này bái đường thành thân, làm cái ở rể, không phải hoàng lão đầu nữ nhi một rời đi nơi này, bệnh kén ăn trứng lại nên phát tác. Hoàng lão đầu nữ nhi gọi Hoàng Khê, từ nhỏ đã là cái mỹ nhân phôi tử, nàng nghe nói muốn gả cho một cái lại thấp lại xấu nam nhân về sau, tức giận đến mặt đều đỏ. Khi đó nàng được bệnh kén ăn trứng, đói đến người choáng đống đống, chuyện gì xảy ra nàng căn bản cũng không biết, hiện tại ba nàng hoàng lão đầu đã đáp ứng xuống, muốn đổi ý đã trễ. Hoàng lão đầu thấy nữ nhi không vui vẻ, vội vàng an ủi, nam nhân này, không thể chỉ xem bề ngoài, cái này ải tử mặc dù xấu, nhưng cũng coi như có chút bản lĩnh, còn cứu ngươi mệnh, ngươi gả cho hắn đó cũng là mệnh. Hoàng Khê dáng dấp người đẹp trong nhà lại có tiền, từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo. Hoàng lời của lão đầu nàng một câu đều nghe không vào, chỉ là bây giờ không có biện pháp, nàng mới ủy khuất gả cho, tiến động phòng về sau, nàng một chân liền đem thấp chân bảy đá ra tới, sau đó đem cửa cho hung hăng đóng lại. Thấp chân thất nhất nhìn cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi, coi là cưới cái đẹp nàng dâu, không nghĩ tới chỉ là một đôi vợ chồng giả, liền cửa phòng đều tiến không được. Thấp chân bảy cực kỳ phiền muộn, thế là liền tìm hoàng lão đầu đại thổ nước đắng. Hoàng lão đầu nói hắn nữ nhi kia từ nhỏ đã là hòn ngọc quý trên tay, nuông chiều quen, tính tình lớn, tâm cao khí ngạo, nhất thời không chịu nhận ngươi cũng bình thường, phải cho chút thời gian nàng chậm rãi thích ứng,
hiện tại mọi người đều biết ngươi thấp chân bẩy là hắn Hoàng lão đầu con rể, về sau còn nhiều thời gian, sợ cái gì? Thấp chân bẩy nghĩ cũng phải, thế là liền không còn so đo chuyện đêm nay, nghĩ lấy sau chậm rãi lại cùng Hoàng Khê bồi dưỡng hảo cảm tình, nhưng hắn không biết, Hoàng Khê về sau chẳng những không có thích hắn, ngược lại muốn hắn mệnh. Tại cuộc sống về sau bên trong, bởi vì Hoàng lão đầu chiêu một cái lại thấp lại xấu con rể, nhận hết hàng xóm láng giềng chế giễu. Lúc đầu bởi vì thấp chân bẩy cứu Hoàng Khê, Hoàng lão đầu là mang lòng cảm ơn tình tiếp nhận hắn, khả nhân nói đáng sợ, Hoàng lão đầu bản thân liền là người có mặt mũi, cái này nói chuyện, triệt để đem Hoàng lão đầu cho nói sụp đổ. Về sau chẳng những Hoàng Khê càng ngày càng chán ghét thấp chân bẩy, liền Hoàng lão đầu cũng bắt đầu cách ứng hắn, một lúc sau, hai cha con liền bắt đầu tổng cộng thế nào khả năng đuổi hắn đi, nghĩ nửa ngày, Hoàng lão đầu lấy một số tiền lớn ra tới, chuẩn bị dùng tiền tài đem hắn khuyên đi. Cũng coi như báo đáp hắn cứu nữ tri ân. Thế nào biết thấp chân bẩy lại chết sống không đáp ứng, hắn đã sớm nói, không muốn kim, không muốn ngân, liền phải Hoàng gia thiên kim đại tiểu thư, hiện tại đột nhiên đổi ý là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các ngươi Hoàng gia liền một điểm uy tín đều không giảng sao? Hoàng lão đầu cũng tức giận, hắn chỉ vào thấp chân bẩy mũi mắng, ngươi cái ải tử người quái dị, ngày đó trừ bên trên một chuyến nóc phòng, ngươi còn làm cái gì? Hiện tại số tiền này ngươi cầm ra ngoài làm sao cũng có thể cưới cái tốt nàng dâu về nhà, hiện tại liền nghĩ con cóc ăn thịt thiên Nga, đổ thừa không đi là chuyện gì xảy ra. Ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cùng ngày nếu không phải ngươi cầu ta, ta có thể giảm thọ giúp ngươi cứu nữ nhi. Hiện tại trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, cái này sự tình ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, tuyệt đối không có cửa đâu. Thấp chân bẩy sau khi nói xong, phẫn nộ đóng sập cửa mà ra. Thấp chân bẩy sau khi đi. Hoàng lão đầu cũng là tức giận đến nghiến răng, hắn biết vô luận như thế nào đều cả không đi thấp chân bẩy, trong lúc nhất thời cũng là không có biện pháp. Lúc này Hoàng Khê đột nhiên đi đến, nàng vừa rồi tại bên cửa sổ đem lời đều nghe được rõ rõ ràng ràng, đã làm không đi thấp chân bẩy, nàng quyết tâm liều mạng, đối Hoàng lão đầu làm một cái cắt cổ động tác, ra hiệu muốn làm thấp chân bẩy, dạng này hai cha con gai trong lòng khả năng nhổ. Hoàng lão đầu nghe xong, sắc mặt đều biến. Thấp chân bẩy nói thế nào cũng là nữ nhi ân nhân cứu mạng, qua sông đoạn cầu thì thôi, cũng không thể lấy oán trả ơn, đây chính là muốn bị trời phạt. Hoàng Khê thấy phụ thân không đáp ứng, thế là quấy dậy đòi hỏi, đau khổ cầu khẩn, cuối cùng còn trình diễn mới ra lấy cái chết bức bách, Hoàng lão đầu bây giờ không có biện pháp, đành phải đáp ứng xuống. Hoàng lão đầu cùng nữ nhi hai người trong phòng tổng cộng một hồi lâu, liền mua được một bao độc dược, lúc ăn cơm đem thấp chân bẩy cho hạ độc chết. Thấp chân bẩy trước khi chết dùng hết cuối cùng một hơi mắng, ta nhất định phải làm cho cha con các người hai chết không yên lành. Nói xong cũng tắt thở, sau khi hắn chết mắt trợn trừng lên, liền như thế trừng mắt hai cha con, bộ dáng cực kỳ làm người ta sợ hãi. Thấp chân bẩy sau khi chết, Hoàng Khê chẳng những không có sợ hãi, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, giống như trong lòng diệt trừ một cây gai đồng dạng, Hoàng lão đầu cũng có chút sợ hãi, sợ gặp báo ứng, nói mau đem thấp chân bẩy hậu táng. Không phải lúc sấm đánh hắn ngủ không được. Hoàng Khê vội vàng mắng hắn có phải là lão hồ đồ, người là bọn hắn giết, làm sao còn có thể gióng trống khua chiêng làm hậu táng đâu, hẳn là hủy thi diệt tích, như thế cái này sự tình liền không ai biết. Hoàng đầu giật cả mình nói, hai chúng ta cha con liền gà đều chưa từng giết, làm sao hủy thi diệt tích. Nếu như đem thi thể thiêu hủy, phát ra tới hương vị khẳng định sẽ bị hàng xóm phát hiện. Như thế cái vấn đề, Hoàng Khê cau mày. Bắt đầu khổ sở suy nghĩ, một lát sau, hắn liền nghĩ đến một ý kiến hay. Thấp chân bẩy đến Hoàng gia thời điểm, trừ xính lễ, còn mang hai con trồn tới, đây cũng là Hoàng Khê ghét bỏ nàng nguyên nhân một trong, cái gì sủng vật không tốt nuôi, thế mà nuôi hai con trồn, cái này người được nhiều quái. Thấp chân bẩy giải thích nói, cái này động vật có đôi khi so với người tốt, hiểu được cảm ơn cùng hồi báo, tăng thêm hắn là âm nhân, khẳng định phải nuôi chút dã tiền âm thú cái gì mới có thể hộ chủ. Lúc đầu ăn âm hành cái này phần cơm người đều cùng người bình thường không giống nhau lắm. Đã thấp chân bẩy chết rồi, vậy hắn thịt, không bằng liền để trồn ăn hết được rồi. Hoàng lão đầu vạn vạn không nghĩ tới mình nữ nhi cư nhiên như thế ác độc, liền dạng này cực kỳ tàn ác biện pháp cũng nghĩ ra được, mà người đều đã giết, hắn cũng không có cách nào, hối hận đã tới không kịp, chỉ có thể theo Hoàng Khê biện pháp, chẳng qua Hoàng lão đầu lại đột nhiên cảm thấy không ổn, hắn nói kia trồn là thấp chân bẩy nuôi. Nó nguyện ý ăn hắn thịt sao? Hoàng Khê cười cười, nói nhà ta sau phòng có cái hầm, đem thi thể cùng trồn đều khóa vào bên trong, đến nó đói mắt đỏ, cái gì không ăn. Đừng nói chủ nhân,
chỉ sợ là đồng loại cũng ăn. Nghe Hoàng Khê độc chiêu, Hoàng lão đầu dùng mình một cái này vẫn là mình nữ nhi sao? Làm sao lại nghĩ ra cái này đến cái khác ngoan độc biện pháp, chẳng qua chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dùng biện pháp này hủy thi diệt tích. Về sau Hoàng lão đầu cùng Hoàng Khê hùn vốn đem thi thể mang tới trong hầm ngầm, sau đó lại đem lồng bên trong hai con trồn cũng đều đi vào, lại đem hầm cửa cho chăm chú khóa lại. Tương lai trong vòng vài ngày, Hoàng lão đầu cùng Hoàng Khê đều có chút lo lắng, nhưng theo thời gian trôi qua, chậm rãi cũng không có xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ cha con tâm cũng nới lỏng, nếu như có người hỏi thấp chân bảy hành tung, Hoàng lão đầu liền nói hắn tay chân không sạch sẽ, thường xuyên trộm hắn đồ vật, thế là đem hắn đuổi đi, về sau trong nửa tháng, không còn có người nhắc qua thấp chân bảy, mà Hoàng lão đầu hai cha con cũng dần dần quên chuyện này, quên đi trong hầm ngầm thi thể cùng kia hai con trồn. Thẳng đến một tháng sau, Hoàng Khê đột nhiên trong mộng bừng tỉnh, mộng thấy thấp chân bảy đến báo thù lấy mạng. Sau khi tỉnh lại nàng đột nhiên trông thấy cửa phòng nửa đậy, giống như có người mở ra đồng dạng, mà xuyên thấu qua khe cửa, Hoàng Khê nhìn thấy hai con trồn, trồn cũng xuyên thấu qua khe cửa nhìn nàng, làm Hoàng Khê cùng trong đó một con trồn bốn mắt nhìn nhau thời điểm, đột nhiên phát hiện mắt của nó thế mà cùng thấp chân bảy chết thời điểm giống nhau như đúc. Hoàng Khê dọa đến thét lên một tiếng, thanh âm đem Hoàng lão đầu cho dẫn tới. Nhưng hắn lại nói lúc tiến vào cũng không có trông thấy cái gì trồn, mà lại trồn đều đã khóa tại trong hầm ngầm, làm sao có thể chạy đến. Tuy là nói như vậy, nhưng Hoàng Khê trong lòng vẫn là không nỡ, nàng kiên trì nửa đêm đều muốn đi xem xét một chút hầm, Hoàng lão đầu không có cách nào, đành phải cầm lên đèn pin theo nàng đi. Đi vào hầm về sau, cửa cùng khóa đều tốt, Hoàng Khê mới hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi Hoàng lão đầu mở ra hầm cửa thời điểm, lại giật nảy mình, hai con trồn không gặp. Thi thể bị gặm thành một bộ bạch cốt. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hầm cửa cùng khóa đều tốt, làm sao trồn liền không gặp rồi? Hoàng lão đầu bắt đầu hoảng, chẳng lẽ kia hai con trồn thật xuất hiện tại Hoàng Khê cửa phòng? Hai cha con cảm thấy cái này sự tình phi thường quỷ dị, có chút sợ hãi, vội vàng đem hầm một lần nữa đắp lên, cũng không dám trở về ngủ, trong phòng khách ngồi xuống Hừng Đông. Hừng Đông về sau, hai người liền đem phòng toàn tìm một lần. Muốn đem hai con trồn tìm cho ra, có thể tìm đã hơn nửa ngày, liền gầm giường đều vượt qua, căn bản cái gì đều không có tìm được, cái này sự tình đành phải không giải quyết được gì. Kỳ quái là, mấy ngày sắp tới trong đêm, Hoàng Khê đều phát hiện hai con trồn tại ngoài cửa phòng nhìn chằm chằm nó nhìn, kia ánh mắt u oán, cùng ngày thấp chân bảy chết thời điểm giống nhau như đúc, Hoàng Khê về sau sẽ tại dưới cái gối thả một cây đao, chỉ cần nhìn thấy trồn liền cầm lấy đao lao ra, muốn đem bọn chúng chém chết. Nhưng vừa đi ra ngoài, bên ngoài cửa trồn liền biến mất không thấy gì nữa, liền cái ảnh cũng không thấy. Càng quỷ dị chính là, Hoàng Khê thể trọng càng ngày càng nhẹ, người càng ngày càng gầy gò, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là trong đêm bị trồn quấn lấy ngủ không ngon, cho nên người tài biến gầy, nhưng về sau nàng phát hiện càng ngày càng không thích hợp, nàng gầy đến tốc độ quá nhanh, đồng thời cái này gầy trình độ liền cùng phát bệnh đồng dạng, vô luận nàng ăn bao nhiêu thứ, vẫn là gầy đến da bọc xương. Giống như những vật kia cũng không có rơi vào đến bụng của nàng đồng dạng. Đại khái qua một tuần lễ, Hoàng Khê liền gầy đến đứng không vững, gió thổi qua liền ngã, cả người liền thừa một lớp da cùng xương cốt, thật sự là một điểm mỡ cùng thịt đều không có. Hoàng lão đầu gấp, liền vội vàng đem Hoàng Khê đưa bệnh viện, nhưng bác sĩ lại tra không ra bất kỳ bệnh đến, nói Hoàng Khê trừ gầy, thân thể tuyệt đối không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Sau khi về đến nhà, Hoàng Khê cùng nổi điên giống như... Cầm đao liền đến chỗ tìm trồn, trong miệng nàng hô lớn, thấp chân bảy, người đi ra cho ta biết người trở về, có loại ra tới thấy ta à. Hoàng lão đầu lập tức minh bạch Hoàng Khê ý tứ, quỷ cước bảy phụ thể tại trồn trên thân, trở về báo thù, Hoàng Khê tật xấu này chính là thấp chân bảy dở cho quỷ, trong lòng của hắn minh bạch, nếu như không giết kia hai con trồn, mình cùng nữ nhi tuyệt đối phải chết tại trong ngôi nhà này. Nhưng cái này trồn đã bị quỷ cước bảy phụ thể, rất quái, muốn giết bọn nó. Người bình thường rất khó làm được, nhưng Hoàng Khê có bệnh kén ăn trứng, nàng lại không thể chạy ra căn này tòa nhà, biện pháp duy nhất chính là mời người trở về trừng trị nó nhóm. Hoàng lão đầu trấn an một chút Hoàng Khê về sau, liền đi ra ngoài tìm một cái có đạo hành đại sư trở về, nhưng đại sư vào cửa sau không có vài phút, liền ghế đều ngồi chưa nóng, nháy mắt liền biến thành bạch cốt. Hoàng lão đầu mới đột nhiên nhớ tới, thấp chân bảy đã từng dặn dò qua hắn, trừ Hoàng Khê thân nhân. Cái khác người sống không thể tiến vào cái này tòa nhà, bằng không, tuyệt không còn sống. Liền sau cùng một cọng cỏ cứu mạng đều mất đi, hai cha con rốt cục cùng đường mặt lộ,
Bọn hắn vội vàng chạy đến hầm mở cửa ra, sau đó đối thấp chân bảy thi cốt dập đầu nhận lầm. Lúc này thấp chân bảy thi cốt đột nhiên ngồi dậy, chỉ vào hai cha con mắng, qua sông đoạn cầu, lấy oán trả ơn, ta nhất định phải các ngươi nợ máu trả bằng máu. Hoàng Khê cùng Hoàng lão đầu dọa đến xanh cả mặt, hai người lại là một trận dập đầu, nhưng thấp chân bảy còn không chịu tha thứ bọn hắn, không có một hồi liền vừa nằm xuống không có động tĩnh. Ngày thứ hai, Hoàng Khê liền chết tại trên giường, lúc nàng chết thể trọng vẫn chưa tới 50 cân, toàn thân trừ một lớp da liền thừa xương cốt. Hoàng lão đầu ôm lấy Hoàng Khê khóc thật lâu, mới đi ra ngoài chuẩn bị cho nàng quan tài, thi thể vừa tiến quan tài không tới 3 giây, đột nhiên Hoàng Khê liền ngồi dậy. Hoàng lão đầu trong lòng vui mừng, còn tưởng rằng nữ nhi không chết đâu, nhưng sau đó hắn trông thấy khiến người một màn kinh khủng. Hoàng Khê ngồi dậy về sau, thế mà dùng tay đem trên người mình ra lột xuống dưới, hơn nữa còn lột nhiều hoàn chỉnh. Ra lột xong, từ Hoàng Khê trong thân thể chạy đến hai con hoàng bì tử, bọn chúng phát ra hắc hắc thanh âm, giống như đang cười nhạo Hoàng lão đầu, mấy giây sau, bọn chúng lại chạy mất tăm. Hoàng Khê thân thể đã sớm không có nửa điểm thịt, ra lột xong. Liền thừa một bộ khung xương, Hoàng lão đầu ôm lấy khung xương lại khóc lại cười, giống như bị điên. Ban đêm, trên đường phố xuất hiện một cái lão nhân, trên người hắn hất lên một tấm kinh khủng nữ nhân ra, hắn lại khóc lại cười, còn vỗ tay hát nói thấp xấu âm dương sư, giảm thọ đem mệnh cứu, thế nào biết lòng người ác, hạ độc đoạt xá mệnh, hôm nay đem thủ báo, hồn xác tiêu hương vẫn. Lão nhân một lần lại một lần hát, từ đầu đường đi đến cuối phố, thẳng đến điều tử tới đem hắn bắt lên xe. Về sau lão nhân trên xe đoạt điều tử thương, nuốt thương tự sát. Trời vừa nói xong về sau, nhìn một chút trên mặt đất hoàng bì tử bị đinh lấy cái tay kia, biểu lộ y nguyên lạnh như băng, không có biến hóa chút nào. Ta hỏi hắn làm sao biết những chuyện này, còn biết cặn kẽ như vậy. Trời nói chuyện, thiên môn có thể trở thành âm hành long đầu đại ca, cũng không chỉ là âm thuật cường hoành bá đạo, siêu tập tình báo cùng tư liệu cũng là âm hành thứ nhất. Ta nhẹ gật đầu. Sau đó lại hỏi về sau kia hai con trồn thế nào rồi. Trời nói chuyện, Hoàng lão đầu phát hiện như thế sự tình, tất cả mọi người nói rất tà môn, hắn khi còn sống tòa nhà tự nhiên không người nào dám lại tiến. Thấp chân bảy chết thảm về sau, lại giết hai người, tự nhiên không thể đi đầu thai, hắn một mực bám vào trồn trên thân, đồng thời nếm qua Hoàng Khê thịt về sau, hắn đổ ăn được nghiện. Nhưng tòa nhà này lại không có người lại đi vào, hắn muốn ăn đều ăn không được. Thế là hắn liền lợi dụng âm dương tà thuật đi mua thịt của người khác. Ta dựa vào, trách không được cái này trồn tà môn như vậy, hóa ra là sẽ âm dương thuật thấp chân bảy bám vào phía trên này, trước đó môn tường bên trong bảy kia hai viên đầu người tà trận cùng mua trên thân người thịt tà thuật đều giải thích được. Ta lật đến sau phòng mặt, quả nhiên nơi đó có một cái hầm, trên cửa khóa đã vết dỉ loang lổ, ta đều không cần làm sao mở, tay uốn éo liền đoạn mất. Mở ra hầm về sau. Lập tức đập ra đến một cỗ hôi thối, ta che mũi đi đến nhìn lên, trông thấy một bộ thấp bé thi cốt nằm tại bên trong, nhìn thi cốt lớn nhỏ, ta có thể phán đoán cái này thấp chân bảy đoán chừng cùng võ đại lang cao không sai biệt cho lắm, trách không được Hoàng Khê nhìn hắn không vừa mắt, chẳng qua thấp chân bảy nhưng không có võ đại lang dễ khi dễ như vậy, là một cái nhân vật hung ác, cuối cùng đem hai cha con đều chơi chết. Đúng vào lúc này, đột nhiên thi cốt ngồi dậy, chỉ vào cái mũi của ta mắng, ta cùng các ngươi gần đây không oán. Xa ngày không thù, tại sao phải tới làm chúng ta? Mau thả ta con, không phải ta muốn các ngươi mệnh. Ai u, cái này thấp chân bảy chẳng những phụ thân tại chôn, còn sinh cái con, thật sự là hiếm thấy một đóa. Ngươi là cùng ta không cừu không oán, nhưng ngươi khắp nơi hại người, ta hôm nay nhất định phải thu ngươi thay trời hành đạo. Cái này thấp chân bảy hoàn toàn chính xác có chút bản lĩnh, nếu như trời một không có ở, đoán chừng ta đối phó hắn quá sức. Ô a. Đột nhiên thấp chân bảy thi cốt gào thét một tiếng, sau đó cô hai tay hướng ta bóp đi qua, ta vội vàng lui lại một bước, sau đó đem đã sớm chuẩn bị máu chó đen dội tại trên người hắn. Lập tức thấp chân bảy thi cốt liền tán thành một đống bạch yên, ta hừ lạnh một tiếng, một lần nữa đem hầm đóng lại. Ta lật trở lại trước cửa thời điểm, đột nhiên cửa liền một tiếng cọt kẹt mở ra một bên. Ta lật trở lại trước cửa thời điểm, đột nhiên cửa liền một tiếng cọt kẹt mở ra một bên. Một bên khác cũng đi theo một tiếng cọt kẹt từ từ mở ra, chúng ta trông thấy một con tiểu hoàng chuột sói nằm dạp trên mặt đất, tay của nó bị trời một đinh trụ, không thể động đậy, ánh mắt bên trong lộ ra bất lực. Hoàng, chồn, Trần Mỹ ra giống như có chút sợ, chỉ vào tiểu hoàng chuột sói hô. Ta nói người đều ăn một tuần lễ chồn, còn có cái gì phải sợ?
Trần Mỹ Gia nói nàng ăn trồn đều là đã đun sôi thịt, chưa thấy qua sống, đây là lần đầu thấy. Kia trồn con giống như không sợ người sống, ngược lại đối chúng ta chảy nước miếng, sao nhìn thấy gà quay còn thèm, ta lập tức mắng một câu, cái này xem xét chính là dùng người thịt cho ăn lớn, không phải sẽ không nhìn thấy người là loại phản ứng này. Ta tiếp tục ngẩng đầu đi đến nhìn lại, muốn làm rõ ràng tòa nhà tình huống bên trong, nhưng cái này giữa ban ngày, bên trong thế mà đen kịt một màu, liền mặt trời đều chiếu không đi vào. Trời nói chuyện, cái này trồn sát nghiệt quá nặng đi, cái nhà này tất cả đều là nó lệ khí, ánh nắng cũng không nhất định có thể chiếu vào, những năm này không biết có bao nhiêu người bị nó cho tươi sống ăn chết. Cái này quỷ đông tây chẳng những lệ khí nặng, còn tinh thật nhiều, chính là chết sống không ra, cũng lòng tàn nhẫn không cứu con, mở cửa nghĩ tới chúng ta đi vào tự chui đầu vào lưới. Trời một nở nụ cười gằn, nói nó tính toán đánh cho quá vang dội. Hắn một chân dẫm tại tiểu hoàng chuột sói cái đuôi bên trên, lập tức đau đến nó oa oa trực khiếu, nó vội vàng quay đầu đi cắn trời một chân, trời hung ác chừng nó liếc mắt, thân thể nó lập tức cứng ngắc, tứ chi run lẩy bẩy, giống như đột nhiên đối trời một cực kỳ sợ hãi. Cái này chiêu thiên một trước đó dùng qua, lần kia nhập thân vào Trần Văn Uyển trên người hồ ly cũng là dạng này bị trời một dạng này chừng một cái, nó lập tức liền dọa đến không dám động, về sau trời một nói cho ta cái này gọi khí thế. Có loại khí thế là trời sinh, gọi vương bá chi khí, ta mị quỷ quái đều sợ chi, ví dụ như trước kia có hiền năng thiên tử trên thân đều có cỗ này khí, bọn hắn chỉ cần chừng liếc mắt, thần tử bách tính đều sẽ dọa đến đầu đầy mồ hôi, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, chớ nói chi là động vật. Có chút khí thế là hậu thiên, ví dụ như tục ngữ nói kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng coi như một loại khí thế, nhưng phải đi qua thời gian dài tu luyện. Ta ngay từ đầu không có nghe chuẩn. Còn tưởng rằng trời nói chuyện vương bát chi khí, ta nói ta không muốn làm con rùa, vẫn là thành thành thật thật ma luyện đi. Trồn con bị đạp lên cái đuôi, tay lại bị găm trên mặt đất, bộ dáng cực kỳ thống khổ, còn phát ra ô ô tiếng kêu rên, không bao lâu bên trong liền có động tĩnh vẫn là thấp chân bảy thanh âm. Hắn hô, ta đem thịt còn cho Trần Mỹ ra, cũng giải trừ âm dương tà thuật khế ước, các ngươi thả ta con. Trời máy động nhưng trợn mắt tròn xoe, hét lớn, còn chưa tới phiên ngươi cùng ta nói điều kiện. Hắn từ trên lưng cái hộp đen một chỗ khác lại lấy ra một cây ngân châm, sau đó dính vào trồn con máu hướng trong trạch tử đạn đi vào. Không đầy một lát liền nghe được một tiếng hét thảm, a, mắt của ta. Các ngươi bỏ qua nó đi, chúng ta cũng không tiếp tục hại người, cũng không dám ăn thịt. Thanh âm bên trong ta cùng Trần Mỹ Gia đều rất quen thuộc, chính là mua nàng thịt lão thái bà kia, xem ra nàng chính là năm đó con kia mẫu trồn, mà con kia công bị thấp chân bảy phụ thân. Hiện tại ngược lại tốt, cái này trồn một nhà ba người đều thành tinh, liền cái này còn không có bao lớn trồn con kém chút hỏa hầu, thấy nó xem chúng ta liền chảy nước miếng dáng vẻ, nếu như không diệt trừ về sau lớn lên, kia còn không biết phải chết bao nhiêu người. Ta nói qua, còn chưa tới các ngươi nói điều kiện với ta. Nói xong một trưởng vỗ tại trên cửa, môn kia lập tức ứng thanh ngã gục, hắn đem ngã xuống cửa gánh lên, nếu như hai ngón ở phía trên nhanh chóng viết, dù không gặp chữ. Nhưng là ta lại cảm giác được một cỗ mãnh liệt phù chú khí tức. Lâm Nguyên, nhảy lên, ta đưa ngươi đi vào, ngươi chỉ cần chân đạp trên cửa, mặc kệ là cái gì, đều tuyệt đối tổn thương không được ngươi. Trời vỗ lấy bộ ngực nói. Thành, ta một cái xoay người nhảy tới, trời một đôi trưởng vỗ, ta lập tức liền cửa dẫn người bay vào, ta còn tưởng rằng trực tiếp sẽ bị xung lực vãi ra, nhưng cửa mang theo ta phi hành một khoảng cách về sau, vững vàng rơi vào trong chỗ ở giữa. Ở bên ngoài nhìn bên trong là một trận đen nhánh, tiến đến về sau tất cả mọi thứ đều sáng tỏ. Trong nhà bên cạnh che kín cho bụi cùng mạng nhện, cái bàn cái gì đã sớm phá phải không thành dạng, những cái này đổ cái gì, chủ yếu là nóc nhà cực kỳ khủng bố. Tòa nhà nóc nhà trên xà nhà treo một bộ lại một bộ thi cốt, không biết vì cái gì, không có một cơn gió thổi tới, bọn hắn lại tại đầu ta trên đỉnh lắc lư, ta đột nhiên nhớ tới những cái kia bán thịt sạp hàng. Những cái kia dê bò chó heo thịt cũng là bị dạng này treo, nghĩ đến quan hệ của hai người, ta kém chút huệ phun ra, bọn chúng giống nhau là bị treo lấy ăn. Ta nhìn thấy kia hai con trồn, bọn chúng co lại trong góc mạnh mẽ chừng mắt ta, mà có một con thì bị trời một ngân châm chọc thủng mắt, trên mũi châm có nó con máu, đoán chừng tự mang truy tung công năng, châm này nó là tất chịu, chỉ có điều không nghĩ tới cắm ở mắt. Đúng vào lúc này, đột nhiên bọn chúng đối ta cười, trồn cười lên đặc biệt tà môn. Nhìn có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác, chẳng qua bọn chúng lại không có phát ra âm thanh, ta cũng không xác định bọn chúng có phải là thật hay không cười, nhưng ta đã loáng thoáng cảm thấy có một điểm không thích hợp.
Đúng vào lúc này, đột nhiên có người ở phía trên vỗ một cái bờ vai của ta, ta ngẩng đầu nhìn lên, kém chút không có hù chết, một bộ thi cốt thế mà mặt hướng hạ tuột xuống, nó một cái tay khoác lên bả vai ta bên trên, một cái khác nắm lấy tóc của ta, muốn đem ta cho nâng lên. Ta dự định một tấm hoàng phù trực tiếp dán trên mặt hắn, còn không có ra tay, dưới chân cửa phát ra một trận kim quang, đem cỗ kia thi cốt chiếu lên vỡ nát, biến thành một đống bột màu trắng tản mát trên mặt đất. Treo ở phía trên thi cốt lập tức toàn sống, bọn hắn giống như nhận kinh hãi, trượt xuống đến sau liều mạng ra bên ngoài chạy. Muốn chạy, bên ngoài truyền đến trời một thanh âm, không bao lâu tòa nhà này liền tràn ngập rất nhiều bột màu trắng, trên mặt đất còn trồng một đống lớn, không biết trời một giết bao nhiêu. A, à, ta khô lâu âm binh, ải tử bảy phát ra một tiếng kêu to, trên mắt huyết thủy chảy đến trong mồm, đem hắn sặc đến thẳng ho khan. Ha ha, tiểu tử này hôm nay gặp được trời tính toán hắn không may, đã thấp chân bảy mánh khóe đã toàn phá, ngày đó tất cả nên có thể tiến đến đi. Vậy ta có hay không có thể từ trên cửa xuống tới rồi? Lâm Nguyên, đừng buông lỏng cảnh giác, còn có đây này. Trời một nhắc nhở nói, nhìn xem trên mặt đất còn có cái gì. Ta nhíu mày, còn có. Cái này thấp chân bảy đến cùng có bao nhiêu giảo hoạt. Thế mà bố trí nhiều như vậy âm dương tà thuật. Ta cúi đầu nhìn về phía sàn nhà, phát hiện có chút kỳ quái. Cái này trên mặt đất mặc dù che kín một tầng thật dày cho bụi, nhưng ta thấy rất rõ ràng, cho bụi phía dưới tất cả đều là bức họa. Cái này trên sàn nhà bức họa phải tất cả đều là chân, vẫn là màu đỏ chân, chân trần trụi phân biệt giao nhau. Cái này trên sàn nhà bức họa phải tất cả đều là chân. Vẫn là màu đỏ chân, chân trần trụi phân biệt giao nhau, chân phía dưới dựng thẳng từng thanh sắc bén đao nhọn. Ta đem mình nhìn thấy nói cho trời một, hắn lập tức lạnh lùng nói, đao sơn địa ngục đồ. Ta có chút không hiểu, vội hỏi trời một đao sơn địa ngục là thứ đồ gì. Trời nói chuyện, đao sơn địa ngục là tầng thứ 7 địa ngục danh xưng, bởi vì có bỏ núi đao hình pháp mà mệnh danh. 18 tầng địa ngục tầng không phải chỉ không gian trên dưới. Mà là ở thời gian cùng hình pháp bên trên khác biệt, nhất là tại thời gian phía trên. Mà đao sơn địa ngục giam giữ thời gian là 540 ức năm, tội quỷ rơi vào trong đó, đau khổ không cách nào hình dung. Đao sơn địa ngục đồ có cùng cấp này hiệu quả, chỉ cần người sống ở trên đây nhảy tới, hai chân nhất định bị xoắn nứt, sau đó thân thể như là rơi vào núi đao, bị đồ bên trên đao sen kẽ mà chết, cái này cũng thuộc về âm dương tà thuật một loại. Càng tàn nhẫn chính là, chết ở đây đồ người ở phía trên, không được luân hồi, trực tiếp rơi vào đao sơn địa ngục. Không nghĩ tới thấp chân bảy ác độc như vậy, thế mà hạ loại tà pháp này, may mắn ta có cánh cửa đạp chân, không phải hiện tại đã hai chân đứt đoạn. Vậy nhưng có gì phương pháp phá giải? Chiều ta trời hỏi một chút nói. Trời nói chuyện, đao sơn địa ngục đồ tuy nói họa trên mặt đất, nhưng cũng cùng cái khác trên giấy họa đồng dạng, sợ lửa. Chỉ cần dùng lá bùa đốt cháy là được. Ta nghe vậy móc ra một tấm hoàng phù, sau đó hai ngón kẹp lấy, hoàng phù phù một tiếng, liền giấy lên hỏa hoa, ta đem lá bùa ném tới đao sơn địa ngục đồ bên trên đất đồ lập tức liền đốt lên, lửa diệt về sau, trên đất tất cả đồ đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ là sàn nhà cho bụi phía dưới có từng khối màu đen vết tích. Thiêu hủy đao sơn địa ngục đồ về sau, ta chỉ vào thấp chân bảy chất vấn, ngươi vì sao ác độc như vậy, cái này đồ cũng quá tàn nhẫn, ngươi đem người giết còn chưa đủ. Còn muốn hắn không được luân hồi, vĩnh đọa địa ngục. Thấp chân bảy nói tòa nhà này người bình thường căn bản không dám vào đến, dám đi vào đều là đối bọn chúng bất lợi người, rơi vào địa ngục là đáng đời bọn họ. Lúc này trời một rốt cục cùng Trần Mỹ ra đi đến, trên tay hắn nắm lấy chồn con cái đuôi, sau đó xách ngược. Súc sinh, còn chưa tỉnh ngộ, hôm nay ta để các ngươi một nhà đều mệnh tang hoàng tuyền. Trời một mắng, con kia mẫu chồn nhìn thấy trời một. Dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong mắt còn hiện ra nước mắt, nói về sau cũng không dám lại, chẳng qua thấp chân bảy lại không một chút hối cải chi tâm. Ha ha, ta thấp chân bảy từ nhỏ đã đi theo sư phó học tập âm dương thuật, tuy nói không lên cứu bao nhiêu người, nhưng cũng chưa từng làm qua nửa cái chuyện xấu, ngày đó ta dùng âm dương thuật cứu một người, nhưng vì sao muốn rơi vào kết quả như vậy? Thế gian này có công đạo sao? Các ngươi đạo hành cao hơn ta. Ta đưa tại trên tay các ngươi ta không lời nào để nói, nhưng ngươi muốn ta tỉnh ngộ cái gì? Đây không phải chuyện cười lớn, nên tỉnh ngộ đến cùng hẳn là ai? Thấp chân thất nhất thần oán khí, muốn độ hắn cực kỳ khó khăn, sắp chết đến nơi cũng còn không biết hối cải, xem ra cần phải đem hắn đánh cho tan thành mây khói mới được. Trời một lại cười nhạt một chút, không vội ở động thủ, trong lòng ta có chút không hiểu,
loại này ngu xuẩn mất khôn còn cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp đem bám vào chồn bên trên quỷ hồn bắt tới đánh tan liền xong việc. Có nhân liền có quả, đây hết thảy bi kịch, đều là chính ngươi tạo thành. Trời nói chuyện nói. Thấp chân bảy có chút không hiểu, hắn nở nụ cười gần nói, ta tạo thành. Cái này cùng ta có liên can gì? Chỉ là đôi kia hoàng gia cha con quá ác độc, qua sông đoạn cầu, lấy oán trả ơn. Không phải bọn hắn ác độc, là ngươi thuật có vấn đề, mới đưa đến bọn hắn ác độc. Thấp chân bảy lại là cười lạnh một tiếng, nói hắn thuật cái kia có vấn đề gì, hoàng khê bệnh kén ăn trứng không phải đã bị hắn chữa khỏi sao? Trời nói chuyện, thấp chân bảy ngũ quan hung trận hoàn toàn chính xác không có vấn đề, nhưng hắn lấy kia bốn quan thật có đại đại vấn đề. Lông mày, mắt, mũi, lỗ tai, cái này bốn dạng là tại một cái chết đói lão thái bà trên thân gọt đi, vấn đề mấu chốt nhất nằm ở chỗ lão thái bà này trên thân. Lão thái bà này bị con dâu khóa trong phòng, tươi sống chết đói, sau khi chết oán khí lớn biết bao, cái này lấy bốn quan tự nhiên cũng sẽ nhiễm phải oán khí, hoàng khê bệnh là bị ngũ quan trận chữa khỏi, nhưng trên người nàng cũng nhiễm phải lão thái bà oán khí, từ đó tính tình đại biến, tâm trở nên ác độc vô cùng, không phải nàng một cái bình thường nữ tử, làm sao lại nghĩ ra nhiều như vậy biện pháp đi hại thấp chân bảy. Kỳ thật giống nàng loại này nuông chiều từ bé con gái một, tư tưởng vẫn là rất đơn thuần. Nàng vung khóc lóc om sòm phát phát tiểu tính tình còn có thể, gọi nàng nghĩ ra giết hại người biện pháp, nàng khẳng định không có tâm tư này. Thấp chân bảy sau khi nghe xong, bốn cái chân đều quỳ trên mặt đất, nhìn qua có chút quái dị. Ý của ngươi là bởi vì ta sơ sẩy, mới đưa đến mình chết thảm. Thấp chân bảy thanh âm có chút run rẩy. Trời một nhẹ gật đầu, nói cho cùng, vẫn là ngươi đạo hành không đủ, nếu như ngươi sớm một chút phát giác được hoàng khê trên thân có oán khí. Liền sẽ không phát sinh dạng này bi kịch, không riêng gì hoàng khê, liền hoàng lão đầu cũng thụ ảnh hưởng, chỉ là không có như thế lớn. Thấp chân bảy thụ thương con kia mắt đột nhiên chảy ra huyết lệ, trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô. Có thể bỏ qua hai bọn nó sao? Thấp chân bảy hỏi. Có thể, nhưng muốn trước phế bọn chúng. Trời sờ mó ra hai viên tiểu ngân châm, đánh vào bọn chúng mi tâm, chồn con cùng mẫu chồn lập tức hôn mê bất tỉnh. Trời nói chuyện lần này bọn chúng về sau liền cùng phổ thông chồn đồng dạng. Thấp chân bảy nhẹ gật đầu, đột nhiên ô ô hai tiếng, một đoàn hắc khí chui ra, chồn thân thể lập tức đổ xuống, ta nhìn thấy một cái thấp bé thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn tới đây chính là thấp chân bảy quỷ hồn, nó bay đến Trần Mỹ Gia trên đầu lắc mấy lần, liền nói tà pháp giải trừ, Trần Mỹ Gia thịt sẽ từ từ mọc trở lại, tiếp lấy lại đối trời nói chuyện, muốn chém giết muốn róc thịt, mặc ngươi xử trí. Trời nói chuyện hắn không phải Diêm Vương gia, đã mình giác ngộ, liền xuống đi thẩm phán đi, nói xong vung tay lên, thấp chân bảy liền không gặp, ta dụi dụi mắt, hỏi quỷ đâu. Trời nói chuyện tiễn hắn xuống dưới, gia hỏa này làm chuyện xấu quá nhiều, không có kết quả tốt, may mắn cuối cùng tỉnh ngộ lại, không phải nhất định đem hắn đánh cho tan thành mây khói. Trong lòng ta lầm bầm một câu, trời một gia hỏa này cũng quá trâu bỏ đi. Phất phất tay liền xuống đi rồi, không cần bày đàn thi pháp. Làm sao ngươi cũng phải đốt mấy trương hoàng phù làm dáng một chút a? Trời một không để ý đến ta, tiếp tục hướng thấp chân bảy phụ thân con kia chồn mi tâm đánh một viên ngân châm, hắn nói thấp chân bảy chiếm lấy thân thể của nó quá lâu, khó tránh khỏi sẽ lưu lại oán khí, đánh mi tâm với nó, phòng ngừa về sau thành tinh hại người. Xong việc về sau, ta cùng trời một còn có Trần Mỹ Gia rời khỏi tòa nhà, Trần Mỹ Gia đối với chúng ta nói vài tiếng tạ ơn, nói qua mấy ngày triệt để tốt lại đem tiền còn thừa lại gọi cho ta. Trần Mỹ Gia đi về sau, ta liền vấn thiên một quan tại Côn Luân ngũ quỷ địa vị, còn có ngày đó đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì những người còn lại đều mất trí nhớ rồi. Thực lực này cũng quá khủng bố, lão đầu kia đến cùng dùng để cái gì âm thuật. Trời nói chuyện cái này Côn Luân ngũ quỷ địa vị hắn cũng không rõ ràng lắm, dù sao không phải người cùng một thời đại, mà lại năm người này phi thường thần bí, bản lĩnh lại cao, cơ bản không ai có thể tạo được bọn hắn đấy. Chẳng qua đã có một cái là thi ngôn sư phó, kia thi ngôn hẳn là sẽ biết được một điểm. Về phần chuyện đêm đó, hắn nói lão đầu căn bản không có làm cái gì, vẫn đong đưa cái kia linh đang, liền chú ngữ đều không gặp hắn niệm, đến cùng là dùng cái gì quỷ dị âm thuật, trời một cũng nhìn không thấu. Trời vừa nói xong về sau, liền cùng ta cáo từ, còn bàn giao biển chữ vàng sự tình hôm nào sẽ phái người đưa đến, còn có tiền. Cùng trời một cáo biệt về sau, ta liền trực tiếp về cửa hàng. Mập mạp bọn hắn đang dùng cơm, thấy ta sau khi trở về bận bịu chào hỏi ta ngồi xuống, thêm một đôi đũa. Từ khi có A Thanh,
cái này cửa hàng càng lúc càng giống nhà, mỗi bữa đồ ăn nàng đều sẽ làm, chúng ta mấy cái không cần lại đi điểm thức ăn ngoài, vệ sinh cũng quét dọn phải sạch sẽ, ta nói nếu không đem Thi Ngôn xào đi, dù sao có A Thanh, nàng có thể đi trở về tiếp tục làm tên ăn mày. Thi Ngôn trợn mắt nhìn ta một cái thầm nói, nhìn lão nương chờ xuống kéo cái khách hàng lớn trở về ngăn chặn miệng của ngươi. Đúng vào lúc này, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến thanh âm một nữ nhân, ai u, tiểu lâm, bàn ca, các ngươi chiêu bài này đi đâu rồi? Ta lại đầu nhìn ra phía ngoài, phát hiện là Mai Tỷ. Chúng ta cái tiệm này hẻm ngoặt ra ngoài chính là một con đường, cái này Mai Tỷ chính là mở tiệm cắt tóc, năm nay ngoài 30, nhuộm một đầu gợn sóng tuyến đại hoàng phát, ta cùng mập mạp có đi nàng kia lý qua phát, trò chuyện một chút liền quen, về sau nàng cũng thỉnh thoảng tới ngồi, nàng là người bên ngoài, bằng hữu không nhiều, nhưng cùng chúng ta hợp ý, đặc biệt nói chuyện tới. Ta vội vàng đem nàng mời vào, nói nếu không lại thêm một đôi đũa. Mai Tỷ móc ra một điếu thuốc ngậm, sau đó lắc đầu nói không cần, lần này tới là có việc, không phải vọt cửa. Ta vội hỏi có chuyện gì, có thể giúp một tay khẳng định giúp. Mai Tỷ phun ra một cái vòng khói chỉ vào phía ngoài nói, trước đó chiêu bài treo Mao Sơn quỷ đạo, các ngươi bản lãnh này có tác dụng không? Mập mạp vỗ nhẹ bộ ngực, không dùng được trả lại ngươi gấp 10 tiền, tiểu ca kia đạo thuật đều có thể vung những cái được gọi là đại sư 10 đầu đường phố. Ta cười khổ một cái, nói đừng như vậy sớm kết luận, trước thông báo một chút tình huống gì đi, không phải chờ xuống đánh mặt liền không tốt. Mai Tỷ nhẹ gật đầu, liền bắt đầu bàn giao nàng tới tìm ta nguyên nhân. Lúc đầu con đường này chỉ có Mai Tỷ một gian tiệm cắt tóc, cho nên sinh ý đặc biệt tốt, nhưng gần đây có người tại đối diện nàng mở một gian tiệm cắt tóc, xem như cùng với nàng đối nghịch. Mai Tỷ cũng không có để ở trong lòng, cái kia thủ đô lâm thời có cạnh tranh, chỉ cần mình đem phục vụ làm tốt, liền không sợ có người đoạt mối làm ăn, lại nói, dù sao cũng là tiệm mới, lập tức cũng không bay ra khỏi cái gì sóng tới. Ngay từ đầu kia tiệm mới hoàn toàn chính xác không có gì sinh ý, về sau làm rất nhiều hoạt động đều không có gì khởi sắc, chẳng qua một tuần lễ sau, đột nhiên tất cả khách nhân đều dần dần chạy đến cái kia trong tiệm đi, liền không có mấy ngày, Mai Tỷ cũng chỉ có thể ngồi tại trong tiệm đánh con ruồi, gần như nửa cái khách nhân đều không có, mà đối diện lại người đông nghìn nghịt, làm ăn chạy không được. Nói đến đây, ta vội vàng đánh gãy Mai Tỷ, coi như đối diện đem nàng sinh ý toàn đoạt, cũng không có người đông nghìn nghịt khoa trương như vậy chứ. Cái này đường phố người lưu lượng cũng liền như thế, tiệm cắt tóc sinh ý có thể tốt thành như vậy sao? Mà lại cái này thuộc về đồng hành cạnh tranh, Mai Tỷ thua, tìm ta cũng không hề dùng a. Mập mạp cười hắc hắc, nói cái kia cũng không gì đáng trách, mới mở cái kia tiệm uốn tóc vô luận gội đầu vẫn là cắt ngắn muội tử đều phi thường đúng giờ, nam nhân đều yêu đi. A Thanh lập tức lườm hắn một cái, dọa đến mập mạp đầu co rụt lại, vội vàng sửa lời nói, khụ khụ, ta chỉ thích đi sát vách đường phố Trương Bá kia cắt, 10 đồng tiền một lần, tiện nghi lại lợi ích thực tế, cắt phải đặc biệt tinh thần, còn đưa móc tai, rất thoải mái. Mai Tỷ nở nụ cười, hỏi ta biết tại cái kia cửa hàng cắt một lần tóc muốn bao nhiêu tiền sao? Ta đào một miếng cơm nói, đơn cắt 15, tẩy cắt thổi 30, đi giá. Kia tiệm cắt tóc một lần 500, Mai Tỷ kích động nói. Ta một miếng cơm phun tại mập mạp trên mặt, ta không nghe lầm chứ. Cắt ngắn 500, cái này không trắng trợn đoạt tiền sao? Mập mạp xoa xoa trên mặt hạt gạo, sau đó hỏi, người xác định không có cái gì khác phấn chấn lòng người phục vụ sao? Ai u, ai mẹ nó dẫm ta chân? Mập mạp hô nửa câu liền che miệng của mình, bởi vì A Thanh lại chết nhìn hắn chằm chằm. Mai Tỷ nói, cái này 500 chỉ là đơn cắt tiền, tẩy cắt thổi 1.500, không mặc cả, không bớt. Cái này giá tiền đem chúng ta đều nghe mộng, cay A Quý còn người đông nghìn nghịt. Còn đem Mai Tỷ sinh ý toàn đoạt rồi, mẹ nó nhân sâm cũng không dám bán cái giá tiền này nha. Ở trong đó khẳng định có mở ám. Mai Tỷ còn nói, trước đó còn phái qua mình hai cái nhân viên cửa hàng đi thử qua, nhìn xem cái này 500 khối cắt ngắn đến cùng là thứ đồ gì. Nói đến đây, Mai Tỷ trầm mặc, không tiếp tục nói đi xuống, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Ta nói cho cùng thế nào, vội vàng thúc giục nàng nói đi xuống. Mai Tỷ đem còn lại khói một hơi hút xong mới nói tiếp, nhân viên cửa hàng sau khi trở về, cũng không có nói đặc biệt lời nói, bọn hắn nói 500 khối cắt ngắn cũng liền như thế, nhưng cuộc sống về sau, hai người bọn họ thế mà giấu giếm Mai Tỷ vụng trộm đi đối diện cái kia tiệm cắt tóc, nhưng ngay tại hôm trước, hai người bọn họ chết rồi. Một cái bị xe đâm chết, một cái khác từ trên thang lầu ngã xuống, đưa bệnh viện trên đường liền bất trị bỏ mình.
Mai tỷ cảm thấy cái này sự tình rất tà dị, nhưng lại không chắc, thế là liền hạ quyết tâm tới tìm chúng ta. Ta sau khi nghe xong, đem đũa hướng trên bàn vỗ, sau đó nói ta đi một chuyến, cái này sự tình nhất định có kỳ quặc. Mai tỷ giữ chặt ta, hỏi cái này sự tình phải thu bao nhiêu tiền. Ta nói không lấy tiền, nếu như kia tiệm cắt tóc có mở ám, chính là tai họa láng giềng, lần này ta thay trời hành đạo, vì láng giềng tốt, liền không lấy tiền. Ta đi tới không bao lâu, mập mạp liền đi theo ra ngoài, hắn nói cũng muốn đi mở rộng tầm mắt, nhìn xem cái này 500 khối cắt ngắn đến cùng có cái gì thành tựu. Ta lườm hắn một cái, hỏi A Thanh biết sao, đừng cho là ta không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Mập mạp nói chuyện này có thể làm cho nàng biết sao. Chính mình nói đi nhà cầu mới trộm đi ra tới. Mập mạp cùng ta dựng lấy bả vai đi vào cái này mới mở tiệm cắt tóc, đi vào bên trong thời điểm ta mới tin tưởng Mai tỷ nói không sai, quả nhiên là người đông nghìn nghịt, bên trong ngồi đầy người, mà lại xếp hàng đều sắp xếp ra đến bên ngoài. Ta cùng mập mạp đếm, cái này mẹ nó không có hơn một giờ không tới phiên chúng ta, nhưng không có cách, đã đến đều đến, cũng chỉ có thể kiên trì chờ. Chờ lấy nhàm chán, ta liền cùng mập mạp tìm một người tâm sự, thuận tiện tìm hiểu hạ tin tức. Chúng ta tìm một cái nhuộm nãi nãi tóc xám sắc muội tử trò chuyện việc nhà, cái này muội tử cũng coi như sáng sủa, trò chuyện giết thì giờ chậm rãi mà nói, trò chuyện không sai biệt lắm thời điểm, ta đột nhiên đổi đề tài đối nàng hỏi, muội tử, người thường xuyên đến nơi này phát cửa hàng tiêu phí sao? Muội tử nhẹ gật đầu, nói gần như mỗi ngày đều tới. Ta cùng mập mạp trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, trong lòng tự nhủ cái này muội tử đầu óc có vấn đề a. Nào có người mỗi ngày đều đến tiệm cắt tóc, huống hồ cái này cửa hàng còn tặc đắt. Muội tử nói, nàng cũng không biết vì cái gì, chính là nghĩ đến, coi như không hớt tóc, tới tẩy một chút cũng được, liền cùng nghiện thuốc nghiện rượu đồng dạng, chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không thấy phải nơi này phát cửa hàng tay nghề có cái gì đặc biệt. Nghe nàng kiểu nói này, ta càng thêm kỳ quái, còn có người tẩy phát cắt ngắn nghiện. Đây thật là chưa từng nghe thấy. Ta đoán chừng kia một đầu trung đội trưởng rồng người đều cùng cái này muội tử đồng dạng. Đúng vào lúc này, mập mạp đột nhiên hỏi ta, có nghe hay không đến cái gì thanh âm kỳ quái. Ta lắc đầu, nói không có, nơi này cay a nhiều người, còn có hóng gió ống thanh âm, đều rất bình thường, không nghe thấy cái gì thanh âm kỳ quái. Mập mạp chỉ phía trước phòng tắm nói, ta vừa rồi đi nhà xí, nghe thấy phòng tắm bên trong có thanh âm kỳ quái phát ra tới. Ta nhíu mày. Sau đó cho mập mạp nháy mắt, ra hiệu hắn cùng ta đi vòng qua phòng tắm phía sau cửa sổ xem xét một chút. Mập mạp hiểu ý về sau, hai người chúng ta liền đi ra cửa, sau đó vây quanh phòng tắm phía sau, không khuyết điểm nhìn chính là, phòng tắm cửa sổ thế mà bị hàn chết rồi, cái này càng thêm nói rõ bên trong có không thể cho ai biết bí mật, mập mạp nghe được cái kia âm thanh kỳ quái đoán chừng là thật. Đúng vào lúc này, ta cũng nghe đến có âm thanh từ giữa bên cạnh phát ra tới. Ta vội vàng đem lỗ tai ghé vào trên cửa sổ, lập tức nghe được kẹt kẹt thanh âm, âm điệu rất quái lạ, không giống tiếng người, ta cũng đoán không ra là loại kia động vật. Một phút sau, cái thanh âm kia liền đình chỉ, ta nghe được tiếng mở cửa, giống như có người tiến đến, ta vội vàng thấp nửa người, sợ bị người phát hiện. Ta vểnh tai cẩn thận nghe, nghe đến bên trong một nữ nhân nói, yên tâm, ta nhất định thật tốt nuôi ngươi, để ngươi cho ta kiếm càng nhiều tiền, ha ha. Sau khi nói xong, lại nghe được tiếng mở cửa, tựa như là nữ nhân kia rời đi. Hiện tại không cần hỏi, nơi này phát cửa hàng khẳng định có mở ám, mà bí mật này liền giấu ở phòng tắm bên trong, nhưng ta cùng mập mạp khẳng định vào không được, cửa sổ bên này cũng hàn chết rồi, ban ngày ban mặt cũng không thể nện cửa sổ a. Hiện tại đã chạng vạng tối, nếu không ban đêm lại đến. Quyết định về sau, ta cùng mập mạp lại trở về tiệm cắt tóc, chờ sau một tiếng, rốt cục đến phiên chúng ta. Một cái xinh đẹp muội tử hỏi chúng ta gội đầu vẫn là cắt ngắn, ta nói tẩy cắt thổi trực tiếp tới trọn vẹn, chẳng qua ta phải lão bản tự mình phục vụ. Xinh đẹp muội tử cười nói, nếu như lão bản tự mình đến, tẩy cắt thổi muốn 2.000. Ta cắn răng hạ quyết tâm, 2.000 liền 2.000, vì cha ra cái này cửa hàng bí mật, lão tử liều. Căn này tiệm cắt tóc lão bản gọi Liễu Tình, nàng ăn mặc để ta có chút ngoài ý muốn. Một thân sườn xám và đẹp đẽ giày thêu cùng tiệm cắt tóc phong cách không hợp nhau, nàng cùng Mai tỷ không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng là lớn lên so Mai tỷ có phong vận, cười một tiếng một cái nhăn mày đều rất có khí chất, nhưng nàng một mở miệng nói chuyện ta liền giật cả mình, bởi vì vừa rồi phòng tắm thanh âm chính là nàng. Ta cố giả bộ trấn định, sau đó nằm tại gội đầu trên ghế salon, nàng một bên giúp ta tắm đầu,
một bên cùng ta trò chuyện việc nhà, ta cũng chỉ đành câu được câu không đáp trả, nhưng tắm tắm ta liền phát giác có chút không đúng, bên tai thế mà quanh quẩn kẹt 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 thanh âm, ta đột nhiên nghĩ đến, cái này gội đầu nước, sẽ không phải là phòng tắm bên trong dẫn tới. Ta gọi nàng dừng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện cái này gội đầu trong nước thế mà bốc lên hắc khí, dọa đến ta vội vàng ngồi dậy. Liễu Tình có chút khẩn trương, nàng vội hỏi ta làm sao rồi? Có phải là nàng tắm đến không thoải mái? Ta nói, cũng không có gì đặc biệt, vì cái gì liền thu đắt như thế? Liễu Tình nở nụ cười, nói làm ăn giảng cứu người tình ta nguyệt, nếu như ta cảm thấy quý, có thể đi đối diện cắt, nơi đó mới 30 khối, chẳng qua nha, chỉ cần ta tẩy qua một lần, nàng liền cam đoan ta sẽ còn lại đến. Nàng nói câu nói này thời điểm rất tự tin, khóe miệng trả lại vỉnh 90 độ. Nếu như đổi nam nhân khác có lẽ sẽ tâm thần thanh thản, nhưng ta cảm thấy nàng cười lên có chút quỷ dị. Mập mạp đã sớm tẩy xong, có cái xinh đẹp muội tử đang giúp hắn cắt ngắn, ta liếc nhìn, đột nhiên dọa đến sắc mặt đều biến, ta nhìn thấy từ trên ghế vươn một cái tay khác, kia tay tái nhợt thon dài, cầm trong tay cái kéo, đi theo xinh đẹp muội tử thợ cắt tóc tiết tấu không ngừng đang giúp mập mạp tu phát, mà phía sau những người kia giống như nhìn không thấy đồng dạng, hoàn toàn không để ý đến. Thao! Đừng mẹ nó cắt, ta vội vàng đem mập mạp kéo lên, ta giống một tiếng về sau, cái tay kia liền rụt trở về, biến mất không thấy gì nữa. Liễu Tình giống như phát hiện cái gì, nàng nhíu mày, hung hăng nhìn chằm chằm chúng ta, sau đó nói hai vị này lão bản, các ngươi muốn làm gì. Ta cũng không nghĩ giải thích, đem tiền cho nàng liền kéo lấy mập mạp đi ra ngoài, đi không có mấy bước Liễu Tình liền đuổi tới, nàng gọi lại chúng ta hỏi, các ngươi, là Mai tỷ gọi tới. Ta không dám nói. Liền trả lời không phải, sợ cho Mai tỷ gây phiền toái. Liễu Tình quay người hừ lạnh một tiếng, cái kia lão yêu bà. Nói xong liền đi. Ta còn tưởng rằng Liễu Tình chỉ là thuần lời mắng người, liền không để ý đến, lôi kéo mập mạp liền đi. Trở lại cửa hàng về sau, Mai tỷ còn chưa đi, nàng hỏi chúng ta tình huống thế nào rồi. Có hay không tra ra cái gì? Ta không trả lời, mà là cầm một cái cho bếp hướng mập mạp trên đầu vung, mập mạp hỏi ta làm cái gì vậy? Đầu này vừa tẩy xong cũng đừng cho làm bẩn, A Thanh cũng ở một bên lôi kéo ta, cho là ta hai cãi nhau. Ta đẩy ra A Thanh, tiếp tục hướng trên đầu vung cho, mập mạp muốn đi bên cạnh tránh, ta vội vàng giống hắn một câu, muốn mạng sống, đừng cho lão tử nhích tới nhích lui, người bây giờ tóc sạch sẽ cọng lông, toàn mẹ nó là mấy thứ bẩn thỉu. Câu nói này đem mập mạp cho giống ở, hắn đứng cũng không dám lại động, ta vung xong cho bếp về sau, liền liều mạng hướng trên đầu của hắn xoa. Lúc này chuyện thần kỳ phát sinh, kia đen nhánh cho bếp càng trà càng trắng, thấy những người khác nhìn thấy mà giật mình. Tiểu bàn đôn, người tóc này cũng không có nhiễm trắng, thế nào đem cho bếp đều làm trợn nhìn. Thi Ngôn hỏi, mập mạp nói hắn cũng không rõ ràng, sau đó nhìn qua ta. Ta xoa xong cho bếp về sau, rửa tay một cái, sau đó ngồi ở trên ghế salon thở dài, nơi này phát cửa hàng không phải có vấn đề, mà là có vấn đề lớn. Cái vấn đề lớn gì? Mọi người đồng loạt hỏi. Ta nói, mặc dù không có tìm ra nguyên nhân, nhưng ta đã nhìn ra một điểm mánh khóe, đầu tiên là cái này gội đầu trong nước liền có đổ vật, về phần cụ thể là cái gì, ta tạm thời còn không biết. Tiếp theo là hớt tóc, vừa rồi mập mạp hớt tóc thời điểm, đột nhiên liền vươn một con quỷ thủ, người thợ cắt tóc này cắt chính là tóc, nhưng cái này quỷ thủ cắt lại là mệnh. Đầu là người chăm dương chi chư, kia quỷ thủ cắt bỏ, chính là người dương khí. Chờ có một ngày đem dương khí cho cắt quang, người kia liền sẽ chết. Mập mạp sau khi nghe xong, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nói may mắn có ta, không phải hắn cái này mạng nhỏ khả năng liền bị cắt đi. Ta lắc đầu, nói kia quỷ thủ muốn cắt quang ngươi dương khí, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, kỳ thật chỉ cần ngươi về sau không đi, vậy ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, muốn mạng chính là kia trong nước đồ vật. Kia trong nước đồ vật âm khí rất nặng. Người bình thường mắt thường gần như quan sát không đến, nhưng lại cho ta phát giác được, cái đồ chơi này có thể sẽ gây nên người nghiện, thậm chí sẽ hại người tính mạng, chẳng qua cụ thể là cái gì ta còn không rõ lắm, phải đêm nay đi kia trong thủy phòng tìm tòi hư thực. Ta trước hết để cho Mai tỷ trở về, đợi ngày mai lại cho nàng một câu trả lời, A Thanh thì giúp đỡ đem mập mạp trên đầu cho bếp rửa đi, lần này cho bếp lại biến sắc, đụng một cái đến nước liền biến thành tinh hồng sắc, không biết còn tưởng rằng mập mạp gội đầu tẩy ra máu. Mập mạp có chút tức giận, hắn lo lắng nói, cái đồ chơi này tà môn như vậy, hắn sẽ có hay không có sự tình. Ta nói cho bếp có thể bôi tà, người mới đi một lần, sẽ không có vấn đề,
cụ thể còn phải đợi ban đêm đi kia phòng tắm nhìn xem đến cùng là cái gì chuyện. Ta vừa mới dứt lời, đột nhiên A Thanh nhíu mày, biểu lộ có chút kỳ quái, ta vội hỏi làm sao rồi. A Thanh chỉ vào mập mạp tóc nói, ngươi nhìn trên đầu của hắn có một cây tóc đỏ. Nói mò, ta là thuần chủng da vàng, tóc đen, cũng không có nhiễm qua, làm sao có thể có tóc đỏ, ngươi có phải hay không cho bếp không có rửa sạch sẽ. Mập mạp nói. A Thanh lắc đầu, nói tẩy rất nhiều lần, cho bếp đã sớm không có, cây kia chính xác là tóc đỏ. Nghe A Thanh vừa nói như vậy, ta sẽ tới, quả thật tại mập mạp đỉnh đầu chính giữa có một cây mái tóc màu đỏ, bởi vì riêng một ngọn cờ, cho nên càng chói sáng, tăng thêm cái này đỏ tươi nhan sắc, lần đầu tiên nhìn qua có chút quỷ dị. Ta đem cây kia tóc đỏ nhổ xuống, nhưng mập mạp lại không phản ứng chút nào, giống như căn này tóc không phải trên người hắn đồng dạng. Ngươi, không thương sao? Chiều ta mập mạp hỏi. Mập mạp sờ sờ đầu của mình, một mặt mờ mịt nói, a, rút ra sao, không có chút nào cảm giác nha. Cái này có chút kỳ quái, rõ ràng sinh trưởng ở mập mạp trên đỉnh đầu tóc, rút ra hắn lại không có cảm giác, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta cẩn thận quan sát đến căn này tóc đỏ, phát hiện rất non rất nhỏ, một lát sau ta mới đột nhiên hô, đây là tóc máu. Tóc máu là cái gì đồ chơi? Mập mạp cùng A Thanh hỏi. Tóc máu là mới sinh hài nhi trên người lông tóc, con mới sinh đồng dạng đều sẽ có khác biệt trình độ tóc máu tồn tại. Tóc máu nhiều hài nhi một loại ra đời thời điểm phía sau lưng cùng cái trán cùng trên lỗ tai che kín dày đặc đen nhánh mau mau, những cái này tóc máu về sau đều sẽ chậm rãi biến hóa. Chẳng qua tóc máu cũng không phải là âm tà chi vật, thậm chí có thể trừ tà, hoặc là lấy ra làm kỷ niệm chi vật. Tại cổ đại thời điểm, thậm chí làm sau này định tình kết tóc chi lễ. Nghĩa ý sâu xa, còn có lấy ra làm truyền thế chi vật. Tóc máu còn có một cái tác dụng, có thể chế thành tóc máu bút lấy bảo tồn. Tóc máu bút vì sao lại xưng trạng nguyên bút? Truyền thuyết có một hộ rất nghèo người ta, nhi tử muốn lên kinh cuộc thi không có tiền mua bút, đành phải đem hắn mới sinh tóc máu biên chế thành bút để hắn lên kinh cuộc thi. Kết quả một lần trúng trạng nguyên, cho nên tóc máu bút thì còn gọi là trạng nguyên bút. Vừa nói như vậy mập mạp cứ yên tâm, chẳng qua vì cái gì trên đầu của hắn hội trưởng tóc máu. Hắn đều tuổi tác như vậy, cũng không phải hài nhi, mà lại căn này màu đỏ tóc máu ta nhìn rất là quỷ dị, xem ra cái này sự tình phải cùng tiệm cắt tóc có quan hệ. Ta nhìn đồng hồ, đã nhanh 7 điểm, đợi thêm mấy giờ tiệm cắt tóc đóng cửa sau liền cùng mập mạp đi thăm dò nhìn một chút. Thừa dịp nhàm chán, ta liền hỏi Thi Ngôn liên quan tới sư phó của nàng sự tình, làm sao biết nha đầu này miệng cứng đến nỗi thật nhiều, chết sống không chịu tiết lộ thêm, nàng trước khi nói không đã nói qua liên quan tới Côn Luân ngũ quỷ sao. Không thể lại nói, đem lão gia hỏa kia bí mật tiết lộ ra ngoài, hắn phải đem Thi Ngôn treo lên đánh. Ta cũng không phải ăn chay, cái kia dễ dàng như vậy cho nàng gạt ta, vội vàng quấn quýt chặt lấy, liền cùng một con ruồi đồng dạng tại nàng lỗ tai bên cạnh nhau nhau, phiền cho nàng đứng ngồi không yên, cuối cùng nàng bây giờ không có biện pháp, đành phải cùng ta nói một chút liên quan tới sư phó của nàng sự tình. Kỳ thật sư phụ hắn cụ thể tên gọi là gì, nàng cũng không biết. Chẳng qua tất cả mọi người gọi nàng chín công, hắn rất nhỏ liền bắt đầu học tập âm thuật, đợi đến thành niên thời điểm, liền bắt đầu dựa vào âm hành ăn cơm. Về sau gặp phá bốn cũ, hồng vệ binh nói hắn là mê tín phần tử, đem hắn cột đi dạo phố, thụ xong nhục về sau, cũng không thả hắn đi, đem hắn cột vào dưới đại thụ, khi đó không chỉ một mình hắn, còn có cái khác ba người giống như hắn không may. Phá bốn cũ thời điểm hồng vệ binh hung thật nhiều, bốn người cột vào dưới cây cũng không ai dám đi thả. Về sau dòng dã buộc 7 ngày, không có cơm ăn, thỉnh thoảng sẽ có người hảo tâm vụng trộm đưa nước bọt, cái khác ba người 7 ngày sau thi thể đều thối, chỉ có Thi Ngôn sư phó còn chưa có chết, về sau thuận lợi bị người cứu lại. Thi Ngôn nói, sư phó của nàng loại người này được xưng là thiên nhân, như thế nào thiên nhân? Đó chính là trời sinh mệnh cứng rắn người, coi như ông trời cũng đoạt không đi mệnh của hắn, Thi Ngôn trước đó nhìn qua sư phó của nàng bát tự, cái này bát tự đem nàng giật nảy mình, giáp, ất xấu. Cũng chính là điển hình trong biển kim mệnh, loại người này mệnh, so trong biển vàng còn cứng hơn, rất khó chết, chú định trường thọ. Nghe Thi Ngôn ta có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lão đầu tử này mệnh cứng như vậy, 7 ngày không ăn uống ít còn có thể sống sót, vậy đơn giản chính là kỳ tích, người bình thường làm sao có thể làm được, huống chi khi đó gặp gỡ phá bốn cũ, bị bắt được khẳng định không ít tra tấn ngươi, có ít người cũng chờ không đến 7 ngày liền ợ ra dám. Chẳng qua thiên nhân xưng hô thế này ta đổ chưa từng nghe qua, chúng ta những người này được xưng là âm nhân, vậy cái này thiên nhân có phải là muốn so chúng ta trâu bò rất nhiều lần đâu?
ta muốn tiếp tục lôi kéo Thi Ngôn hướng xuống giảng, lần này nàng học tinh, trốn vào gian phòng bên trong đóng kín cửa, chết sống không chịu lại mở miệng, trong lòng ta mắng một câu nương, về sau khẳng định phải đem Côn Luân ngũ quỷ bí mật cho chậm rãi mài ra tới. Ta nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối, cái kia mới mở tiệm cắt tóc không sai biệt lắm muốn 11 giờ mới đóng cửa, cái này còn có 3 giờ, ta chuẩn bị đem mới cầm tới kia bản Mao Sơn quỷ đạo lấy ra nghiên cứu một chút, không nghĩ tới lúc này lại khách tới người, ta vội vàng đem sách giấu đi, sau đó châm trà kêu gọi. Đây là cái 20 mấy tuổi tiểu thanh niên, dáng dấp hung thần ác sát, trên thân mấy chỗ đều có hình xăm, trên cổ mang theo đại kim liên, nhìn qua như cái xã hội người. Ta hỏi hắn gọi tên gì, hắn nói gọi hắn Ngưu gia là được, hắn công việc có chút đặc thù, là cái thu nợ. Đầu năm nay nợ tiền đều là đại gia, muốn thuận lợi thu hồi tiền cũng không dễ dàng, đụng tới khó chơi lão lại, vậy ngươi cả một đời đừng mong muốn về tiền, cho nên thu nợ người cái nghề nghiệp này liền sinh ra. Thu nợ người hơn nửa là một chút xã hội người, có bối cảnh có người, đủ hung ác đủ cay, vừa hô lên hung thần ác sát, đem thiếu nợ dọa đến run chân, tiền tự nhiên là có thể thu đến. Nếu như vẫn là không trả tiền, liền hướng trong nhà ngươi dội sơn đỏ, bắt ngươi thượng thiên đài, đây đều là thông thường sáo lộ, vừa đấm vừa xoa xuống tới mấy hiệp, không có mấy cái chịu nổi, muốn chướng tốc độ cực nhanh, cho nên thu nợ người cái nghề nghiệp này, cũng coi như rất lẫn vào nhanh, chính là thường thường du tẩu cùng luật pháp biên giới. Cho nên tương đối ít người làm, Ngưu gia coi như trong đó một cái. Nhưng gần đây, hắn giống như gặp được mấy thứ bẩn thỉu, chuyện này nói đến còn dị thường quỷ dị. Ngưu gia ngày đó nhận một công ty ủy thác, hướng một nữ nhân muốn chướng, hắn xem xét là cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, thế là cũng không nhiều dẫn người, đơn thương độc mã liền đi. Ngưu gia dựa theo cho địa chỉ tìm được nữ nhân kia nơi ở, hắn cũng không có do dự, trực tiếp gõ cửa, nữ nhân quỵt nợ phương pháp chủ yếu chính là chơi mất tích, chỉ cần bắt được nàng ở nhà, kia nàng liền không chỗ có thể trốn, đến lúc đó lại hù dọa một chút nàng, tiền kia tự nhiên đến tay, đụng phải đầu cứng một chút. Liền phiến nàng mấy bàn tay, chỉ cần không cho nàng báo cảnh là được. Ngưu gia gõ một hồi phía sau cửa, liền nghe được trong phòng có đi lại thanh âm, trong lòng của hắn vui mừng, quả nhiên kia nữ ở nhà. Thiếu nợ nữ nhân gọi Lương Thư Đình, năm nay 20 tuổi, độc thân, những cái này tư liệu cơ bản cho vay phương đều có cho. Mấy giây qua đi, quả nhiên một nữ nhân liền tới mở cửa, chẳng qua Ngưu gia nhìn thấy nữ nhân này, vẫn là ngây ra một lúc. Bởi vì muội tử này dáng dấp thực sự là quá ngây thơ, một tấm mối tình đầu mặt, dài nhỏ chân trắng, mặc trên người cao bồi đai đeo váy, màu trắng giày ca van, trong tay nàng đụng trà sữa, răng nhẹ nhàng cắn ống hút, kia lực trùng kích đối Ngưu gia đừng đề cập lớn bao nhiêu, hắn kém chút liền khống trụ hay không trụ mình hồng hoang lực lượng. Chẳng qua muội tử dáng dấp đẹp mắt cũng phải trả tiền, Ngưu gia nuốt một ngụm nước bọt, sau đó móc ra phiếu nợ nói, Lương tiểu thư, nên trả tiền. Ngưu gia nói câu nói này thời điểm, còn cố ý để ý, hắn dùng chân lặng lẽ chống đỡ cửa, phòng ngừa Lương Thư Đình đột nhiên đóng cửa lại, loại sự tình này hắn đã gặp qua mấy lần, người mở cửa nghe xong là thu nợ, trở tay liền đóng cửa lại, có một lần Ngưu gia bị chắn sinh khí, vụng trộm từ cửa sổ bò vào đi đem người kia đánh cho một trận, chẳng qua hắn về sau có kinh nghiệm, loại này thua thiệt tự nhiên cũng liền không ăn. Lương Thư Đình ngẩng đầu nhìn Ngưu gia liếc mắt, sau đó thản nhiên nói, tiến đến lại nói. Nói xong cũng quay người vào phòng. Cái này khiến Ngưu gia cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn làm thu nợ người lâu như vậy, còn là lần đầu tiên bị người mời đến đi ngồi. Ngưu gia trở ra, trở tay đóng cửa lại, sau đó ngồi tại một chương sofa bên trên, Lương Thư Đình đem trên tay trà sữa đưa đến trước mặt hắn cười hì hì mà hỏi, nhà ta đã không có trà, cũng không có nước chào hỏi ngươi, liền trên tay của ta trà sữa, ngươi có muốn hay không uống hai miệng. Lương Thư Đình cười lên dáng vẻ rất hoạt bát. Cho người cảm giác đã ngây thơ lại ánh nắng, lúc đầu Ngưu gia thu nợ thời điểm mặc kệ nam nữ, đều là hung thần ác sát, nhưng là hắn lại đột nhiên đối Lương Thư Đình hung không dậy. Lương tiểu thư, người thiếu cái này 10 vạn khối nên còn, tăng thêm lợi tức, đã 15 vạn. Ngưu gia đẩy ra trên tay nàng trà sữa, đem phiếu nợ đập vào trên bàn. Lương Thư Đình đột nhiên sắc mặt trầm xuống, trở nên có chút khó coi, nàng trầm mặc một hồi mới thở dài nói, ta không có tiền còn. Lương Thư Đình thật giống như một cái làm sai sự tình hài tử, lặng lẽ cúi đầu, nàng đã không có giống những người khác đồng dạng kiếm cớ kéo dài, cũng không có gọi Ngưu gia thư thả mấy ngày, hoặc là đánh đồng tình bài, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói không có tiền, này cũng đem Ngưu gia làm khó, bởi vì loại tình huống này hắn lần thứ nhất gặp được, đột nhiên không biết nói cái gì cho phải.
Lăng 30 giây sau, Ngưu gia mới tiếp tục nói, Lương tiểu thư, thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý hiển nhiên, ngươi lại không còn, thời gian sẽ không tốt qua. Lương Thư Đình lại thở dài, thật không phải ta không trả, ta là không có tiền còn. Cái này ta mặc kệ, ta một mực thu nợ, chuyện tiền, ngươi tự nghĩ biện pháp. Ngưu gia nói, nếu không, ta dùng thân thể. Lương Thư Đình nhìn Ngưu gia liếc mắt, răng cắn thật chặt trà sữa ống hút. Ngưu gia lập tức minh bạch Lương Thư Đình ý tứ, kỳ thật hắn thu nợ lâu như vậy, giống loại chuyện này, hắn cũng là gặp qua không ít, trong đó nhiều nhất liền số sinh viên, các nàng hơn phân nửa còn không lên tiền, thế là liền đưa ra loại yêu cầu này, chẳng qua Ngưu gia chỉ là thu nợ, cũng không phải cho vay, hắn nhưng không có giúp người miễn nợ quyền lợi, cho nên hắn phần lớn đều cự tuyệt, trừ phi muội tử kia dáng dấp đặc biệt thủy linh xinh đẹp, vậy hắn liền sẽ đáp ứng điều thỉnh cầu này. Xong việc sau lại mình bỏ tiền mình đem số lượng lấp bên trên. Chỉ cần kim ngạch không phải quá lớn là được. Lương Thư Đình đích thật là Ngưu gia thích loại hình, thậm chí đã đến nữ thần cấp bậc, nhiều liếc nhìn nàng một cái tâm đều bịch bịch nhảy, nhưng nàng thiếu số lượng cũng không nhỏ, đây chính là dòng giã 15 vạn, Ngưu gia phải thu bao lâu nợ khả năng kiếm về. Đại ca, có được hay không ngươi ngược lại là cho câu nói, ta một cái nữ hài tử đều như thế chủ động. Lương Thư Đình xem xét Ngưu gia không nói lời nào liền gấp. 15 vạn, dòng giã 15 vạn nha, số lượng này cũng quá nhiều, nhưng ngàn vàng khó mua trong lòng tốt, như loại này loại hình nữ hài tử, mình chỉ sợ rốt cuộc không gặp được, coi như thật gặp được, nàng cũng sẽ không thích mình loại này xã hội người. Ngưu gia lại suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ, sau đó mới lên tiếng, Lương tiểu thư, một tháng, ngươi theo giúp ta một tháng, tiền của ngươi, ta giúp ngươi còn. Lương Thư Đình một hơi đem trà sữa toàn hút sạch, sau đó mới gật đầu đáp ứng. Ngày đó Ngưu gia ngay tại Lương Thư Đình trong nhà hưởng thụ một lần, xong việc về sau, Ngưu gia nói không nên lời vui vẻ, cái này 15 vạn hoa giá trị. Có thể từ Lương Thư Đình trong nhà sau khi ra ngoài, việc lạ liền bắt đầu không ngừng, việc buôn bán của hắn càng ngày càng tốt, tìm hắn thu nợ nhiều rất nhiều, nhưng những chủ nợ này đều phi thường kỳ quái, Ngưu gia hoài nghi bọn hắn đều không phải người. Có một lần hắn thu được một cái lão đầu điện thoại, ủy thác hắn đi muốn một bút 3 vạn đồng tiền nợ. Ngưu gia nói vậy được, chúng ta gặp mặt lại tường trò chuyện, nhưng lão đầu kia nói không muốn cùng gặp mặt hắn, cái này khiến Ngưu gia cảm thấy có chút kỳ quái, nào có chủ nợ ủy thác không thấy mặt, kia phiếu nợ làm sao cho. Lão đầu nói không cần phiếu nợ, chỉ cần hắn đến liền có thể thu đến, tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Lần này Ngưu gia càng thêm kỳ quái, phàm là ủy thác hắn đi người đòi nợ. Đều là người khác vay tiền không chịu còn, nếu như ngay cả phiếu nợ đều không cần, còn vừa đi liền có thể muốn tới, làm gì ủy thác hắn đâu. Mình đi lấy không là tốt rồi rồi. Ngưu gia cảm giác lão đầu này đang đùa mình, chẳng qua hắn cũng không tiện phát tác, thế là liền hỏi muốn chứng địa chỉ, còn nói mình gọi Lương bá, nói xong cũng tắt điện thoại. Ngưu gia ôm lấy lòng hiếu kỳ tìm được cái kia địa chỉ, sau khi gõ cửa ra tới cũng là một cái lão đầu, Ngưu gia cũng không làm phiền. Trực tiếp liền nói ra mục đích của mình. Lão đầu kia nghe xong giật mình, dọa đến sắc mặt đều trắng rồi, hắn hỏi, thật sự là Lương bá gọi ngươi tới hỏi ta muốn chướng. Ngưu gia nhẹ gật đầu, nói là, Lương bá còn nói ngươi nhất định sẽ trả, liền phiếu nợ đều không cần. Mở cửa lão đầu lại nhìn chằm chằm Ngưu gia nhìn một hồi lâu, sau đó tiếp tục hỏi, ngươi là Lương bá người nào? Ngưu gia giải thích nói, ta cùng Lương bá căn bản không biết. Hắn chỉ là hôm qua ủy thác ta đến ngươi cái này thu hồi chướng. Hôm qua, mở cửa lão đầu sắc mặt càng thêm trợn nhìn, nhưng Lương bá đã chết có hơn mấy tháng. Ngưu gia nghe xong, ngây ra một lúc, sau đó lập tức cười nói, lão đầu, ngươi không nghĩ trả tiền nói thẳng, không cần dùng loại này nát chiêu số làm ta sợ, ta thu nợ có chút thời gian, cái gì quỵt nợ chiêu số chưa thấy qua, ngươi cái này nói thật. Có chút giả. Mở cửa lão đầu liếc nhìn Ngưu gia, cái gì cũng không nói. Sau đó từ trong nhà lấy ra một cái túi đen đưa cho Ngưu gia. Ngưu gia mở túi ra xem xét, phát hiện bên trong tất cả đều là tiền, điểm một cái về sau, không nhiều không ít, vừa vặn 3 vạn. Tiền ta đã cho ngươi, đi nhanh một chút đi, ta bộ xương già này chịu không được ác. Mở cửa lão đầu nói xong cũng nghĩ đóng cửa trở về, nhưng Ngưu gia lúc này lại một tay lấy hắn níu lại. Lão đầu, người cái này sự tình nói đến như thế mơ hồ, có phải là thật hay không? Ngưu gia cảm thấy sự tình có kỳ quặc, vội vàng lại túm về lão đầu. Ngươi không phải không tin sao? Mở cửa lão đầu lườm hắn một cái. Ngưu gia trước khi nói là không tin, nhưng nhìn ngươi đưa tiền cho phải sảng khoái như vậy, cũng không tính quỵt nợ người,
trong lòng nhất thời liền có chút tin tưởng, nói xong vội vàng cho lão nhân này đốt một điếu thuốc. Lão đầu thu khói về sau, dùng ngón tay kẹp lấy cũng không để điểm, hắn nói chuyện này vốn là không may, hắn cũng không nghĩ sách, chẳng qua tâm lý một mực kìm nén, nói cho người nhà nghe cũng không tin, cho nên cũng chỉ phải nói cho Ngưu gia nghe. Lão đầu nói, cái này Lương Bá trước kia là hắn cực bạn, hai người thường xuyên chơi mạt chược, ngày đó lão đầu vận may rất kém cỏi, trừ đem tiền trên người thua sạch về sau, còn thiếu Lương Bá 3 vạn, chẳng qua về sau vẫn luôn không trả, mấy tháng hậu Lương Bá liền qua đời. Lương Bá là cái người cô đơn, không có con cái không vợ không thân nhân, hắn chết sau lão đầu còn có chút tiểu cao hứng, bởi vì 3 vạn khối không dùng xong. Nhưng lại tại trước đó không lâu, lão đầu vẫn đang làm cùng một giấc mộng, mộng thấy Lương Bá đến tìm hắn trả nợ, nói sẽ tìm người trẻ tuổi tới tính tiền, gọi hắn chuẩn bị kỹ càng tiền, nếu như không trả, vậy liền còn mệnh. Ngay từ đầu lão đầu không có đem cái này để ở trong lòng, nhưng về sau thế mà mỗi ngày ban đêm đều làm cùng một giấc mộng. Lão đầu trong lòng cảm thấy không may bên ngoài, còn có chút sợ hãi. Quả nhiên, ngày hôm nay, Ngưu gia liền phải trên chướng cửa, cái này sự tình quỷ dị như vậy, lão đầu cũng không dám quỵt nợ, trực tiếp liền đem tiền cho Ngưu gia, miễn cho về sau loại này không may sự tình lại quấn lên chính mình. Không thể nào, gọi điện thoại cho ta người kia liền nói hắn là Lương Bá, nếu như hắn mấy tháng trước liền chết rồi, làm sao còn có thể gọi điện thoại cho ta? Không phải là có người cố ý chỉnh cổ ta? Lão đầu vỗ nhẹ Ngưu gia bả vai nói, tiểu tử, mặc kệ là người vì vẫn là thật có quỷ, ngươi đều phải tự giải quyết cho tốt, cái này sự tình thật là tà dị. Sau khi nói xong liền đóng cửa đi. Ngưu gia dẫn theo tiền thất hồn lạc phách chạy về nhà, trong lòng đã sợ hãi lại hiếu kỳ, mặc kệ Lương Bá là quỷ vẫn là người trang, hắn vì sao lại tìm tới mình đâu. Ngưu gia trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng vào lúc này, đột nhiên Ngưu gia lại tiếp vào Lương Bá điện thoại, hắn tay run run nhận hỏi. Uy, người đến cùng là người, vẫn là quỷ. Đầu bên kia điện thoại cười hắc hắc, thanh âm có chút quỷ dị, hắn nói không cần phải để ý đến hắn là người hay quỷ, người cầm thuộc về người kia 20% thù lao ra tới, sau đó đi XX mộ địa, tìm tới Lương Trung mộ, tiếp lấy đem tiền phóng tới hắn mộ đầu liền tốt. Sau khi nói xong vẫn không quên cảnh cáo một chút, tiểu tử, tiền này ngươi cũng không thể tham, tham có thể sẽ đem mệnh vứt bỏ. Cái này sự tình quỷ quái như thế. Ngưu gia nào còn dám tham số tiền này, liền kia 20% đều không có cầm liền đem tiền mang đến nghĩa địa, tìm được gọi Lương Trung mộ bia về sau, hắn đem tiền ném ở mộ trên đầu. Lúc này Ngưu gia lưu lại một cái tâm nhãn, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng hắn cũng không có đi, mà là trốn ở bên cạnh, sau đó chăm chú nhìn kia túi tiền. Mãi cho đến ban đêm, hắn mới đột nhiên trông thấy một cái lão đầu từ mộ đằng sau bò ra tới, sau đó dẫn theo kia túi tiền lại chui về trong mộ đi. Lần này Ngưu gia thật là tin, Lương Bá đều từ trong mộ nhảy ra ngoài, không phải quỷ là cái gì. Lần thứ nhất gặp quỷ hắn dọa đến chân đều mềm, khập khiễng chạy rất lâu mới tốt. Đến nhà về sau, hắn đột nhiên phát hiện trên mặt bàn nhiều 6.000 khối tiền, nhưng hắn đi ra thời điểm cửa sổ đều quan phải thật tốt, trở về cũng không gặp cửa sổ có dấu vết hư hại, cái này 6.000 khối tiền đến cùng là thế nào tiến đến. Ngay tại Ngưu gia trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, đột nhiên điện thoại lại vang. Lại là Lương Bá điện thoại, hắn nói, cái này 6.000 khối là thù lao của ngươi, thuộc về ngươi ta sẽ không mang đi. Nói xong hắc hắc 2 tiếng liền tắt điện thoại. Lần này nhưng làm Ngưu gia dọa mộng, may mắn về sau cái này Lương Bá không còn có xuất hiện, không phải nhưng phải dọa ra bệnh tim tới. Trừ Lương Bá, Ngưu gia còn tiếp rất nhiều muốn chứng tờ đơn, nhưng những người này tất cả đều kỳ kỳ quái quái, cầm tiền sau không phải đưa đi phần mộ, chính là đưa đi nhà tang lễ cổng. Chẳng qua hắn không còn có lá gan trốn ở bên cạnh nhìn, vạn nhất lại nhảy ra một con quỷ, hắn nhưng rốt cuộc không chịu được lần thứ 2 ác. Về sau Ngưu gia cũng không dám tiếp sinh ý, ngừng vài ngày, điện thoại cũng tắt máy, mấy ngày nay hắn một mực đang nghĩ, về sau cẩn thận một suy nghĩ, tựa như là từ gặp Lương Thư Đình liền bắt đầu việc lạ không ngừng, nhưng hắn tháng này đều cùng Lương Thư Đình ngủ một cái giường, cũng không có phát hiện nàng có cái gì không đúng lực, cái này sự tình hắn cũng không chắc, càng nghĩ càng cổ quái. Về sau hắn tại một người bạn đề cử hạ liền đến ta chỗ này, hy vọng ta có thể giúp hắn giải quyết một cái. Nghe Ngưu gia sau đó, ta tổng kết ra 2 điểm. 1, cái này Lương Thư Đình khẳng định có vấn đề, nếu là gặp được nàng sau mới quái sự không ngừng, kia cùng với nàng là tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. 2, Ngưu gia là một cái biên giới người, dễ dàng chiêu âm tà. Ngưu gia có chút không rõ, hắn hỏi cái gì là biên giới người.
biên giới người chính là ở vào đạo đức biên giới người, hắn đã không tính là người xấu, cũng không tính được người tốt, hắn làm những việc này, người nói hắn xấu đi, cũng không xấu, thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý hiển nhiên, lấy lại những nữ nhân kia cũng là tự nguyện, cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, người nói hắn tốt ha, hắn làm những sự tình kia cũng không tính được hào quang, đòi nợ những thủ đoạn kia còn có chút thấp kém. Biên giới người khí chàng cực không ổn định, rất dễ dàng trêu chọc tà mị, đoán chừng đây cũng là Ngưu gia gặp phải việc lạ nguyên nhân một trong. Đại sư, cái này sự tình ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ngưu gia khẩn cầu. Ta nói đương nhiên có thể, cái này sự tình nghe vào vấn đề không lớn, cũng không biết tình huống thực tế kiểu gì, giá cả đàm tốt, mọi chuyện đều tốt lo liệu. Mập mạp nghe xong có tiền thu, vội vàng cùng Ngưu gia nói về giá đến, cuối cùng thu hắn 2 vạn. Trước cho mập mạp đánh 1 vạn tiền đặt cọc. Mập mạp nói Ngưu gia tính gặp may mắn, chờ trời một biển chữ vàng vừa đến, đây chính là muốn tăng giá. Ta xem một chút thời gian, lúc này mới 9 điểm, dù sao còn có 2 giờ, không bằng đi xem một chút cái kia gọi Lương Thư Đình muội tử có gì thành tựu, sau đó trở về thời điểm lại đi dò xét tiệm cắt tóc phòng tắm. Ta cùng mập mạp còn có Ngưu gia cùng một chỗ tiến về Lương Thư Đình nơi ở, đến sau ta gọi Ngưu gia đi lên trước, chúng ta dưới lầu trông coi. Ta căn dặn Ngưu gia đem Lương Thư Đình đưa đến bên cửa sổ, sau đó ta dưới lầu bên này quan sát. Ngưu gia nói cho chúng ta biết ở đâu sau lầu, liền trực tiếp lên lầu, vừa vặn cái kia phòng gian phòng đèn sáng, thậm chí ta đều có thể trông thấy một nữ tử trong phòng đi lại. Ta cùng mập mạp ngồi xổm ở dưới lầu, chăm chú nhìn gian phòng kia, nhìn có không có động tĩnh lại nói. Ngưu gia sau khi lên lầu, nữ tử liền đi ra khỏi phòng, qua không bao lâu, hai người liền ôm ở cùng một chỗ tiến đến. Mập mạp mắng một câu nương, nói tiểu tử này cũng quá đủ ý tứ, gọi chúng ta đến xem cái đồ chơi này, màn cửa đều không bỏ được kéo lên. Lúc này ta đối mập mạp làm một cái ra dấu im lặng, ra hiệu hắn không cần nói, bởi vì ta phát hiện cái này gọi Lương Thư Đình muội tử không thích hợp, nhưng cụ thể cái kia không thích hợp, lại không nói ra được. Mập mạp, đi, chúng ta đi lên, ta đối mập mạp hô. Mập mạp gãi đầu một cái, cười khổ một tiếng, nói hiện tại đi lên không tốt lắm. Phá hư chuyện tốt của người khác quá thiếu đạo đức. Ta mắng hắn một câu, nói cái này muội tử không thích hợp, thiếu cái gì đức, nhanh lên đi nhìn xem chuyện ra sao. Mập mạp lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đi theo ta chạy đi lên. Đi lên về sau, ta gõ cửa một cái, qua một hồi lâu Ngưu gia mới ra ngoài mở cửa, giống như không quá dáng vẻ cao hứng, có thể là bởi vì ta xấu chuyện tốt của hắn. Quả nhiên hắn đối ta lầm bầm một câu, sớm không lên muộn không lên. Hết lần này tới lần khác lúc này, chẳng lẽ liền không thể đợi xong việc lại đi lên sao? Ta lườm hắn một cái, mắng một câu, người có phải hay không quên chúng ta đêm nay chủ yếu là tới làm gì? Ngưu gia cũng không dám cãi lại, chỉ là sắc mặt y nguyên không tốt lắm. Lương Thư Đình đâu? Ta hỏi. Ngưu gia chỉ bên trong, tại gian phòng đâu? Đi, vào xem, ba người chúng ta cùng một chỗ vào phòng, trông thấy một cái thanh thuần muội tử ngồi tại gian phòng trên ghế. Tóc của nàng cùng quần áo đều có chút lộn xộn, rõ ràng vừa rồi động tĩnh không nhỏ, đều nhiều lần như vậy, Ngưu gia còn không có nếm đủ vị sao. Cái này muội tử dáng dấp hoàn toàn chính xác rất có mối tình đầu cảm giác, cách ăn mặc mặc cũng rất rực rỡ thanh thuần, dáng người duyên dáng yêu kiều, trách không được Ngưu gia làm nàng là nữ thần. Ngưu ca, hai vị này là, Lương Thư Đình hỏi, chúng ta là bạn hắn, ta gọi Lâm Nguyên, cái này ngươi gọi hắn mập mạp là được. Dù sao ta cũng không nhớ rõ tên hắn. Không đợi Ngưu gia nói chuyện, ta liền cướp lời nói. Mập mạp không cao hứng trợn mắt nhìn ta một cái, cũng không giải thích, gọi cái gì liền cái gì đi. Lương Thư Đình cũng giới thiệu một chút về mình, sau đó oán trách Ngưu gia mình có bằng hữu đến cũng không nói một tiếng. Ngưu gia giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ, chính bọn hắn xông lên, ta cũng không biết. Thừa dịp Lương Thư Đình cùng Ngưu gia nói chuyện công phu, ta cẩn thận quan sát đến nàng, lập tức cảm thấy có chút không đúng, có đôi khi nàng một chút động tác cùng thần sắc sẽ có một nháy mắt dừng lại cùng cứng đờ, có gì đó quái lạ. Ta lại cúi đầu nhìn Lương Thư Đình cái bóng, cũng không có gì không ổn, ta nhíu mày, có bóng dáng, nói rõ không phải quỷ, kia nàng đến cùng có gì đó cổ quái. Đúng vào lúc này, mập mạp làm ho 2 tiếng, hỏi Lương Thư Đình có thể hay không lấy uống chút nước, trước đó khả năng hút vào một chút cho bếp. Hiện tại cuống họng có chút không thoải mái. Lương Thư Đình lắc đầu, nói trong nhà mình không có nước, dưới lầu có siêu thị cùng bán bộ, có thể tự mình xuống dưới mua. Mập mạp nói nhịn một chút đi, khả năng chờ xuống liền đi,
nhưng ta kéo lấy hắn xuống dưới mua, tính cả Ngưu gia cũng cùng một chỗ túm xuống dưới. Ngưu gia có chút không hiểu, mua nước một người liền có thể, nhiều người như vậy ngươi cho rằng đi làm khung sao? Ta kêu hắn ngậm miệng, thật tốt nghe ta nói, muội tử này khẳng định là có vấn đề, cảm giác của ta sẽ không sai, nhưng nàng đến cùng có vấn đề gì, ta tạm thời không nhìn ra, bởi vì nàng cùng Ngưu gia quan hệ này, ta cũng không tốt trực tiếp thi pháp, chỉ có thể thông qua một chút biện pháp bên cạnh gõ bên cạnh nghe tới xác nhận. Tiếp lấy ta lại hỏi Ngưu gia, Lương Thư Đình là không phải là cho tới nay không uống qua nước. Ngưu gia ngây ra một lúc, nói ta làm sao biết, Lương Thư Đình cho tới bây giờ đều không uống nước, chỉ uống sữa trà, mà lại nàng giống như có chút sợ nước, bình thường liền vòi nước đều rất ít đi gần, nàng cũng chán ghét khói, mỗi lần đều đem Ngưu gia cái bật lửa thổi tắt, không để hắn rút. Ta nở nụ cười gằn, hiện tại cuối cùng đã rõ Lương Thư Đình cổ quái, Ngưu gia hỏi ta vì cái gì cười, ta nói nàng không phải chán ghét ngươi hút thuốc lá, nàng là sợ lửa. Ngưu gia vẫn không hiểu, ta nói không cần phải gấp gáp, chờ xuống ngươi liền biết. Chúng ta một người mua một bình nước một lần nữa đi lên, chẳng qua lần này ta cũng không có trực tiếp tiến gian phòng, mà là đi đến thùng rác vị trí, ta lật ra một bình uống sạch trà sữa chén, sau đó phóng tới dưới mũi mặt dùng sức hít hà, hừ, quả nhiên ta đoán không sai, đây không phải phổ thông trà sữa. Ta mở nước uống một ngụm, sau đó đi vào phòng, Lương Thư Đình đối ta nhíu mày, kỳ quái hỏi, ngươi vừa rồi đi đâu? Nàng vừa dứt lời, ta đột nhiên một hơi nước phun tại trên mặt của nàng. Nàng lập tức dùng mình một cái, sau đó đối ta chửi ầm lên, người mẹ nó làm gì? Ta không nói lời nào, liền nhìn như vậy nàng cười, mà mập mạp cùng Ngưu gia thì lộ ra vẻ mặt sợ hãi, bởi vì Lương Thư Đình mặt thế mà phá, chẳng qua nhưng không có máu chảy ra, nhìn xem cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mập mạp thét to, ông trời của ta, chẳng lẽ đây là Trung Quốc tam đại tà thuật một trong, trang điểm thuật? Ngưu gia, người thảm, nàng cái này dung mạo là trang điểm hóa ra đến. Người cái này 15 vạn dựng cho cái người quái dị. Nghe mập mạp, ta thật sự là dở khóc dở cười, bận bịu đạp một chân cái mông của hắn mắng, hóa cái gì trang, nữ nhân này là cái người giấy, ngốc tử. Sau khi nói xong, ta dùng ngón tay chỉ vào Lương Thư Đình mặt, có tin ta hay không hiện tại một đầu ngón tay là có thể đem mặt của nàng đâm ra một cái hố tới. Lương Thư Đình bụng mặt, chậm rãi hướng lui về phía sau, một mực thối lui đến bên cửa sổ, rốt cuộc không đường thối lui. Ngươi không được qua đây, không muốn. Lương Thư Đình thân thể đang run rẩy, giống như đang sợ. Ta lại nở nụ cười gằn, sau đó nhẹ gật đầu, tốt, ta không đi qua, ha ha. Nói xong ta đem trọn chai nước đều dội quá khứ, đem Lương Thư Đình trên thân dội ẩm ướt. Lúc này chúng ta trông thấy trên người nàng ẩm ướt địa phương bắt đầu hướng xuống lõm, mà lại có chút còn phá mất, phá vỡ một cái đen xì độc, đi đến nhìn nhưng không nhìn thấy huyết nhục cùng xương cốt. Chỉ có thể nhìn thấy mấy cây cây trúc ở bên trong chống đỡ lấy mà thôi. Mập mạp khá tốt, dù sao đi theo ta có đoạn thời gian, nhưng Ngưu gia cái kia gặp qua cổ quái như vậy tình cảnh, một cái người giấy thế mà cùng người sống đồng dạng, còn cùng mình ngủ nhiều ngày như vậy, trong lòng sợ hãi đã tới cực điểm, hai mắt khẽ đảo liền ngất đi. Lương Thư Đình thấy Ngưu gia ngất đi về sau, lập tức đối ta hung dữ mắng, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta cùng ngươi gần đây không oán, xa ngày không thù, tại sao tới làm khó ta? Chúng ta thực sự cùng ngươi không ân oán, nhưng Ngưu gia có liên hệ với ngươi đi. Lương Thư Đình nhìn thoáng qua Ngưu gia, là hắn mời các ngươi đến. Ta nhẹ gật đầu, biểu thị đúng vậy, Ngưu gia chính là ta người thuê. Lương Thư Đình nở nụ cười gằn, hừ, ngươi là manh mối gì, cho biết tên họ tới. Mao Sơn Quỷ Đạo, Lâm Nguyên, ta cũng không sợ nàng, lớn tiếng ghi danh hào. Tốt, xấu ta chuyện tốt, về sau nhất định phải cùng ngươi không chết không thôi. Sau khi nói xong, nàng thế mà làm một cái thủ quyết, sau đó hô một câu, đốt. Liền trong nháy mắt, Lương Thư Đình cái này người giấy liền thiêu thành cho tàn, tốc độ nhanh đến liền ta đều phản ứng không kịp. Có người, ta không để ý tới Lương Thư Đình, mà là vội vàng chạy đến bên cửa sổ hướng dưới lầu nhìn, trong đêm tối ta nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng nhanh chóng chạy đi. Ta vội vàng đuổi theo, nhưng dưới lầu đã sớm không có bóng người, ta tức giận đến mãnh dậm chân một cái. Đáng ghét thế mà để hắn trốn thoát rơi. Một lần nữa về đến phòng, Lương Thư Đình đã biến thành một đống tro, ta bóp lấy Ngưu gia người bên trong, đem hắn tỉnh lại. Ngưu gia sau khi tỉnh lại, nhìn xem trên đất tro tàn vẫn là bị dọa sợ đến toàn thân phát run, hắn hướng ta hỏi, đại sư, cái này đến cùng là cái thứ đồ gì? Vì cái gì, người giấy có thể.
Ta kêu hắn không cần phải sợ, cái này người giấy là bị người hạ âm thuật, cũng khống chế, người quỷ đều gặp, còn sợ cái này sao? Kia ta trong mấy ngày qua đến cùng cái gì đồ chơi ngủ chung a? Ngưu gia sợ hãi nói. Ta cùng mập mạp đều mím môi, muốn cười lại không dám cười, tiểu tử này tính không may, ngủ mấy ngày người giấy còn không tự biết, cũng không biết hương vị như thế nào. Ngưu gia ôm đầu, đau khổ ngồi xổm trên mặt đất, thân thể bởi vì sợ mà run lẩy bẩy. Ta không nghĩ tới hắn một cái xã hội người thế mà lá gan nhỏ như vậy, vội vàng cùng mập mạp an ủi hắn, mập mạp đưa cho hắn một điếu thuốc hít vài hơi về sau, sắc mặt của hắn cùng cảm xúc mới hòa hoãn rất nhiều. Ta hỏi hắn có phải là đắc tội người nào, cái này người giấy rất rõ ràng là có người cố ý tạo ra đến hại hắn, người giấy vốn chính là người chết chi vật, coi như người trường kỳ đặt ở trong nhà, cũng sẽ trêu chọc đồ không sạch sẽ, chứ nói chi là ngươi còn cùng nàng cùng ngủ chung gối, vậy khẳng định sẽ trêu chọc âm tà a. Nghe ta nói hết về sau, Ngưu gia cười khổ một cái, hắn một cái thu nợ, đắc tội người nhưng nhiều, số đều đếm không hết, ngươi gọi hắn nói thế nào. Ta nói vậy có hay không đặc biệt nghiêm trọng, ví dụ như tới chết gây nên tàn loại kia, hoặc là làm hại cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, nhẹ nhất cũng phải tình cảm vỡ tan, người yêu rời đi. Ngưu gia lại là cười khổ một cái, nói trừ tới chết gây nên tàn, cái khác đều có, thiếu nợ những người kia có chút căn bản là còn không lên. Cho nên bọn họ sinh hoạt liền sẽ chịu ảnh hưởng, thê ly tử tán là chuyện thường xảy ra, ai bảo bọn hắn vay tiền lại không có năng lực trả, chẳng qua Ngưu gia không phải người ngu, hắn không dám giết người cũng không dám đem người đánh thành trọng thương, vừa đến người không có liền thu không trở về tiền, thứ hai muốn bị điều tử bắt đi vào ăn nhà tù. Vậy cái này liền có chút khó khăn, cừu gia khắp thiên hạ, hại hắn người liền không tìm ra được, ta liền khó mà cho hắn trị triệt để. Đại sư, vậy bây giờ nhưng làm sao bây giờ? Ngưu gia sợ hãi mà hỏi. Ta nói không cần sợ, hiện tại người giấy không có, người nguy cơ tạm thời giải trừ, ta lát nữa cho người hái điểm lá bưởi đem không may rửa đi, về sau cũng sẽ không lại nhìn thấy quỷ, nhức đầu là hại ngươi người không biết lúc nào sẽ lại xuất hiện. Vừa rồi ta dưới lầu nhìn thấy một người lén lén lút lút chạy mất, đoán chừng chính là tên kia làm một cái người giấy đến hại ngươi, về sau ngươi thiếu cùng người xa lạ tiếp xúc, có chuyện gọi điện thoại cho ta đi. Căn dặn xong Ngưu gia về sau, ta liền cùng mập mạp tìm một chút lá bưởi nấu nước cho hắn tắm rửa, đem trên người không may rửa đi về sau, ta cho hắn một tấm hoàng phù, gọi hắn mang theo trong người, như thế hẳn là quỷ liền sẽ không lại tìm hắn. Giải quyết xong, ta liền cùng mập mạp rời đi, nhìn đồng hồ, đã 10 giờ hơn, chờ chúng ta trở lại thời điểm, tiệm cắt tóc cũng đã đóng cửa, vậy ta cùng mập mạp liền có thể thừa cơ trộm đi vào xem phòng tắm bên trong đến cùng giấu cái gì. Ta cùng mập mạp ra đến đường cái thời điểm, đang nghĩ gọi chiếc xe trở về, đột nhiên liền gặp được trước đó có Lý Phát cửa hàng gặp phải cái kia nhuộm nãi nãi tóc xám sắc muội tử, nàng không biết có phải hay không là cũng ở nơi này, chúng ta nhìn thấy nàng thời điểm, nàng ngay tại xuống xe. Nàng sau khi xuống xe, chuyển tay liền đóng cửa xe, lúc này ta cùng mập mạp đều nhìn thấy, căn bản cũng không có bất kỳ khác thường gì, nhưng khi chiếc xe kia một lần nữa thúc đẩy thời điểm, đột nhiên muội tử kia liền bị kéo lấy đi lên phía trước. Nguyên nhân là tóc của nàng bị xe cửa gắt gao kẹp lấy. Muội tử lớn tiếng la lên, kêu thảm, nhưng lái xe y nguyên toàn vẹn không biết, lái xe bay đi, ta cùng mập mạp hai người liều mạng đuổi theo, muốn đem muội tử kia cứu trở về, nhưng lái xe tốc độ xe rất nhanh, ta cùng mập mạp một bên truy một bên hô, hắn một điểm phản ứng đều không có. Cuối cùng chờ lái xe lúc ngừng lại, muội tử này đã chết rồi, nàng máu me khắp người, trên thân không có một chỗ là tốt. Sau khi chết biểu lộ hoảng sợ, trong mắt chừng phải so trứng gà thật lớn. Lái xe dọa mộng, cả người đều đang phát run, đoán chừng phải tiến trong lao ngồi xổm mấy năm, chờ ta cùng mập mạp chạy đến thời điểm, đã có người báo cảnh sát. Mập mạp đột nhiên chỉ vào muội tử tóc hô, tiểu ca, ngươi nhìn, trên đỉnh đầu nàng có 3 cây màu đỏ tóc máu. 3 cây tóc máu, nhưng mập mạp khi đó chỉ có 1 cây, hắn cùng muội tử khác nhau chính là chỉ đi 1 lần, hẳn là chỉ cần mọc ra 3 cây tóc máu. Người kia liền sẽ chết. Nơi này phát cửa hàng quá âm hiểm độc ác, mưu tài thì thôi, còn muốn hại mệnh, đêm nay nhất định phải đem sự tình tra rõ ràng, không thể lại để cho nàng giết hại vô tội hoạt bát sinh mệnh. Ta cùng mập mạp vội vàng đuổi trở về, đến tiệm cắt tóc thời điểm, phát hiện thế mà vẫn chưa đóng cửa đèn, mà tiệm cắt tóc trước cửa đứng đấy hai nữ nhân, ta trừng lớn mắt xem xét, phát hiện một cái là Mai Tỷ, mà đổi thành một cái thì là Liễu Tình. Ta cùng mập mạp vội vàng vụng trộm chạy tới một cái an toàn bí ẩn vị trí, sau đó vểnh tai nghe lén các nàng nói chuyện. Mai Tỷ,
thu tay lại đi, Liễu Tình, người dạng này sẽ chết. Liễu Tình, ha ha, ta sống hay chết có quan hệ gì tới ngươi, đêm hôm đó ngươi đem ta bán cho Thiên Ca thời điểm, cũng không có gặp ngươi như thế Bồ Tát tâm địa. Mai tỷ, ta biết là ta không đúng, nhưng Thiên Ca muốn ta làm sự tình ta không dám không làm, ta van cầu ngươi đừng ở nuôi tóc đỏ thai, không phải ngươi thực sẽ chết. Liễu Tình, người cái lão yêu bà có mặt nói ta. Loại sự tình này ngươi sẽ làm so với ta thiếu, ta mặc kệ, ta dù sao liền phải kiếm tiền, ta không nghĩ lại gặp cảnh khốn cùng, lại bị người khi dễ, ta vào ngày đó ban đêm đã sớm chết, ta không sợ chết, ngươi biết đồng thời bị mấy nam nhân xé rách loại đau khổ này sao? Cái loại cảm giác này so chết vì tai nạn thụ. Mai tỷ, mấy cái, Thiên Ca hắn. Liễu Tình, nam nhân kia quả thực không phải người, là ác ma. Đừng có lại sách nàng, ta cũng không nghĩ gặp lại ngươi. Cút ngay cho lão nương, cút. Mai tỷ còn muốn nói gì đó, nhưng Liễu Tình thế mà phiến nàng một bàn tay, Mai tỷ cho tới bây giờ đều không phải loại kia dễ khi dễ người, nhưng một tát này, Mai tỷ không có trả lại, nàng chỉ là quay người rời khỏi. Mai tỷ sau khi đi, Liễu Tình đứng ở trước cửa đốt một điếu thuốc, đỏ mắt đỏ, hút xong sau nàng đem tàn thuốc dẫm diệt, sau đó lại đem trong tiệm đèn đóng, khóa cửa rời đi. Tiểu ca, Mai tỷ giống như cùng Liễu Tình nhận biết a. Liễu Tình rời đi về sau, mập mạp mới dám nói chuyện. Ta nhẹ gật đầu, nói các nàng chẳng những nhận biết, còn giống như có một đoạn ân oán, từ các nàng nói chuyện bên trong có thể nghe ra, Mai tỷ đã từng đưa nàng bán cho một cái nam nhân, cho nên một cái tát kia, Mai tỷ mới không dám trả lại, nhưng ta để ý nhất vẫn là Mai tỷ nói cái kia tóc đỏ thai, đồ chơi kia chẳng lẽ chính là phòng tắm bên trong đồ vật. Nếu muốn biết tóc đỏ thai là cái gì, chỉ có thể tự mình tiến kia phòng tắm bên trong nhìn xem. Ta cho mập mạp nháy mắt, ra hiệu hắn đi mở khóa, hắn đối cái này lành nghề. Mập mạp cảnh giác nhìn bốn phía, xác định không ai sau mới móc ra một đầu tinh tế dây kẽm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra khóa. Qua đại khái sau 10 phút, ta nhìn thấy mập mạp đầu đầy mồ hôi, kia khóa vẫn không có mở ra, ta có chút kỳ quái, bình thường mập mạp mở khóa đều rất nhanh, nhưng lần này vì cái gì dùng thời gian dài như vậy còn không có mở rơi. Mập mạp, người chuyện ra sao? Làm sao lần này mở lâu như vậy đều không được. Có bạn gái, việc không được rồi. Ta một bên giúp hắn nhìn gió, một bên nhả rãnh. Mập mạp xoa xoa trên trán mồ hôi nóng trả lời, cái này khóa kỹ giống như là kiểu mới khóa, ta lần thứ nhất mở, Liễu Tình này nương môn quả nhiên khôn khéo, thế mà mua loại này khóa. Lại qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ, ta mới nghe được soạt một tiếng, mập mạp thở ra một hơi dài, mắng một câu nương, nói rốt cục đi. Ta cùng mập mạp đẩy cửa vào, mặc dù không ai, nhưng cũng không dám bật đèn, trong này đen như mực, mập mạp nghĩ lấy điện thoại cầm tay ra làm chiếu sáng công cụ, nhưng ta một tay lấy hắn tay cho đè lại. Có người, ta thấp giọng nói câu, nhắc nhở hắn đừng rêu rao, bởi vì ta nhìn thấy trước gương trên ghế ngồi một cái bóng đen. Bóng đen kia không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, như là người chết, bởi vì trong phòng hoàn cảnh đen nhánh, cụ thể ta cũng thấy không rõ. Muốn hay không cùng hắn nha đến một khung, mập mạp rõ ràng cũng nhìn thấy, hai chúng ta ngồi xổm xuống, thấp lấy thân thể trốn ở thành ghế phía sau. Ta nói trước không nên vọng động, cái này đêm hôm khuya khoắt, cái nào ngu ích sẽ không bật đèn ngồi trên ghế, cũng không đi ngủ cảm giác, cái này sự tình có gì đó quái lạ, trước nhìn kỹ hắn nói. Chúng ta cứ như vậy rằng có đại khái 7, khoảng 8 phút, bóng đen kia vẫn là bất động, ta cũng thực sự không chịu nổi tính tình, nói lên nhìn đằng trước nhìn lại. Gọi mập mạp cùng ta cùng một chỗ mở ra điện thoại đèn pin công năng, mặc kệ là người hay quỷ, trước thấy rõ bộ dáng, không được liền đối hắn nha. Ta cùng mập mạp cùng một chỗ mở ra điện thoại di động, sau đó chiếu hướng ngồi trên ghế bóng đen, bởi vì hắn là cõng ta nhóm ngồi, cho nên chúng ta thấy không rõ hình dạng của hắn, thế là chúng ta cũng chỉ có thể nhìn về phía trước mặt hắn tấm gương, nhưng trong gương thế mà không có hắn kính tượng, mập mạp lập tức gọi một tiếng, thanh âm có chút run rẩy, tiểu ca, đây là quỷ nha. Ta mắng hắn một câu, có ta đang sợ cái gì, quỷ cũng không phải chưa thấy qua, người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người 7 phần, người càng sợ hãi, hắn càng thích hù dọa ngươi, lại nói, ta còn hiếm có là con quỷ, nếu như là người vậy thì càng phiền phức, ta còn phải đem hắn đánh ngất xỉu, còn sợ hắn báo cảnh. Con quỷ kia nhắc tới cũng kỳ quái, hắn thế mà còn là không nhúc nhích, giống như hoàn toàn không thèm để ý chúng ta tồn tại đồng dạng. Yêu nghiệt phương nào, thức thời nhanh chóng rời đi. Không phải ta liền đối ngươi không khách khí. Ta đối con quỷ kia cảnh cáo nói, nhưng hắn vẫn là không thèm nghĩa đến ta,
một mực ngơ ngác ngồi, cùng khúc gỗ đồng dạng. Tiểu ca, hắn giống như không phải rất để mắt ngươi. Mập mạp ở một bên nhả rãnh nói. Ta đi, lão hổ không phát huy, ngươi coi ta con mèo bệnh. Lập tức mấy trương hoàng phù từ trong tay của ta rút ra bay ra ngoài, làm hoàng phù đánh vào con quỷ kia trên người thời điểm, hắn đột nhiên phát ra oa một tiếng, biến thành một trận bạch yên biến mất không còn tăm hơi, hoàng phù rơi trên ghế biến thành màu vàng phù thủy. Tiểu ca, quỷ đâu? Chơi chết hắn sao? Mập mạp hỏi. Ta lắc đầu, chỉ vào cái ghế nói, không, hắn còn tại kia, ta có thể loáng thoáng cảm nhận được hắn âm khí. Mập mạp rụi rụi mắt, nói không nhìn thấy a. Chẳng lẽ ẩn thân rồi, gọi ta nhanh lên giúp hắn mở thiên nhãn hoặc là cả hai giọt nghiêu nhãn nước mắt tới. Ta nói không có ẩn thân, hắn liền trên ghế, ta cũng không biết chuyện ra sao, khá là quái dị. Mập mạp có chút phạm hồ đồ, quỷ không có ẩn thân, nhưng hắn lại trên ghế, nhưng mập mạp đã thấy không được. Ta nói đừng nóng vội, chúng ta đi qua nhìn một chút liền biết. Ta cùng mập mạp cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước ghế, trên mặt ghế có một cái đệm. Ta đem đệm lấy ra về sau, phía dưới này giấu một cái kéo. Cái kéo, mập mạp vươn tay ra cầm trên ghế cái kéo. Mập mạp, đừng cầm, đây là âm cắt. Ta lớn tiếng gào thét, thế nhưng là đã tới không kịp, mập mạp đã đem cái kéo cầm trong tay. Hắc hắc, mập mạp đột nhiên phát ra một tiếng cười quái dị, trong mắt biến thành màu đỏ, hắn cầm cái kéo liền hướng ta đâm đi qua. Hỏng bét, mập mạp bị con kia thân trên. May mắn ta phản ứng nhanh. Kịp thời tránh thoát mập mạp đâm tới cái kéo, không phải kia hạ trực tiếp liền cắm đến trái tim của ta bên trên. Ta tránh thoát về phía sau, cấp tốc móc ra dây đỏ, sau đó đem mập mạp hai tay trói lại, hắn vùng vẫy một hồi, dây đỏ phát ra hồng quang, đem hắn tay buộc càng chặt hơn. Ta lấy ra đồng tiền giấu tại lòng bàn tay, sau đó một bàn tay đập vào trên trán của hắn, lại chụp về phía ngực, thiên linh cái, đồng tiền lập tức biến thành màu đen, ta lại đem một tấm hoàng phù nhét vào trong miệng hắn. Độc lập tức trên tay hắn cái kéo liền rớt xuống, mập mạp hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh, ta giải khai dây đỏ, đem mập mạp tỉnh lại. Mập mạp rụi rụi mắt hỏi, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta ngủ trên mặt đất? Ta nói người bị cái kéo bên trên âm hồn thân trên, vừa rồi ngồi trên ghế bóng đen cũng là hắn, còn có, hôm nay con kia giúp người cắt ngắn quỷ thủ cũng là hắn. Mập mạp nghe xong run lập cập, nói cái này cái kéo chuyện ra sao? Làm sao tà môn như vậy? Ta nói đây là âm cắt, phàm là tự sát hung khí đều có thể phụ âm, bởi vì tự sát người oán khí lớn, lại khó mà tiến vào luân hồi xuống dưới đầu thai, cho nên rất nhiều người sau khi chết âm hồn đều bám vào tự sát hung khí bên trên, cái kéo cũng coi là dùng để tự sát hung khí một trong, mặc dù tương đối ít. Tự sát cùng đồ sát hung khí vừa vặn tương phản, tự sát hung khí phần lớn sẽ phụ âm phụ tà, mà đồ sát hung khí lệ khí lớn, âm tà ngược lại sợ hãi. Đều sẽ tránh chi, ví dụ như đao mổ heo. Cái này cái kéo bên trên âm khí rất nặng, nói rõ đây là âm cắt, trước đó có người dùng qua nó đến tự sát, đồng thời âm hồn bám vào phía trên này, nếu như người sống trực tiếp đụng vào nó, cái kéo bên trong âm hồn liền sẽ bên trên người kia thân, dùng tốt nhất điểm vật phẩm cách, ví dụ như vải hoặc là cái khác. Liễu tình vị lão bản này nương khẳng định sẽ âm thuật, không phải sẽ không lợi dụng âm cắt giúp người hớt tóc, âm cắt giúp người cắt tóc xong phát về sau. Mặc dù biết cắt đi người sống dương khí, nhưng cũng sẽ mê hoặc tâm trí của con người, trách không được những người kia liền đuổi theo nghiện đồng dạng hướng nơi này nhào. Ta dùng hoàng phù đem âm cắt bao lên, sau đó bỏ vào hai vai trong bọc đặt vào, cái đồ chơi này không thể lại để lại cho Liễu Tình hại người, ta phải mang về xử lý một chút. Đúng vào lúc này, ta nghe thấy phòng tắm cửa phát ra phanh 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 thanh âm, giống như có đồ vật gì tại gõ cửa, ta cùng mập mạp đồng thời dùng di động chiếu hướng phòng tắm cửa. Phát hiện khe cửa phía dưới đột nhiên vươn một lớn gốc giả tóc đỏ, đồng thời tại hướng chúng ta đánh tới. Mập mạp dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi, bận bịu lui về phía sau, đồng thời cấp tốc trốn đến phía sau của ta. Cái này cái gì quỷ đồ chơi? Mập mạp hô. Không biết, hẳn là Mai tỷ nói tóc đỏ thai. Ta đem hoàng phù giấy lên đến, sau đó hướng đống kia tóc đỏ ném vào. Tóc đỏ gặp được lửa lập tức quăn xoắn lên, sau đó cấp tốc sụt trở về. Liền cùng xúc tu đồng dạng. Đi vào, ta đá một cái bay ra ngoài phòng tắm cửa, sau đó vọt vào, mập mạp theo sát sau đó. Đi vào về sau, chúng ta trông thấy trong thủy phòng ở giữa có cái ao nước lớn, ao nước trên mặt chính bốc lên hắc khí cùng nổi lơ lửng vô số cây tóc đỏ, mà đáy ao hạ giống như có đồ vật cổ quái gì. Ta tại phòng tắm bên trong tìm đến một cây gậy,
sau đó phóng tới trong ao một trận loạn quấy, không bao lâu liền nổi lên đến mấy cái tử thai. Những cái này thai nhi toàn thân đều bị tóc đỏ cuốn lấy, đoán chừng là bị tóc đỏ hút mà chết. Tiểu ca, những cái này tóc đỏ là thứ đồ gì, tại sao phải ăn thai nhi? Mập mạp hỏi. Ta lắc đầu, biểu thị không biết, những cái này tóc đỏ ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng không nghe nói, mà những cái này thai nhi hẳn là Liễu Tình làm ra nuôi những cái này tóc đỏ, đoán chừng chính là Mai tỷ nói tới tóc đỏ thai, cụ thể phải trở về hỏi một chút Thi Ngôn, nhà đầu kia tuổi tác không lớn, lại cái gì cổ quái đồ chơi đều biết, chẳng qua trở về trước đó, ta phải đem những cái này tóc đỏ đều thiêu hủy, miễn cho bọn chúng đang hại người. Bởi vì tóc đỏ phiêu phù ở trong nước, cho nên ta phải dùng cây gậy đưa chúng nó lựa đi ra, nhưng lúc này những cái kia tóc đỏ sôi trào lên, đột nhiên điên cuồng quấn quanh lấy cây gậy, cũng hướng ta bỏ tới, ta không thể làm gì khác hơn là đem cây gậy ném vào trong nước, không phải liền phải bị những cái kia tóc đỏ cho cuốn lấy tay, kéo vào trong ao. Ta đem cây gậy ném vào về sau, đột nhiên đáy ao bên trong phát ra kẹt kẹt một tiếng, đem ta cùng mập mạp giật nảy mình, thanh âm này trước đó ta nghe qua, chính là khi đó phòng tắm bên ngoài trên cửa sổ nghe lén đến. Tiểu ca, cẩn thận, cái này trong nước còn có đồ vật. Mập mạp nhắc nhở. Ta vội vàng lui lại một bước, sau đó cùng mập mạp hai người cầm điện thoại khẩn trương nhìn xem mặt ao. 3 giây không đến, đột nhiên một đầu dáng dấp rất giống thai nhi dị dạng cá chui ra, nó có tay có chân, miệng cùng đầu đặc biệt lớn, đoán chừng một mực đang đáy ao chìm xuống ngủ, vừa rồi ta ném cây gậy thời điểm nó cho là ta ném ăn xuống dưới, cho nên nhảy ra ngoài. Tiểu ca, cái này lại là cái gì đồ chơi? Dáng dấp thật kỳ quái, có điểm giống thai nhi, lại có chút giống cá. Mập mạp nuốt một ngụm nước bọt, có chút lạnh mình. Ta lắc đầu, biểu thị không biết, cái đồ chơi này thực sự là dáng dấp rất cổ quái, so quỷ đều hiếm lạ, thật sự là chưa từng nghe thấy, chẳng qua nhìn nó trên thân những cái kia dáng dấp lít nha lít nhít tóc đỏ, những cái này thai nhi hẳn là nó ăn, nó đã không ăn thịt, cũng không gặm xương, liền hút máu. Đầu kia thai nhi cá cắn hai ngụm cây gậy, lập tức liền phun ra. Nó giống như có chút sinh khí, ao nước tóc đỏ tất cả đều chuyển hướng, cùng động vật nổi giận đồng dạng, phát ra kỳ quái tiếng gầm. Tiểu ca, nó giống như không thích hợp, làm sao bây giờ? Mập mạp hỏi. Ta không trả lời, hạ thấp thân thể cấp tốc mở ra ao nội tình mộc tắc, trong hồ thủy mã bên trên ào ào chảy ra. Thai nhi cá giống như cũng phát giác sự tình có điểm gì là lạ, vội vàng giãy giụa lấy, nhưng nước thực sự chảy tràn quá nhanh, không bao lâu đáy ao liền khô cạn. Ao không có nước về sau, thai nhi cá lập tức cùng chỗ này đồng dạng, tại đáy ao bổ nhào xuống đằng mấy lần liền bất động, những cái kia tóc đỏ cũng cùng đóa hoa tàn lụi đồng dạng, một điểm lực không có, tất cả đều chỗ này xuống dưới. Ta quả nhiên không có đoán sai, cái đồ chơi này liền như là ma nước, cần nhờ nước nuôi, vừa rời đi nước liền toàn thân bất lực. Ta gọi mập mạp ở bên ngoài cầm một thanh phổ thông cái kéo cùng vải trắng tiến đến, sau đó ta dùng cái kéo đem thai nhi cá tóc đỏ toàn cắt xuống dưới. Lại đem tóc đỏ tập hợp một chỗ, dùng hỏa thiêu sạch sẽ. Nói cũng kỳ quái, những cái này tóc đỏ đốt xong về sau, thế mà liền cho đều không thừa, mà là biến thành một vũng nước bốc hơi. Tiếp lấy ta đem vải trắng đem thai nhi cá bao lên, sau đó dán lên hoàng phù, lại dùng bát quái kính dùng dây đỏ quấn ở vải trắng đầu bưng, lần này thai nhi cá triệt để không có tiếng. Mập mạp hơi kinh ngạc, hỏi ta muốn làm gì? Ta nói kia còn phải hỏi. Đương nhiên là mang đi không để nó tại cái này tiếp tục hại người, thuận tiện mang về cho Thi Ngôn nhìn xem, đây là cái gì quỷ đông tây. Sau khi nói xong cũng không còn nói quá nhiều, dắt lấy mập mạp liền cẩn thận từng ly từng tí chạy về. Trở lại trong tiệm về sau, A Thanh đã về mập mạp nhà ngủ, nhưng Thi Ngôn còn tại xem TV kịch, cười đến lạc lạc rung động. Ta bận bịu đem TV đóng, nói trước đừng nhìn, mang cái thứ tốt trở về cho ngươi. Thi Ngôn trợn mắt nhìn ta một cái. Mặt mũi tràn đầy không nguyện ý, thấy chính ra sức đột nhiên bị người tắt TV loại tâm tình này ta hoàn toàn có thể hiểu được. Là cái gì tranh thủ thời gian lấy ra, đừng thừa nước đục thả câu, ảnh hưởng lão nương xem TV. Thi Ngôn oán hận nhìn ta, chẳng qua làm nàng chú ý tới trong tay của ta vải trắng thời điểm, loại kia không vui vẻ lập tức quét sạch sành xanh, tùy theo mà đến là hiếu kỳ. Cái gì quỷ đông tây, thật là lớn oán khí, Thi Ngôn nhìn chằm chằm vải trắng hỏi. Ta cũng không còn thừa nước đục thả câu, đem vải trắng cẩn thận từng ly từng tí mở ra, sau đó đem thai nhi cá hiện ra tại Thi Ngôn trước mặt. Ta dựa vào, tóc đỏ thai, không may, nhanh mẹ nó cho lão nương lấy ra, ta liền nói làm sao oán khí nặng như vậy. Thi Ngôn giống như nhận biết thứ này,
trong miệng nàng nói tóc đỏ thai cùng Mai tỷ nói đến không mưu mà hợp. Làm sao, cái đồ chơi này ngươi biết, ta hỏi. Thi Ngôn không nóng nảy nói, ngược lại hỏi trước ta ở đâu lấy được, ta cũng không giấu giếm, nói thẳng là tại Liễu Tình tiệm cắt tóc trộm tới, còn có một cái âm cắt, sau khi nói xong đem cái kia thanh cái kéo cũng vung ra tới. Ha ha, cái này lão bản nương thật sự có tài, hai thứ đồ này đều có thể cầm tới, lợi hại lợi hại. Thi Ngôn vỗ tay nói. Ta nói ngươi đừng tại đây khích lệ nàng, mau nói cái này thai nhi cá là thứ đồ gì, vì cái gì lại gọi tóc đỏ thai. Thi Ngôn cũng không bắn cái nút, nói với chúng ta lên thai nhi cá lai lịch. Tại thời cổ, thiên tai nhân họa rất nhiều, có đôi khi đánh cầm, dân chúng bình thường căn bản ăn không đủ no, có ít người mang thai sinh hạ hài nhi về sau, căn bản không hề biện pháp nuôi dưỡng, bởi vì có đôi khi chính mình cũng ăn không đủ no, lấy cái gì nuôi hài tử, thế là có chút phụ mẫu vừa ngoan tâm, liền đem tân sinh hài nhi ném tới trong hồ. Trong hồ có một loại cá, chuyên ăn hài nhi, bởi vì bị phụ mẫu vứt bỏ hài nhi sau khi chết oán khí phi thường lớn, loại kia cá ăn sau liền sẽ mọc ra màu đỏ tóc máu, đồng thời bộ dáng càng lúc càng giống thai nhi, từ đây loại cá này liền bị mọi người lấy tên tóc đỏ thai. Tóc đỏ thai rất tà môn, trên người nó màu đỏ tóc máu có thể giết người, bọn chúng tiềm phục tại dưới hồ, như là ma nước, sẽ quấn lấy nước vào người, sau đó hút sạch máu của bọn hắn, đương nhiên bọn chúng thích nhất còn là tiểu hài tử. Bọn chúng còn có một cái càng tà môn địa phương. Tóc đỏ thai còn có cái càng tà môn địa phương, kia chính là có thể mê hoặc người, làm cho lòng người trí rối loạn, phàm là có tóc đỏ thai địa phương, cơ bản đều sẽ thường xuyên người chết, đặc biệt là tiểu hài, trời vừa tối dù cho trải qua bên hồ, cũng sẽ bị tóc đỏ thai mê hoặc tâm trí, sau đó kéo vào đáy nước, cái đồ chơi này oán khí nặng, tà môn lại không may. Chẳng qua theo thời đại phát triển, cái đồ chơi này đã càng ngày càng ít, thậm chí đến diệt tuyệt tình trạng, bởi vì ném anh tiến hồ thảm kịch đã rất ít phát sinh, Liễu Tình thế mà còn có thể tìm tới, nhưng thật là có bản lĩnh. Ta nói Liễu Tình lợi dụng tóc đỏ thai cùng âm cắt đến gội đầu cùng hớt tóc, thừa cơ mưu cầu bạo lợi, bởi vậy hại chết rất nhiều người, thật sự là tội không thể tha, còn có những cái kia cho ăn tóc đỏ thai hài nhi không biết nàng ở đâu tìm đến, không biết là chết hay sống, nếu như là sống anh, tội kia nghiệt nhưng lớn, coi như bẩm báo cục cảnh sát, đó cũng là ngồi xổm lao tử đại tội. Chuyện này đã triệt để điều tra rõ, ngày mai liền định nói cho Mai tỷ, nhìn xem xử lý như thế nào, chẳng qua Mai tỷ giống như cùng Liễu Tình có cái gì ân oán, vậy ta muốn hay không lưu lại thủ đoạn. Còn có cái này tóc đỏ thai xử trí như thế nào? Nhìn nó bộ dáng bây giờ giống như có chút nửa chết nửa sống, nếu như không cho nó nhường bên trong đoán chừng ngày mai liền thoi thóp. Coi như nó tại tà môn dù sao cũng là cá, rời đi nước vẫn chưa được. Thi Ngôn gọi ta không cần nhiều bận rộn, cái này tóc đỏ thai một khi tóc đỏ bị cắt, trên cơ bản liền không sai biệt lắm có thể ở ra rắm, những cái kia tóc đỏ chính là oán khí của nó chỗ, oán khí không có, nó nhiều lắm là cũng chỉ là một đầu dị dạng quái ngư, rời đi nước thời gian dài như vậy, kỳ thật đã xong. Quả nhiên, kia tóc đỏ thai không bao lâu liền bất động, ta thử nghiệm đưa nó thả lại trong nước. Nhưng nó cũng là bong bóng cá hướng lên lật, không có chút nào sinh khí, cùng con cá chết không sai biệt lắm, ta không thể làm gì khác hơn là lại đem nó vớt lên đến dùng vải trắng bao lấy. Bởi vì trường học thả 7 ngày giả, trong tiệm sự tình lại nhiều, thế là ta không có ý định trở về, cái này 7 ngày đều tại trong tiệm ở lại, mặc dù ngủ là ghế sofa, nhưng lại an tâm tự tại, cảm giác đi theo trong nhà đồng dạng. Ngày thứ 2 đại khái khoảng 9 giờ, trời một liền mang theo một khối biển chữ vàng đến. Vẫn là hắn tự tay treo lên, đại đại Mao Sơn quỷ đạo 4 chữ, kim quang lóng lánh, cảm giác mặt mũi lần lớn, vậy cũng là xứng đáng nhị thúc kỳ vọng. Mao Sơn quỷ đạo trong tay ta mặc dù còn không có tuyên truyền rạng rỡ, nhưng cũng hung hăng tranh thở ra một hơi. Biển chữ vàng dưới góc phải còn có một cái màu vàng đồng tiền ấn, nghe nói đồng tiền này ấn liền cùng loại một loại âm hành quan phương ấn, trên biển hiệu đóng cái này ấn về sau, liền đại biểu thiên môn đối người cái tiệm này tán thành. Vậy coi như tính chân chính nhập âm hành con đường này, về sau cửa hàng có chuyện phiền toái gì, cũng có thể tìm thiên môn hỗ trợ, đồng tiền ấn cũng đại biểu tín dự cùng thực lực, có cái này, khách hàng cũng sẽ càng ngày càng nhiều, bởi vì có thiên môn đồng tiền ấn. Khách hàng cũng có bảo hộ, hiện tại nghe nói nhiều nhất một khối đồng tiền ấn chiêu bài là 7 cái. Trước đó Côn Luân Sơn lão đầu kia nói ta liền âm hành cửa đều không có bước vào, vậy bây giờ ta có đồng tiền ấn chiêu bài, phải chăng tính chính thức bước vào âm hành. Trời một chàng bên trên biển chữ vàng về sau, đem một cái màu đen cái túi đập vào trên mặt bàn, mập mạp mở ra xem tất cả đều là tiền, lập tức cao hứng thấy răng không gặp mắt.
đây là đưa cho ngươi 5 vạn thuê kim, cáo từ. Trời vừa nói xong về sau, thân ảnh rất nhanh liền biến mất trong ngõ hẻm. Trời một tiểu tử này, vẫn là lạnh băng băng như vậy, dù sao quen biết một trận, xa như vậy đưa khối biển chữ vàng đến, làm sao cũng phải uống chén trả lại đi. Ta vừa nói, vừa cùng mập mạp cao hứng đếm lấy tiền, đây chính là ta dùng mệnh liều trở về, ngày đó kém chút liền để lôi cho đánh chết, may mắn Trương Tiểu Mạn. Đúng, kia xấu bụng nữ không biết thế nào, Côn Luân ngũ quỷ không biết có thể hay không đưa nàng trên người thi độc khu trừ sạch sẽ, cũng không biết nàng hiện tại trôi qua có được hay không. Còn có Lâm Tuyết, cái kia Âu Phục Nam không biết đem nàng mang đi nơi nào, điện thoại cũng đánh không thông, người cũng tìm không thấy. Ai, người ta trời một là âm hành long đầu đại ca, rất bận rộn, làm sao có rảnh tại ngươi nơi này uống trà, ai, tiểu ca, ngươi làm gì đâu, nói chuyện với ngươi, phát cái gì lăng. Mập mạp nhìn ta đang ngẩn người, còn tưởng rằng ta chúng ta, bận bịu đẩy ta một cái. Ta nói không có việc gì, có tiền này, lại thêm trước đó kiếm những cái kia, đã đủ 10 vạn, 2 ngày nữa ta liền đi đem ra ra khối kia mộ địa cho mua về, hiện tại trong lòng cái này khối đá lớn rốt cục rơi xuống, đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Mập mạp vỗ nhẹ bờ vai của ta nói, tiểu ca, lúc này mới vừa mới bắt đầu, về sau bó lớn thế giới vớt, chút tiền này không tính là gì, đến lúc đó chúng ta lái hào xe, ở hào trạch đều không là vấn đề, ha ha. Ta không có tiếp mập mạp lời này đâu, âm hành tiền xác thực tới cũng nhanh, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, ta lúc này mới vừa xuống nước liền có mấy lần kém chút liền mệnh đều mất đi, còn có thi ngôn trước đó nói, ăn âm hành cơm nhân mạng đều rất ngắn, bởi vì trường kỳ cùng âm tà liên hệ, niên kỷ vừa đi lên đều sẽ có các loại bệnh, ta cũng không muốn chết sớm, cho nên kiếm được không sai biệt lắm ta liền không làm, chỉ cầu ấm no, đại phú đại quý ta liền không hy vọng xa vời, nếu như trước đó không phải vì mua mộ địa cái này 10 vạn. Ta hiện tại vẫn là một cái bình thường học sinh cấp 3. Ai, đúng, các ngươi lão nói trời một là âm hành long đầu đại ca, thiên môn làm sao lợi hại làm sao lợi hại, người kia đưa khối biển chữ vàng còn phải mình tự mình động thủ, tìm người đưa tới chẳng phải được. Ta cảm thấy có điểm kỳ quái, vội vàng hướng Thi Ngôn hỏi. Thi Ngôn nghe được vấn đề này, đột nhiên phốc một tiếng, sau đó liền che miệng cười. Ta càng thêm kỳ quái, nói ngươi cười cái gì? Thi Ngôn vẫn là không nhịn được cuồng tiếu, nàng cùng ta giảng lời nói này ra tới sợ tổn thương ngươi lòng tự trọng. Ta mặc dù dự cảm đến một chút chuyện không tốt, nhưng vẫn là không nhịn được gọi nàng nói thẳng. Đã ta còn không sợ, kia Thi Ngôn cứ việc nói thẳng nói thiếu đương ra chính là sợ người khác biết hắn cùng ngươi có cái gì lui tới, cho nên mới mình vụng trộm đưa tới, hắn một cái âm hành mọi người cùng như ngươi loại này tôm tép có liên hệ, hắn không muốn mặt mũi a. Ha ha, ta... Đúng vào lúc này, đột nhiên ngoài cửa có người giống một tiếng, Lâm Nguyên, ngươi đi ra cho ta, không còn ra ta liền hủy đi chiêu bài của ngươi. Một tiếng này giống đem chúng ta giật nảy mình, mập mạp thì là vội vàng đem tiền thu vào, sau đó vỗ bàn một cái mắng to, ta đi ngươi mỗ mỗ, cái này biển chữ vàng vừa mới treo lên, ai mẹ nó lại dám đến đá, có phải là không cho ta bàn ra mặt mũi, quả thực nhà xí thắp đèn lồng, muốn chết phân. Đừng nói mập mạp, liền ta cũng rất tức tối. Chiêu bài này còn không có treo lên vài phút, mẹ nó lại có người tới đá, thật mẹ nó coi ta Mao Sơn quỷ đạo ăn chay. Ta cùng mập mạp nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài, trông thấy người tới về sau, nộ khí lập tức ép một nửa, bởi vì trước cửa nữ nhân này chính là đêm đó gặp phải Mã gia hậu nhân Mã Lâm, bản lãnh của nàng cũng không nhỏ, ta cùng mập mạp hai người đoán chừng đều chưa hẳn chịu nổi nàng ba chiêu. Mã tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta lại không đắc tội ngươi. Làm sao êm đẹp muốn đá chúng ta chiêu bài? Ta đè lại hỏa khí mỉm cười hỏi, nữ nhân này, ta cũng không muốn gây. So Trương Tiểu Mạn tính tình còn nóng này. Mã Lâm trợn mắt nhìn ta một cái, hận hận nói, trời một ở đâu, mau đưa hắn giao ra, nói xong đi cùng với ta, hiện tại người cũng không tìm tới, đây coi là chuyện gì xảy ra. Đùa nghịch ta đây. Ta đột nhiên cảm thấy có điểm im lặng, cái này sự tình cùng ta có quan hệ gì? Tìm không thấy trời một liền phải đá ta chiêu bài. Quả nhiên khát vọng cùng nữ nhân giảng đạo lý là trên đời nhất ý tưởng ngây thơ. Không phải, người tìm không thấy hắn tại sao phải đá ta chiêu bài nha. Cái này sự tình lại không quan hệ với ta, ta cũng không có đem trời đưa một cái ẩn nấp. Ta nói. Sau đó lại nói thầm câu, trời một cũng không có đáp ứng đi cùng với ngươi, kia là quỷ nương nói, ngươi chỉ sợ là lầm đi. Ngươi nói cái gì? Mã Lâm đột nhiên vung một roi sàn nhà. Sàn nhà lập tức bộp một tiếng, vỡ ra một đường nhỏ, Mã Lâm cái này cản thi roi uy lực to lớn,
liền cương thi đầu đều có thể vặn xuống tới, có thể thấy được chút ít. Ai u, cô nãi nãi của ta, người có chuyện thật tốt nói, đừng động thủ động cước, đem sàn nhà đập nát ta cũng phải tốn thời gian dùng tiền tu trở về. Cái này roi giống như lắc tại mập mạp trong lòng bên trên đồng dạng, đau lòng phải hắn ngao ngao trực khiếu. Ta mặc kệ, nhà ngươi cái này biển chữ vàng có thiên gia đồng tiền ấn, rõ ràng là trời đưa tới, ngươi cũng cùng trời vừa có qua không ít liên hệ, ngươi nếu là không cho ta đem hắn giao ra, ta hôm nay không để yên cho ngươi. Mã Lâm hừ một tiếng, sau đó hai tay ôm ngực, mắt gắt gao trừng mắt ta, cùng một con cọp cái đồng dạng, giống như hôm nay ta không đem trời một phát ra tới, liền chết chắc đồng dạng. Không phải, ta có thể hay không giảng điểm lý, ngươi muốn tìm tình lang liền cứ việc tìm đi. Ngươi tại ta chỗ này vung cái gì rồi? Ta mẹ nó là tôn hầu tử nha, có thể cho ngươi biến cái người sống sờ sờ ra tới hay sao? Ta cũng bắt đầu tức giận, tiểu tổ tông này quá không nói đạo lý, ta thẳng thắn cũng không hầu hạ. Tình lang, ý của ngươi là nói ta cùng trời một rất xứng đôi, tình chàng ý thiếp sao? Mã Lâm đột nhiên đỏ mặt lên, thanh âm cũng thả yếu đuối rất nhiều. Ta, mập mạp, khụ khụ, ta mặc kệ, dù sao trời một không ra. Ta vẫn tại ngươi trong tiệm chờ lấy, liền không đi. Mã Lâm giống như cũng cảm giác mình có chút không bình thường, vội vàng đi vào trong tiệm làm dịu xấu hổ. Con mụ điên, hoa si muội, ta cùng mập mạp một người mắng một câu, sau đó vội vàng chạy vào trong tiệm nhìn xem nàng, sợ nàng gây sự. Tiến trong tiệm về sau, Mã Lâm nhìn thấy Thi Ngôn, đột nhiên ngẩn người, sau đó cao hứng chào hỏi, Thi Ngôn. Ngươi làm sao ở chỗ này? Thi Ngôn cũng cao hứng trả lời. Mã tỷ tỷ, ta ở đây làm công a, đây chính là lão bản của ta. Nói Thi Ngôn chỉ ta. Hắn, Mã Lâm nhìn ta một mặt ghét bỏ, sau đó nhếch miệng thầm nói, lấy ngươi ra cắt ra bản lĩnh, thế mà cho loại tiểu nhân vật này làm công, tỷ thật là xem không hiểu ngươi tiểu nha đầu này tâm tư. Ra cát, ai, còn có nói ai tiểu nhân vật đâu, ta nghe một mặt ngây ngốc, thậm chí có chút tiểu sinh khí. Không, Mã tỷ tỷ nói là heo cắt bỏ lỗ tai, ăn thật ngon. Thi Ngôn cười hì hì nói, giống như tại che giấu cái gì, nhưng ta nhớ được đối phó A Thanh sư phó thời điểm, hắn cũng xách cái gì ra cát, thực sự có chút nghe không hiểu. A, phái Mao Sơn kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, mặc kệ là Mao Sơn thiên sư phái vẫn là Long Hổ phái tại âm hành kia cũng là đại danh đỉnh đỉnh, chỉ có các ngươi cái này Mao Sơn quỷ đạo nha, trừ ra mặt qua một hồi liền giảm âm thanh không để lại dấu vết, về sau rốt cuộc không có ra tới qua, ngươi xem như riêng một ngọn cờ. Chẳng qua đêm đó nhìn ngươi đối kháng cương thi thực lực quá yếu, liền bạch nhãn đều làm cho ngươi sứt đầu mẻ chán, xem ra Mao Sơn quỷ đạo rất nhiều thứ vẫn là thiếu thốn, coi như trong lòng ngươi không chịu thừa nhận. Nhưng tiểu nhân vật liền là tiểu nhân vật, ta cũng không có nói sai. Mã Lâm phối hợp ngồi tại trên ghế salon, rót một chén trà chậm rãi thưởng thức. Ngươi, ta cắn răng, đem tất cả lửa giận đều nuốt xuống, nếu không phải nhìn nàng là nữ nhân, ta buổi sáng đi cùng nàng liều mạng. Chẳng qua nàng nói cũng đúng, Mao Sơn quỷ đạo ta đích xác không có học tinh, cũng là đêm đó ta mới biết được nguyên lai mình học chỉ là nhập môn bản, chẳng qua cái này cũng không đại biểu Mao Sơn quỷ đạo không được, một ngày nào đó ta sẽ chứng minh cho cái này con mụ điên nhìn. Tốt, tốt, Mã tỷ tỷ, người nói ít vài ba câu, lão bản lúc này mới vừa vào đi, đạo hành không đủ rất bình thường, có một số việc muốn trở về sau khả năng có kết luận. Thi Ngôn không hổ là ta tốt nhân viên. Thời khắc trọng yếu vẫn là đứng tại ta bên này, không cần phải nói, đêm nay thêm đùi gà, thêm hai cái. Ta mới mặc kệ hắn, ta là tới tìm trời một, đợi không được hắn ta sẽ không đi. Mã Lâm một bộ ăn chắc ta bộ dáng, chính là đổ thừa không chịu đi, cái này sự tình liền Thi Ngôn cũng cau mày lên, nàng đối ta nhún vai, biểu thị nàng cũng không có cách nào. Mẹ bán phê, cái phiền toái này ai gây ai đến cõng đi. Ta bận bịu lấy điện thoại cầm tay ra thông qua trời một điện thoại. Nhưng đã tắt điện thoại, dựa vào, tức giận đến ta kém chút đưa di động đều đập nát, trời một tiểu tử này đoán chừng đã sớm đoán được Mã Lâm sẽ tìm đến hắn, cho nên cố ý tắt máy. Ta vội vàng đem Thi Ngôn cho kéo ra ngoài, sau đó hỏi nàng có không có cách nào đem cái này con mụ điên cho cả đi. Thi Ngôn lắc đầu, nói không có khả năng, Mã Lâm quyết định sự tình, trừ trời một, ai cũng đừng nghĩ thay đổi, mà lại nàng đối trời một mê luyến trình độ, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mọi người. Trời một không phải lần đầu tiên trốn tránh nàng, một khi nàng có nửa điểm hy vọng tìm tới trời một, tuyệt đối sẽ quấn lấy không thả, ai cũng đừng nghĩ khuyên nàng buông tay. Ta có chút kỳ quái, ngày này một trừ so ta đẹp trai một chút, so với ta mạnh hơn điểm, so ta có tiền một chút,
sao ta có thế một điểm, giống như cũng không có gì đặc biệt a. À. Vì cái gì Mã Lâm loại hình này người sẽ mê luyến hắn đến loại trình độ này? Giữa bọn hắn chẳng lẽ có cái gì cố sự? Thi Ngôn nhẹ gật đầu, nói thật là có, trời vừa cùng Mã Lâm trừ tính cách, xem như nhất trời đất tạo nên một đôi. Bọn hắn là cùng nhau lớn lên, xem như thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, một cái là thiên môn bên trong thiên chi kiêu tử, một cái là Mã gia hậu nhân, hai người đạo hành đều không khác mấy cao, tại âm hành bên trong, luận ra thế bối cảnh, luận đạo hành cao thấp, luận hình dạng học thức, hai người đều tuyệt đối là môn đăng hộ đối, đây cũng là vì cái gì trời một gia gia thích Mã Lâm nguyên nhân, trời một gia gia là muốn tìm một cái có thể tại âm hành cái này đại giang trong hồ trợ giúp trời một nữ nhân. Cũng chính là hiền nội trợ, mà người này không phải quỷ nương, là Mã Lâm. Chỉ tiếc nha, Mã Lâm từ nhỏ đã thích trời một, nhưng trời một lại chỉ đem nàng làm muội muội, trong lòng chỉ có quỷ nương, nhưng quỷ nương lại chết rồi, hiện tại khả năng đều đã đầu thai. Thi Ngôn cũng muốn hắn cùng Mã Lâm cùng một chỗ được rồi, miễn cho cả ngày cùng cái con mụ điên đồng dạng, yêu một cái yêu đến cực độ chính là như vậy. Nghe Thi Ngôn nói cái này tình tay ba nghe đầu ta đau, ta không quan tâm cái này, ta chỉ quan tâm thế nào có thể cho nàng lấy đi, trông thấy nàng ta liền sọ não oa oa giọt đau a. Thi Ngôn cười khổ một cái, nghĩ đuổi đi Mã Lâm biện pháp duy nhất chính là đem trời một tìm cho ra, chẳng qua hắn hành tung quỷ dị, thần long thấy thủ không thể đuôi, trừ phi hắn tìm ngươi. Không phải ngươi là rất khó nhìn thấy hắn. Ta thở dài một hơi, trời một chính là cố ý trốn tránh nàng, làm sao lại ra tới, xem ra ta phải phục thị Mã Lâm cái này tổ tông một thời gian thật dài. Thi Ngôn cho ta giao phó xong liền chạy đi vào tiếp tục cùng Mã Lâm nói chuyện phiếm, chẳng qua ta có chút kỳ quái, Thi Ngôn là thế nào cùng Mã Lâm nhận biết. Mã Lâm cùng trời một sự tình vì cái gì nàng sẽ rõ ràng như vậy. Nàng tại sao phải đi làm tên ăn mày? Cho tới nay tiểu nha đầu này trên người bí ẩn nhiều lắm, mỗi khi ta hỏi nàng thời điểm nàng đều là ngậm miệng không nói, dường như đang trốn tránh. Đi theo Thi Ngôn đi vào trong tiệm về sau, trông thấy mập mạp vẫn đang đếm tiền, ta đạp hắn một chân nhỏ giọng mắng, tiểu tử ngươi tâm là lớn bao nhiêu, đến lúc nào rồi, vẫn đang đếm tiền, người ta trời một có thể cho ngươi thiếu một hai tấm không thành, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp làm sao đem cái này con mụ điên cho đuổi đi. Ai, tiểu ca? Ngươi là không hiểu nữ nhân, như loại này trên cơ bản ngươi cũng đừng suy nghĩ để nàng đi, gần như là bền lòng vững dạ chẳng qua ngươi cũng không cần hoảng, lấy nàng đạo hành, tại tiệm chúng ta nói không chừng có thể giúp một tay. Mập mạp dùng tay dính một hồi nước bọt, tiếp tục điểm tiền mặt. Nói đến cũng đúng, Mã gia hậu nhân cũng không phải ăn chay, đến lúc đó khẳng định có thể giúp một tay, đúng, trước đó Hoàng Hà vớt lên bộ kia cửu long kéo quan phỉ thúy ngọc quan tài khả năng cùng cương thi có quan hệ. Ta phải tìm nàng nói chuyện, nói không chừng nàng có thể biết thứ gì. Ta đưa tới, đem nguyên ủy sự tình đều cùng Mã Lâm nói một lần, nàng nghe xong trợn mắt nhìn ta một cái, nói cái này căn bản cũng không phải là cửu long kéo quan, mà là cửu long nhất thi quan tài. Bình thường cửu long kéo quan tài sẽ không dùng phỉ thúy ngọc, đều là dùng tới tốt gỗ đàn hương, phỉ thúy ngọc mặc dù so gỗ đàn hương đáng tiền, nhưng cũng không tốt, có chút phỉ thúy ngọc sẽ nuôi thi, coi như bình thường thi thể. Có đôi khi cũng có thể cho ngươi nuôi thi biến, cho nên nói, coi như có tiền nữa, cũng sẽ không có người đi làm một bộ phỉ thúy ngọc quan tài, đây là chiết sát, còn lãng phí tiền. Đã bộ này quan tài là phỉ thúy ngọc làm, vậy đã nói rõ trong quan tài đầu nằm không phải hiền lành gì, cho nên mới sẽ khắc lên 9 con rồng đến nhấc quan tài, bởi vì người bình thường cũng không dám nhấc, đoán chừng cũng nhấc không nổi. Mã Lâm còn nói, bộ này quan tài chế tạo giá trị cũng không ít. Người hiện đại hẳn là sẽ không như thế tốn sức, nếu như thi thể có vấn đề, đoán chừng liền trực tiếp thiêu hủy, nhưng cổ đại khác biệt, hỏa táng cơ hồ là cấm kỵ, không ai sẽ đi đốt thi thể, nếu như thi thể có vấn đề gì, liền sẽ tìm tiên sinh nhìn một chút, sau đó chọn cái thích hợp phong thủy cùng nhằm vào quan tài khắc chế, cho nên bộ này quan tài hẳn là cổ đại, hơn nữa là cổ đại hoàng hoàng thân quốc thích tộc, không phải không có thực lực tạo loại này quan tài. Có khả năng nhất là hoàng đế. Bởi vì cổ đại quan tài có thể khắc rồng chỉ có hoàng đế. Ta lại hỏi Mã Lâm, cái này trong quan tài nằm sẽ không phải là cương thi. Những cái kia vớt thi người có phải là bị hắn cắn mới biến thành cương thi? Mã Lâm nhẹ gật đầu, nói đây là khẳng định, thi thể tại ngọc trong quan tài nuôi nói ít có trăm năm trở lên, biến thành cương thi rất bình thường, hơn nữa còn có thể là cái đại gia hỏa, không phải sẽ không dùng loại này quan tài cùng cửu long nhất quan tài. Những cái kia vớt thi người khẳng định là đang đánh vớt quan tài thời điểm đem nó tung ra ngoài, cho nên mới bị toàn bộ cắn chết. Nghe đến đó, ta cùng Thi Ngôn sắc mặt đều không tốt lắm,
bởi vì cái này nói rõ còn có một con cương thi tồn tại, hơn nữa còn là đại gia hỏa, nó hiện tại có khả năng còn tại bên Hoàng Hà bồi hồi, nhưng cũng có khả năng đến những thành thị khác. Ta nói Mã tỷ tỷ, ngươi là Mã gia hậu nhân, không phải hẳn là đi đem con kia cương thi tiêu diệt sao? Ta giống như rốt cuộc tìm được lý do đem nàng chi đi. Mã Lâm nhếch miệng, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, nói gì đó gấp, thiên hạ như thế lớn, nàng đi đâu mà tìm đây, nếu như tên kia thật ra tới hành hung, khẳng định sẽ náo thế giới đại loạn, đến lúc đó lại chạy tới cũng không muộn. Ta nói đến lúc đó đã người chết, không phải trễ sao? Mã Lâm vẫn là một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, nói chết thì chết lạc, các nơi trên thế giới mỗi thời mỗi khắc đều có người tại chết, cũng không quan trọng cái này một cái hai cái. Dựa vào, cái này con mụ điên không hổ là con mụ điên, cũng quá ý chí sắt đá, lần kia may mắn là trời vừa cùng quỷ nương kịp thời đuổi tới, không phải Trương Tiểu Mạn khẳng định sẽ bị giết. Lâm Nguyên, người mẹ nó nhanh cút ra đây cho ta, không còn ra ta hủy đi ngươi chiêu bài. Đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài lại có một nữ nhân đang gọi phá chiêu bài. Ta nghe xong lập tức lửa đều lớn hơn, một ngày này muốn bị hủy đi mấy lần chiêu bài. Ta đến cùng chọc ai gây ai đến. Vừa mới thay cái biển chữ vàng, chẳng lẽ liền không thể để ta yên vui một hồi. Ta vội vàng nghĩ đến đi ra ngoài, nhìn xem đến cùng là cái nào không có mắt, ta hiện tại chính khí trên đầu, vừa vặn đến người cho ta nhục chí. Nhưng ta còn chưa đi ra cổng, nữ nhân kia liền xông vào, ta xem xét hóa ra là Liễu Tình. Lâm Nguyên, có phải là Mai tỷ gọi ngươi làm? Liễu Tình nổi giận đùng đùng hướng ta hỏi. Ta biết Liễu Tình vì sao sự tình chất vấn ta. Nhưng ta kỳ quái là nàng vì sao biết là ta làm. Chẳng lẽ nàng sẽ không hoài nghi là Mai tỷ mình đi trộm sao? Làm gì rồi, cái gì Mai tỷ gọi ta làm? Ta cố ý giả ngu, lừa gạt một chút nàng, người này táng tận thiên lương, dùng tóc đỏ thai cùng âm cắt kiếm tiền, không biết hại chết bao nhiêu cái nhân mạng. Lâm Nguyên, ngươi, Liễu Tình cắn răng trừng mắt ta, một mặt hỏa khí, giống như hận không thể nuốt ta đồng dạng. Khẳng định là ngươi. Ngày đó nhìn ngươi lén lén lút lút, cái này lão yêu bà thật là đủ hung ác, thế mà gọi người đến gây sự, hừ, thật không biết xấu hổ, đấu không lại ta liền đùa nghịch ám chiêu. Còn có ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi khẳng định chết không yên lành. Liễu Tình mở ra đàn bà đanh đá chửi đồng hình thức, đối ta chính là một chầu thoá mạ. A, à, không muốn mặt, đùa nghịch ám chiêu, cùng ngươi loại này chẳng biết xấu hổ người so sánh, ta nhưng kém nhiều, vì kiếm tiền tổn hại nhân mạng, ngươi có còn lương tâm hay không? Ta cũng không cam chịu yếu thế mắng lại nói. Lương tâm, ngươi nói với ta lương tâm, thế giới này có bao nhiêu có lương tâm người? Lương tâm có thể làm cơm ăn sao? Trên thế giới này so ta đen so ta hung ác nhiều người đi, bọn hắn còn không phải thật tốt, vì cái gì ta phải có lương tâm? Vì cái gì, ta có lương tâm thời điểm, ngươi biết ta có bao nhiêu thảm sao? Liễu Tình đối ta quát. Được, ta không cùng ngươi nhao nhao, ngươi mau đưa âm cắt còn cho ta, còn có tóc đỏ thai. Không phải ta không để yên cho ngươi. Liễu Tình chỉ vào cái mũi của ta cảnh cáo nói. Ha ha, được, ngươi nếu là đi, ta còn cho ngươi. Ta đem tóc đỏ thai ném tới trên mặt đất, chẳng qua làm Liễu Tình mở ra sau khi, đồ chơi kia đã sớm ợ ra rắm. Lâm Nguyên, Liễu Tình phẫn nộ tới cực điểm, dẫn đến khắp toàn thân đều đang run rẩy. Âm cắt đâu? Ngươi trả cho ta âm cắt. Liễu Tình vẫn là chưa từ bỏ ý định, tóc đỏ thai không có, chỉ còn có âm cắt. Ta nở nụ cười gằn, sau đó cũng đem âm cắt còn cho nàng, chẳng qua trong này oan hồn ta đã sớm siêu độ, đây chẳng qua là một thanh phổ thông cái kéo. Liễu Tình nhìn xem cái kéo, sau đó cách phải cẩn thận từng ly từng tí cầm lên, nàng giống như cảm thấy có điểm gì là lạ, thế là duỗi ra ngón tay đụng đụng, lập tức sắc mặt lại biến, nàng trực tiếp cầm kéo lên ném xuống đất. Lâm Nguyên, cái này căn bản không phải ta nguyên lai cái kia thanh âm cắt, ngươi đùa bỡn ta. Ta mới không đùa ngươi. Đây chính là ngươi nguyên lai cái kia thanh âm cắt, về phần bên trong oan hồn nha, ngượng ngùng đã cho ta siêu độ. Lâm Nguyên, ngươi, Liễu Tình tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng oán hận trừng mắt ta, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Nện người bát cơm cùng thù giết cha đồng dạng, không đội trời chung, ngươi chờ đó cho ta nhìn. Liễu Tình hung hãn nói. Lúc này Mã Lâm đột nhiên xen vào một câu, không cần nhìn, ngươi ra ngõ hẻm này, liền hạ đời gặp lại đi. Liễu Tình coi là Mã Lâm là ta trong tiệm người, nói câu nói này chỉ là giúp đỡ ta hù dọa nàng, cho nên căn bản liền không có để ở trong lòng, chỉ là hung hăng chừng Mã Lâm liếc mắt, quay đầu rời đi. Muốn biết ta nói cái gì ý tứ, liền theo nàng ra ngoài.
Mã Lâm giống như nhìn ra chúng ta trên mặt nghi vấn, thế là lại đền bù một câu. Ta cùng Mập Mạp hai mặt nhìn nhau về sau, vội vàng đi theo ra ngoài, chỉ có Thi Ngôn còn tại cùng với nàng uống trà. Chúng ta một đường đi theo Liễu Tình ra ngõ nhỏ, nhưng nàng vừa đi ra đi, đột nhiên một chiếc xe liền từ bên cạnh của nàng nhanh chóng làm quá khứ, kia bản không có vấn đề gì, nhưng không biết vì cái gì, Liễu Tình tóc đột nhiên đính vào trên thân xe mặt, nàng liền chỗ trống để né tránh đều không có, liền bị xe tươi sống kéo đi một khoảng cách lớn, chờ xe lúc ngừng lại, nàng đã thoi thóp. Mập Mạp nhìn trợn mắt hốc mồm, không biết vì sao lại dạng này, cái này tai nạn xe cộ trở ra giống như có chút tà môn, ta thở dài, thế là giúp Mập Mạp mở thiên nhãn. Mập Mạp lập tức nhìn thấy làm hắn dùng mình tình cảnh, một đám người vây quanh ở Liễu Tình chung quanh, tất cả đều cười hì hì nhìn xem nàng, mà vừa rồi rõ ràng người nào đều không có. Là muội tử kia, nàng không phải chết sao? Mập Mạp sợ hãi hô, chỉ vào cái kia nhuộm nãi nãi tóc xám sắc muội tử. Cái này tất cả đều là bị Liễu Tình hại chết người, bọn hắn biến thành quỷ đến lấy mạng, vừa rồi cũng không phải là tóc của nàng đính vào trên xe, mà là trên xe quỷ nắm chặt tóc của nàng. Ta giải thích nói, quỷ, nhưng là bây giờ là giữa ban ngày. Mập Mạp ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, phát hiện có một đóa rất lớn mây đen bao phủ tại trên không, mặt trời căn bản ra không được. Oán khí che trời, ông trời cũng không giữ được nàng, ác giả ác báo. Ta ngẩng đầu nói, các ngươi không được qua đây, không được qua đây. Thoi thóp Liễu Tình trên mặt đất vùng vẫy giấy chết, nghĩ ra sức bỏ đi, nhưng bị thương thực sự là quá nặng đi, không có bỏ hai lần liền bỏ bất động. Đám kia quỷ tướng Liễu Tình vây lại, sau đó từng bước một tới gần, cuối cùng bọn hắn đưa tay đem Liễu Tình tóc một cây gọi xuống tới, thẳng đến trên đầu nàng một sợi tóc đều không có, biến thành một cái đại quang đầu. Liễu Tình đầy đầu đều chảy máu, nàng đau khổ kêu thảm, như là bị vạn trùng toàn tâm đồng dạng, khả năng thực sự không chịu nổi tra tấn, nàng thế mà cắn lưỡi tự sát. Liễu Tình sau khi chết, những cái kia quỷ hóa thành từng đạo bạch yên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trên xe lái xe vốn là nghĩ xuống xe cứu người, nhưng nhìn đến quỷ dị như vậy tình cảnh, dọa đến một chân ga liền trượt, lúc đầu hắn chỉ là đụng một cái trọng thương, hiện tại người chết rồi, hắn còn lẩn trốn, bị bắt được khẳng định xử nặng, liền cơ hội giải thích đều không có, giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói người kia bị đụng sau mình lột sạch tóc của mình, tiếp lấy cắn lưỡi tự sát sao? Về sau liền có người báo cảnh sát, một đống lớn điều tử trên đường bận rộn nửa ngày. Chờ lấy xong chứng sau đại khái một giờ trưa chuông mới rời khỏi. Điều tử đi về sau, Mai Tỷ liền gọi điện thoại gọi ta cùng Mập Mạp đi qua, nói có chuyện đàm. Ta cùng Mập Mạp đi qua sau, phát hiện Mai Tỷ hôm nay không có khai trương, đi vào về sau trông thấy nàng ngồi trên ghế hút thuốc, đỏ mắt đỏ. Nàng chết rồi, Mai Tỷ gõ gõ khói bụi, cuống họng có chút khàn khàn, rất rõ ràng vừa rồi khóc qua. Chết rồi, điều tử vừa mới đem nàng thi thể khiêng đi. Ta biết nàng hỏi chính là Liễu Tình, cho nên rất thẳng thắn đáp. Chết như thế nào? Mai Tỷ tiếp tục hỏi. Bị nàng hại chết người giết, ta chưa hề nói là quỷ, đi vòng do một vòng. À, xem ra ta lát nữa muốn đi lĩnh thi thể của nàng mới được, nhưng muốn đi cục cảnh sát lĩnh, ta nhưng không quá ưa thích cái chỗ kia. Mai Tỷ cười cười, nhưng bởi vì sắc mặt không tốt lắm, cười lên có chút khó coi, nụ cười trắng bệch. Nàng không có thân nhân sao? Ta tò mò hỏi. Mai Tỷ thở dài một cái, có là có, nhưng cùng không có cũng kém không nhiều. Mai Tỷ, người cùng với nàng có phải là đã sớm nhận biết? Giữa hai người còn có chút ân oán. Ta nhíu mày, rốt cục hỏi ra nghi vấn trong lòng. Mai Tỷ mới đầu không nói gì, trầm mặc một điếu thuốc công phu về sau, nàng mới ngẩng đầu lên, giống như đang nhớ lại cái gì, mấy giây qua đi, hai hàng nhiệt lệ liền trượt đến gương mặt. Ta biết nàng. Rất sớm nhận biết nàng, ta là cùng nàng một đầu làng, nàng rất đáng thương, từ nhỏ đã rất đáng thương. Mai Tỷ xoa xoa nước mắt, một lần nữa châm một điếu thuốc, sau đó bắt đầu giảng thuật liên quan tới Liễu Tình sự tình. Liễu Tình có phụ thân là cái tử quỷ, quát một tiếng say liền đánh nàng cùng mẫu thân, thời điểm đó nàng mới 5 tuổi, cái này đoạn khủng bố lại tàn khốc thời gian một mực duy trì đến nàng 15 tuổi, 10 năm, nàng cùng mẫu thân ròng rã bị đánh 10 năm. 10 năm này các nàng vẫn luôn sinh hoạt tại bóng ma sợ hãi ở trong. 15 tuổi năm đó, Liễu Tình rốt cục chịu không được, nàng cùng mẫu thân chạy trốn tới Mai Tỷ ở làng, trải qua hai người cố gắng, rốt cục thoát khỏi ác ma phụ thân, còn nhận biết Mai Tỷ người bạn tốt này. Liễu Tình vốn cho rằng thoát khỏi bi thảm sinh hoạt, nhưng nàng không biết,
vận mệnh bi thảm lại một lần quấn lên nàng, lần này so trước đó càng thêm khủng bố. Liễu Tình mẫu thân đi vào khu nhà mới tử về sau, không lâu liền cho Liễu Tình tìm cái kế phụ, dù sao hai nữ nhân sinh hoạt không dễ dàng. Kế phụ ngay từ đầu đối Liễu Tình rất tốt, cái này khiến Liễu Tình cảm nhận được trước nay chưa từng có tình thương của cha, nàng coi là ông trời rốt cục mở mắt, mình sẽ trôi qua càng ngày càng hạnh phúc, nhưng thật tình không biết, cái này kế phụ cũng không phải vật gì tốt, thậm chí muốn so cha ruột còn kinh khủng hơn. Đêm hôm đó, kế phụ thừa dịp Liễu Tình mẫu thân ngủ say về sau, thế mà chạm vào Liễu Tình gian phòng, đem nàng cho. Liễu Tình bị thương tổn về sau, khóc một đêm, ngày thứ hai còn đem sự tình nói cho mẫu thân, nhưng nàng mẫu thân thế mà trầm mặc không nói, thậm chí còn khuyên Liễu Tình cái này sự tình thì thôi, về sau đừng nhắc lại. Liễu Tình càng về sau còn biết, kỳ thật đêm đó mẫu thân cũng không có ngủ chết rồi, nàng nghe được động tĩnh liền rời giường xem xét, nàng mắt thấy toàn cái kinh khủng quá trình, nhưng không có ra tay ngăn cản, nàng bị đánh sợ, bởi vì nàng nhu nhược, để Liễu Tình nhận thương tổn cực lớn, thậm chí bịt kín cả một đời bóng tối. Liễu Tình biết cái này sau đó, cứ việc rất đau lòng, nhưng nàng không có biện pháp nào, mà lại khi đó nàng thật nhiều thiện lương, nếu như cái này sự tình truyền đi, đối nàng mẫu thân đến nói là một loại thương tổn cực lớn, mẫu thân mặc dù có lỗi với nàng, nhưng nàng vẫn như cũ không muốn thương tổn mẫu thân. Nhưng nàng đánh giá thấp nhân tính ti tiện, kế phụ nếm ngon ngọt về sau, lại không có trả bất cứ giá nào, tự nhiên sẽ không đến đây dừng tay, từ nay về sau, mỗi khi Liễu Tình mẫu thân không lúc ở nhà, đều là nàng ác mộng, một vòng lại một vòng tra tấn để nàng triệt để sụp đổ, nàng tìm được Mai Thị, nói mình muốn tự sát, nếu như nàng sau khi chết, xin đem thi thể của nàng đốt, sau đó cho cốt phung hướng đại hải, nàng khát vọng tự do. Mai Thị khi đó cùng với nàng tuổi tác tương tự, lại là người bạn thật tốt, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nàng thụ tra tấn, cũng càng thêm không có khả năng nhìn xem nàng đi chết. Mai Tỷ nghĩ thật lâu biện pháp, mới đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, muốn thoát khỏi Liễu Tình kế phụ, chỉ có bắt hắn cho giết, bằng không, nghĩ triệt để giải thoát kia là không thể nào, hiện tại Liễu Tình mới 15 tuổi, trước đó lần kia bỏ trốn chỉ là may mắn, nàng không có khả năng chạy trốn nữa lần thứ hai. Liễu Tình đã sớm đối kế phụ hận thấu xương, nhưng nàng một cái tiểu nữ hài, muốn như thế nào mới có thể giết chết một đại nam nhân, nàng đã không có lá gan, cũng không có bản lĩnh, mà lại giết người phải ngồi tù, dạng này mẫu thân của nàng liền phải đồng thời mất đi hai người. Mai Tỷ lập tức mắng Liễu Tình một câu, nói nàng mẫu thân đều như vậy, Liễu Tình còn vì nàng suy nghĩ, thật sự là quá ngu. Chẳng qua nha, Mai Tỷ có thể dạy nàng giết người không dễ dàng bị người phát hiện thủ pháp này quỷ âm nhiều, người bình thường căn bản sẽ không phát hiện. Mai Tỷ bà ngoại là miêu tộc người, sẽ cổ độc, đồng thời môn thủ nghệ này truyền nữ không truyền nam. Thế là Mai Tỷ cũng liền học môn thủ nghệ này. Miêu cương cổ độc cùng hàng đầu có chút tương tự, nhưng lại so hàng đầu âm bá rất nhiều, nếu quả thật muốn dùng cổ độc giết một người, kia thật là chết như thế nào cũng không biết. Trừ cổ độc, Mai Tỷ bà ngoại còn dạy nàng rất nhiều bí thuật, cho nên Mai Tỷ từ nhỏ tính cách liền rất bạo tạc, không ai dám khi dễ nàng, làm nàng biết được bằng hữu Liễu Tình bị bắt nạt, ngay lập tức liền muốn giết nam nhân kia. Tại Mai Tỷ khuyên giải dưới, Liễu Tình cuối cùng đồng ý giết chết mình kế phụ, đến thoát khỏi ác mộng tra tấn. Mai Tỷ cho Liễu Tình cổ độc, để nàng hạ đến kế phụ trong canh, Mai Tỷ còn thúc đẩy mình chó đi cắn Liễu Tình kế phụ. 7 ngày sau, Liễu Tình kế phụ liền chết rồi, không ai có thể tra ra nguyên nhân. Mai Tỷ mượn cơ hội nói là bị chó cắn, nhưng lại không có đi đánh chó dại vaccine, cho nên mới chết. Đám người tra không ra nguyên nhân cái chết, đành phải tin phục lý do này. Liễu Tình kế phụ sau khi chết, Liễu Tình mẫu thân cũng tới sâu, còn lại thời gian nàng không cách nào một mình đối mặt Liễu Tình, đành phải vừa chết chi. Liễu Tình cho mẫu thân lo liệu tang sự về sau, rốt cuộc không muốn ở lại cái này thương tâm địa phương, thế là liền cùng tạm nghỉ học Mai Tỷ đi vào tòa thành thị này làm công. Các nàng không học thức lại không có gì ăn cơm tay nghề, tuổi tác lại nhỏ, không ai nguyện ý mời các nàng, về sau đi một nhà tiệm cắt tóc làm gội đầu muội, nhưng cái này tiệm cắt tóc không phải đứng đắn gì tiệm cắt tóc. Trong tiệm lão bản gọi Ngô Thiên, tất cả mọi người gọi hắn Thiên Ca, là cái xã hội người, hai cánh tay đều có hình xăm, lưu manh vô lại, nhìn qua liền không giống người tốt. Tiệm cắt tóc mặc dù không đứng đắn, nhưng Liễu Tình cùng Mai Tỷ lại một mực tuân thủ nghiêm ngặt bản thân, chưa từng làm chút bẩn thỉu hành vi, cầm ít ỏi tiền lương, hai người lại thật cao hứng. Các nàng một mực đăng cái này tiệm cắt tóc làm 3 năm, một năm kia các nàng đều 18 tuổi, Liễu Tình càng dài càng xinh đẹp. Khách nhân đều đối nàng động thủ động cước,
liền Thiên Ca trông thấy nàng đều thường xuyên chảy nước miếng. Chẳng qua các nàng đã trưởng thành, cũng không sợ không tìm được việc làm, coi như đi rửa chén cũng so ngốc cái này mạnh, nơi này chướng khí mù mịt, những nam nhân kia vừa tiến đến nhìn Liễu Tình ánh mắt đều có chút không bình thường. Ngay tại Liễu Tình cùng Mai Tỷ chuẩn bị từ trước một ngày trước ban đêm, Mai Tỷ bị gọi vào phòng bên trong, gian phòng bên trong ngồi bốn nam nhân, nhìn tướng mạo từng cái đều không giống người tốt. Thiên Ca cầm một xấp tiền lắc tại trên mặt bàn, sau đó ném cho nàng một viên thuốc. Mai Tỷ không dám tiếp, vội hỏi Thiên Ca đây là ý gì. Thiên Ca cười cười, nói tiền cầm, cái này thuốc là cho Liễu Tình, người nghĩ biện pháp để nàng ăn. Bàn này bên trên tiền không ít, một xấp thật dày, không sai biệt lắm có mấy vạn khối bộ dáng, thời điểm đó Mai Tỷ, khả năng cả một đời đều không kiếm được, nhưng Mai Tỷ vẫn là không có cầm, thuốc cũng không có cầm. Thiên Ca nở nụ cười gằn, đột nhiên móc ra một khẩu súng đè vào Mai Tỷ trên đầu, không muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt, cái này thuốc nàng không ăn, vậy ngươi liền ăn, ăn phục thị xong đám này đại ca, ta lại mời ngươi ăn đạn. Mai Tỷ mặc dù biết cổ độc, nhưng dù sao vẫn là cái 18 tuổi tiểu cô nương, làm thương chỉ tại trên đầu nàng thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi sẽ biết sợ, mà lại Thiên Ca nhiều người như vậy, coi như sẽ cổ độc cũng không phải là đối thủ. Mai Tỷ khuất phục. Nàng cùng Liễu Tình mẫu thân đồng dạng, nhu nhược cùng sợ hãi để nàng khuất phục, nàng lừa gạt Liễu Tình uống thuốc, tự tay đem Liễu Tình đưa vào Thiên Ca gian phòng. Về sau chuyện gì xảy ra, nàng không biết, nhưng có thể tưởng tượng đạt được Liễu Tình gặp cái gì. Mai Tỷ trở lại chỗ ở về sau, một mực khóc, cũng không biết là khóc mệt mỏi vẫn là khóc đến choáng, nàng mơ mơ màng màng liền ngủ say, chờ tỉnh lại thời điểm, Liễu Tình hành lý không gặp, còn có bà ngoại cho kia bản bí thuật thư tịch. Quyển sách kia không có ghi chép cổ độc, nhưng lại ghi chép rất nhiều giang hồ kỳ nhân bí thuật. Từ ngày đó về sau, Mai Tỷ không còn có gặp qua Liễu Tình, nàng cầm Thiên Ca cho mấy vạn khối tiền tại hiện tại trên con đường này mở gian tiệm cắt tóc. Hai năm sau, tiệm cắt tóc sinh ý càng ngày càng náo nhiệt, Mai Tỷ sinh hoạt càng là trôi qua không lo, nhưng nội tâm kia cố cảm giác áy náy lại ngày đêm dày vò lấy nàng. Nàng không có đàm bạn trai, liền bằng hữu đều không muốn đi giao, nàng chỉ muốn tìm tới Liễu Tình. Nói một tiếng xin lỗi, nhưng không như mong muốn, nàng làm sao cũng không tìm tới Liễu Tình. Trong biển người mênh mông thân ảnh của nàng không còn xuất hiện. Mai Tỷ thực sự chịu không được, trong hai năm qua nàng ăn không ngon, ngủ không yên, cũng là bởi vì cái này gọi Ngô Thiên hỗn đản, nàng muốn báo thù, nàng muốn đem tất cả oán hận đều báo tại Ngô Thiên trên thân. Trong hai năm qua Mai Tỷ cổ thuật càng ngày càng thành thục, nàng dễ dàng đem Ngô Thiên buộc đi qua, sau đó đem hắn nhét vào một cái trong cái bình lớn. Trong bình lại bỏ vào vô số cổ trùng, để hắn cả ngày lẫn đêm thụ cổ trùng ăn mòn cùng độc cắn. Loại này không phải người tra tấn không có người nhận được, không mấy năm Ngô Thiên liền ợ ra dám. Mai Tỷ về sau đem thi thể của hắn đốt, lại đem cho cốt đưa đến nhà vệ sinh công cộng, sau đó lao xuống đi, để hắn để tiếng xấu muôn đời. Cứ việc Mai Tỷ báo thù, nhưng nàng vẫn là không thoải mái, trong lòng áy náy cũng không có giảm bớt, ngược lại theo năm tháng tăng trưởng. Áy náy cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nàng biết mình cả đời này đều sẽ tại áy náy bên trong vượt qua, sau đó bi thảm chết đi, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, nàng lại lần nữa gặp phải Liễu Tình. Mai Tỷ vạn vạn không nghĩ tới, nàng lại lần nữa gặp phải Liễu Tình, mà lại càng thêm không nghĩ tới chính là, Liễu Tình thế mà đem tiệm uốn tóc mở tại nàng đối diện, chính là vì đoạt nàng sinh ý, chính là vì trả thù nàng. Làm nàng biết Liễu Tình vì kiếm tiền dùng âm thuật tại xem mạng người như cỏ rác thời điểm. Nàng liều mạng ngăn cản, nhưng nàng tại Liễu Tình trong lòng đã không còn là trước kia hảo tỉ muội, nàng đối Liễu Tình nói cái gì cũng không có dùng, ngược lại sẽ rước lấy Liễu Tình chán ghét. Kỳ thật Mai Tỷ biết, Liễu Tình còn tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ mất mạng, tóc đỏ thai cùng âm cắt rất tà môn, làm chủ nhân đưa chúng nó nuôi tới trình độ nhất định thời điểm, bọn chúng liền sẽ phệ chủ, chỉ có điều Mai Tỷ không nghĩ tới, Liễu Tình là chết tại đám kia quỷ trên tay. Mai Tỷ sau khi nói xong, đã nước mắt rơi như mưa. Nàng một bên đấm ngực một bên sám hối nói đều tại ta, đều oán ta, nếu như không phải ta, Liễu Tình liền sẽ không biến thành dạng này, nàng cũng sẽ không chết, đều là ta nhu nhược, ta nhát gan, ta phản bội tỷ muội, người chết kia hẳn là ta. Mai Tỷ sau khi nói xong, người cùng như là phát điên, nàng cảm xúc triệt để sụp đổ, đột nhiên liền trên ghế xông lên, sau đó tiện tay cầm lấy bên cạnh cái kéo liền phải hướng cuống họng bên trên cắm. May mắn ta cùng mập mạp tay mắt lanh lẹ. Một người giữ chặt nàng tay, một người ôm lấy cánh tay của nàng, ba người xô đẩy một hồi, rốt cục mới đưa nàng cái kéo cho đoạt lại. Mai Tỷ bị đoạt cái kéo về sau,
ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu đau khổ kêu thảm, giống như còn sống là một kiện phi thường chuyện đau khổ. Ta sờ lấy đầu của nàng an ủi, năm đó hai người các ngươi tiểu nữ hài, từ khi tiến cái kia tiệm cắt tóc về sau, liền đã coi như là hai con cừu non xông vào đàn sói, coi như ngươi ngày đó không như vậy làm, hai người các ngươi cũng khó thoát ma chảo, ngươi mặc dù có sai, nhưng chết cũng không nhất định có thể rửa sạch tội lỗi của ngươi, ngươi bây giờ duy nhất cần phải làm là làm việc thiện tích đức, đây là giúp ngươi mình rửa sạch tội nghiệt, cũng là giúp Liễu Tình, nàng ở phía dưới sẽ tha thứ ngươi. Mai tỷ ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn ta hỏi, Liễu Tình nàng ở phía dưới, có thể hay không bị tội? Ta nhẹ gật đầu, Liễu Tình mặc dù gặp phải đáng thương, rất để người đáng giá đồng tình, nhưng nàng vì bản thân tư dục giết như vậy đầu tính mạng vô tội, ở phía dưới có thể sẽ không tốt qua. Vậy ta có thể giúp nàng còn tội sao? Mai tỷ tiếp tục hỏi. Ta lại gật đầu một cái, đương nhiên có thể, chỉ cần làm việc thiện tích đức, các ngươi trên người tội nghiệt đều có thể cùng một chỗ trả hết. Mai tỷ xoa xoa nước mắt, nói nàng minh bạch, để chúng ta trở về, không cần lo lắng, nàng đã biết phải làm sao. Mập mạp sợ nàng sẽ còn làm chuyện điên rồ, muốn tiếp tục có Lý Phát cửa hàng trông coi nàng, nhưng lại bị ta một cái túm ra tới. Ta nói người thủ được nàng nhất thời, thủ được nàng cả một đời sao? Loại chuyện này chỉ có thể chính nàng nghĩ thông suốt, chúng ta có thể làm đều đã làm. Mập mạp thở dài, cũng không lại nói cái gì, cùng ta cùng một chỗ trở về. Ngày thứ hai, Mai tỷ tiệm cắt tóc bên trên dựng thẳng một cái thẻ bài, miễn phí cắt ngắn, lão nhân gia cắt ngắn còn đưa tặng móc tai chờ phúc lợi. Ta cùng mập mạp xem xét, lẫn nhau cười cười, hai người tiến tiệm cắt tóc về sau, phát hiện nhiều hai cái tiểu hài, Mai tỷ nói hai cái này là cô nhi, là nàng từ cô nhi viện nhận nuôi trở về, nàng còn nói, về sau chỉ ăn chay, nửa điểm thịt đều không động vào, sớm tối niệm kinh cung cấp Phật, hy vọng có thể chuộc lại Liễu Tình lưu tại dương gian tội. Nhìn thấy Mai tỷ thay đổi, ta cùng mập mạp mới yên tâm, chỉ cần nàng làm việc thiện tích đức, nàng cùng Liễu Tình khẳng định đều sẽ có kết quả tốt, tại dương gian cũng tốt, tại âm phủ cũng được, nhân quả nghiệp báo, thiên lý tuần hoàn. Ra Mai tỷ tiệm cắt tóc về sau, ta cùng mập mạp hai người đều cảm thấy không hiểu cao hứng, Liễu Tình cùng Mai tỷ cái này sự tình, cũng coi là cái xấu nhất kết quả tốt. Ta cùng mập mạp trở lại cửa hàng về sau, phát hiện trong tiệm ba nữ nhân thế mà khóc thành một đoàn, ta còn tưởng rằng có cái đại sự gì phát sinh, liền Mã Lâm đều cho cả khóc, kết quả ta định chử xem xét, phát hiện các nàng vậy mà là đang nhìn phim Hàn, ta đi ngươi cái Sweep Nida, hại lão tử phí công lo lắng một chuyến. Ta cũng lười để ý đến các nàng, cùng mập mạp ngồi ở trên ghế salon uống trà, đúng vào lúc này, Trần Mỹ Gia đi đến, nàng thể trọng đã triệt để khôi phục, xem ra so mập mạp còn muốn béo, chẳng qua nàng giống như đã không thèm để ý, một mực cười hì hì dáng vẻ, tâm tình nhìn qua rất không tệ. Nàng đem còn lại số dư đều gọi cho mập mạp, cảm tạ ta vài tiếng sau liền rời đi. Thu được Trần Mỹ Gia số dư về sau, tăng thêm Ngưu Gia tiền đặt cọc, ta đã không sai biệt lắm có 11 vạn, Gia Gia mộ địa ta rốt cục có tiền chuộc về. Miễn cho đêm dài lắm mộng, tăng thêm trường học nghỉ, ta hiện tại liền phải hồi Hương Hạ tìm Vô Lương thôn trưởng chuộc về tấm kia khế đất. Ta vốn là dự định mình trở về, nhưng vừa đi ra khỏi cửa Thi Ngôn liền phim Hàn cũng không nhìn, vội vàng nhảy ra giữ chặt ta. Lão bản, người có phải hay không phải hồi hương? Thi Ngôn hỏi. Ta nói là a, hồi hương hạ chuộc về gia gia của ta mộ địa, không phải kia Vô Lương thôn trưởng đều muốn đem bọn hắn quan tài cho đào ra tới. Thi Ngôn nói có thể hay không nàng cũng đi cùng, sau đó lôi kéo cánh tay của ta một trận cầu khẩn. Ta nhíu mày, nói người đi làm cái gì? Nông thôn địa phương không thế nào chơi vui, còn muỗi còn nhiều, mà lại ta làm xong việc liền trở lại, không phải trở về chơi, có trời một khối này thêm đồng tiền ấn chiêu bài, trong tiệm gần đây sinh ý bận bịu không được, ta cũng đi không được bao lâu. Thi Ngôn nói nàng cũng không đi chơi, là đi làm chút chuyện, ta hỏi nàng chuyện gì nàng lại không chịu nói, một mặt thần bí. Ta cũng lười lại cùng với nàng dây dưa, nói đi liền đi đi, hai người vừa vặn có người bạn, từ khi mập mạp có A Thanh về sau, cơ bản cũng sẽ không cùng ta đi xa nhà. Thi Ngôn thấy ta đáp ứng nàng về sau, cao hứng nhảy dựng lên, chẳng qua ta có chút hiếu kỳ, tiểu nha đầu này đi quê nhà ta làm gì? Nàng ở nơi đó có thể có chuyện gì? Hỏi nàng lại không chịu nói, một bộ thần thần bí bí dáng vẻ, cho nên ta cũng lười hỏi. Ta cùng Thi Ngôn ra đường phố, sau đó thừa nửa ngày xe buýt, lại chuyển xe gắn máy, đại khái hơn 5 giờ chiều thời điểm mới đến. Ta đến trong thôn về sau, ngay lập tức cũng không phải là về nhà, mà là trực tiếp đi tìm thôn trưởng.
Tại đi nhà trưởng thôn nửa đường thời điểm, đột nhiên đã nhìn thấy cháu trai này quần áo không chỉnh tề từ một hộ người nhà hậu viện bò ra tới, không cần hỏi, khẳng định lại tại làm sát phách lão vương, cái này vô lương thôn trưởng cũng không biết lợi dụng chức quyền ngủ bao nhiêu người trong thôn lão bà, thật sự là hỗn đản cũng không bằng. Ta vội vàng cùng Thi Ngôn đem hắn bắt được, thôn trưởng, ngươi cái này. Lại tại cho người trong thôn đưa nón xanh rồi. Thôn trưởng vội vàng sửa sang lại quần áo phản bác, Lâm Nguyên, ngươi. Ngươi không nên ngậm máu phun người, ta là đang cùng đại ngưu nàng dâu thương lượng chuyện đứng đắn, hắn đột nhiên trở về ta sợ hắn hiểu lầm, cho nên mới trèo tường. Ta lườm hắn một cái, cháu trai này quả nhiên là kẻ tái phạm, ngay cả lý do đều biên phải ra dáng, chẳng qua lý do này đồ đần mới có thể tin, trong lòng không có quỷ ngươi chạy cọng lông, vẫn là giữa ban ngày. Đúng vào lúc này, đột nhiên đại ngưu trong phòng giống lớn một tiếng, số bà nương, cái này đôi giày là nam nhân kia. Làm sao lại vô duyên vô cớ nhiều một đôi nam nhân giày? Ta nhìn một chút thôn trưởng chân, phải xiết, căn bản không có mặc, rơi bên trong. Thôn trưởng quính lên, chân trần chạy nhanh chóng, ta cùng Thi Ngôn kém chút đều không có đuổi qua, mãi cho đến nhà hắn thời điểm mới ngừng lại được, ta vội vàng chào phúng hắn nói thôn trưởng, ngươi chạy cái gì nha? Không nói là thảo luận chuyện đứng đắn sao, ngươi lại không cùng đại ngưu tẩu làm cái gì, sợ cái giám a? Thôn trưởng không cao hứng mắng, đại ngưu tiểu tử kia trong thôn có tiếng dã man, nếu như bị hắn biết ta tìm lão bà hắn, khẳng định cầm quốc cùng ta liều mạng, đi, cái này sự tình đừng đề cập, người hôm nay đến cùng đến tìm ta có chuyện gì? Hôm nay ta là tới chuộc về khối kia mộ địa khế đất, đây là ngươi muốn 10 vạn khối. Ta mở ra hai vai bao, cho hắn nhìn ta một cái từ trong ngân hàng lấy ra 10 vạn khối tiền. Thôn trưởng có chút kinh ngạc, miệng há thành o hình, hắn nói ngươi một học sinh trung học ở đâu ra 10 vạn khối, sẽ không phải là không đứng đắn tiền a? Ta hừ lạnh một tiếng, nói tiền này đều là tiền mồ hôi nước mắt của ta, một không ăn trộm, hai không đoạt, ngươi yên tâm nhận lấy, chỉ cần đem khế đất cho ta trả lại là được. Đã tiền đã vào vị trí của mình, cái này vô lương thôn trưởng cũng không tốt lại nói cái gì, một tay giao tiền, một tay giao khế đất. Cầm tới khế đất về sau, trong lòng ta khối đá lớn kia mới rốt cục rơi xuống, cuối cùng đem người nhà mộ phần cho bảo trụ, có khế đất nơi tay, cũng không còn sợ người khác tìm phiền toái. Ta vỗ nhẹ thôn trưởng bả vai, sau đó cười nói, tạ ơn thôn trưởng. Cái này vô lương thôn trưởng còn tưởng rằng ta thật muốn cảm tạ hắn, khoát tay áo nói việc nhỏ, không cần cảm ơn, ôm lấy kia 10 vạn khối cười đến té ngã lão mẫu như heo. Ai u, tiểu tử thúi ngươi làm gì? Thôn trưởng hô một tiếng, đột nhiên che lấy cái ót mắng. Ta đem tay cắm vào trong túi, nhún vai nói không làm cái gì a. Ngươi làm sao rồi, vì cái gì đột nhiên kêu thảm? Thôn trưởng nhìn ta không nhận, chỉ có thể trợn mắt nhìn ta một cái, sau đó nhíu mày, cũng không lại nói cái gì, ôm lấy tiền về nhà. Sắc trời đã tối, ta cùng Thi Ngôn dự định ở lại đây một đêm, ngày mai lại trở về. Trên đường về nhà, Thi Ngôn hỏi ta nhổ thôn trưởng tóc làm gì nha? Ta cười một cái nói, cái này vô lương thôn trưởng thường xuyên lợi dụng chức quyền khi nam phách nữ, lấy quyền mưu tư, không biết làm bao nhiêu tổn hại âm đức sự tình, ta đêm nay liền phải lợi dụng Mao Sơn đạo thuật trị một chút hắn. Đúng vào lúc này, đột nhiên đại ngưu tay trái cầm một đôi giày, tay phải chống đỡ quốc không đứng ở hỏi người khác cái này đôi giày có người hay không nhận biết. Ta che miệng trộm nở nụ cười, cơ hội đến, thôn trưởng cháu trai này, thích trộm người ta nàng dâu, lần này ta nhìn ngươi chết không? Ai, cái này đôi giày không phải thôn trưởng sao? Ta làm bộ kinh ngạc hô. Đại ngưu nhìn ta nhận biết, nổi giận đùng đùng hướng ta hỏi, cái này giày thật sự là thôn trưởng? Ta nhẹ gật đầu, rất xác định nói, đúng vậy, mà lại vừa rồi ta còn chứng kiến thôn trưởng chân trần chạy về nhà. Đại ngưu nghe lập tức nổi trận lôi đình, chống đỡ quốc liền hướng nhà trưởng thôn vào tới, không đầy một lát ta chỉ nghe thấy thôn trưởng trong nhà phát ra bi thảm tiếng gào thét, mà lại rất nhiều người xem náo nhiệt hướng nhà trưởng thôn vây lại. Ta cùng Thi Ngôn lập tức cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả, cái này vô lương thôn trưởng, đáng đời. Sau khi về đến nhà, ta hoa một hồi rất lâu công phu mới thu thập xong một gian phòng ra tới cho Thi Ngôn, trong nhà không người ở, nhiều hơn không ít cho bụi cùng mạng nhện, ta đột nhiên cảm giác được một cỗ bi thương cảm giác, hiện tại cả nhà liền thừa ta một người. Thu thập xong gian phòng về sau, ta lại đem địa phương khác quét dọn một chút, tiếp lấy cùng Thi Ngôn làm một chút ăn, đại khái đến lúc 9 giờ, ta đối Thi Ngôn thổi một tiếng huýt sáo, hỏi nàng có muốn hay không xem kịch vui. Thi Ngôn nói muốn a. Có phải là muốn trêu cợt người trưởng thôn kia?
Ta nhẹ gật đầu, sau đó tìm một tấm giấy đỏ, đem giấy đỏ cẩn thận từng ly từng tí cắt thành một cái giấy đỏ người, vẽ tiếp bên trên ngũ quan, sau đó tại giấy đỏ người ngực viết lên thôn trưởng danh tự, đang tìm đến Chu Sa giúp giấy đỏ người tay chân khai quang, lông mi viết lên nhiếp chữ, cuối cùng lại đem thôn tóc dài cho quấn lên. Đi, chúng ta đi nhà trưởng thôn tường vây dưới chân ngồi xổm. Nói xong ta mang theo Thi Ngôn đi vào nhà trưởng thôn tường vây dưới chân, sau đó đem giấy đỏ người thả trên mặt đất, đốt ba tấm hoàng phù về sau, ta hai ngón đâm một cái, đối giấy đỏ người lớn hét lên một tiếng, lên. Giấy đỏ người lập tức cùng thông linh đồng dạng, mình đứng lên, ta cười hắc hắc, sau đó cầm lấy giấy đỏ người đối Thi Ngôn nói, trò hay bắt đầu, đi theo ta. Ta mang theo Thi Ngôn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua nhà trưởng thôn tường vây. Sau đó hai người cùng tặc giống như sờ đến thôn trưởng dưới cửa. Cửa sổ là mở, ta cùng Thi Ngôn hai người cả gan đem đầu duỗi lên, ta nhìn thấy thôn trưởng trên đầu bao lấy băng gạc, trên mặt tất cả đều là máu ứ đọng, đang cùng hắn bà nương ngồi kia xem tivi, ta lại che miệng trộm nở nụ cười, xem ra đại ngưu đánh cho hắn không nhẹ, chẳng qua đây đều là công lao của ta. Lúc này, ta nắm lấy giấy đỏ người tay hướng bên phải hung hăng quạt tới. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, thôn trưởng cũng hướng hắn bà nương hung hăng quạt một bạt tai. Thôn trưởng bà nương che lấy nóng bỏng mặt có chút mộng, một lát sau nàng mới cùng cọp cái đồng dạng bạo nhảy dựng lên, chỉ vào thôn trưởng mũi mắng, người cái lão gia hỏa muốn làm gì. Thôn trưởng cũng có chút mộng, hắn nhìn một chút bàn tay của mình nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, tay đột nhiên liền tự mình tát ngươi một bàn tay. Ngươi cái lão gia hỏa. Hôm nay đại ngưu nàng dâu chuyện này ta còn không có tính với ngươi rõ ràng, ngươi. Ngươi bây giờ đổ làm trầm trọng thêm, còn đánh lão nương. Thôn trưởng bà nương chỉ vào thôn trưởng tức miệng mắng to. Cái gì đại ngưu nàng dâu, ta nhưng cùng với nàng quan hệ thế nào đều không có, ngươi đừng mẹ nó nói mỏ, khờ bà nương. Thôn trưởng cái này người thật vô lại, chết sống cũng không chịu nhận. Ngươi còn chống chế, giày đều rơi trong nhà người khác đầu, ngươi cái lão già chết tiệt. Thôn trưởng bà nương mắng. Ta, thôn trưởng vừa định giải thích, đột nhiên tay lại không bị khống chế phiến bà nương một bàn tay, đương nhiên, vẫn là ta khống chế, lần này phiến chính là một bên khác mặt, mà lại so trước đó kia bàn tay ác hơn. Ta đi ngươi mỗ mỗ, ngươi cái lão già chết tiệt, lại đánh ta, lão nương đêm nay cùng ngươi liều. Thôn trưởng bà nương cầm lấy cây chổi, liền hướng thôn trưởng liều mạng đập tới. Thôn trưởng xem xét tình huống không đúng, nghĩ nhanh chân liền chạy. Nhưng lúc này ta chăm chú bóp lấy giấy đỏ người hai chân, thôn trưởng hai chân lập tức liền không bị khống chế đứng ngay tại chỗ, một không thể động đậy được, chỉ có thể mặc cho bà nương dùng cây chổi không ngừng ở trên người hắn hung hăng vuốt. Ước chừng qua sau 10 phút, thôn trưởng liền bà nương quét liên tục đem đều cắt đứt mới ngừng lại được. Người cái lão già chết tiệt, đêm nay ngươi liền ngủ bên ngoài, đừng nghĩ tiến gian phòng của ta. Nói xong phẫn nộ trở về phòng đóng cửa lại. Thôn trưởng trên đầu băng gạc đều đã bị mở ra. Trên đầu máu lại lần nữa chảy xuống, hắn che lấy đau đầu phải oa oa kêu to, trên thân cũng nhiều hơn không ít tổn thương. Ta nở nụ cười gằn, không vào phòng không có việc gì, đêm nay ta lại giúp ngươi tìm mấy cái lão bà, nói xong ta nhìn về phía một cái phương hướng, kia là trong thôn Lưu lão đầu nhà chuồng heo. Lưu lão đầu là cái người cô đơn, không có nhi không có nữ, liền cái bạn già đều không có, liền nuôi mấy đầu nhỏ heo mẹ sống qua. Ta nhếch miệng lên, lộ ra một cái cười tà. Sau đó khuấy động lấy giấy đỏ người, đem đang định đổi băng gạc thôn trưởng cho khống chế ra ngoài. Ra khỏi nhà miệng về sau, thôn trưởng rõ ràng có chút sợ hãi, sắc mặt có chút tái nhợt, còn cho là mình chúng ta, đang nghĩ hô cứu mạng, ta lập tức gọi Thi Ngôn đem giấy đỏ người miệng cho che lên, thôn trưởng lập tức liền không có tiếng. Hừ, gọi ngươi chiếm lấy nhà ta mộ địa, để cho ngươi kêu người đánh ta, để ngươi khi dễ trong thôn nữ nhân, để ngươi khắp nơi cho người ta mang mũ. Lão tử đêm nay để ngươi kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, ngày đó ta bị hắn đánh cho đầu rơi máu chảy thời điểm cũng đã nói, một hơi này, ta chắc chắn trả lại. Ta một đường khống chế thôn trưởng đi vào Lưu lão đầu chuồng heo, lúc này trong chuồng heo kia mấy đầu nhỏ heo mẹ còn tại ngủ say, hoàn toàn không có phát hiện thôn trưởng đến. Ta khống chế thôn trưởng đem trên người áo sấn từng cái trừ bỏ, sau đó lại khống chế hắn tiến chuồng heo. Thôn trưởng tiến chuồng heo về sau. Lập tức cả người đều bất an, hắn muốn giãy giụa, thế nhưng lại bị ta gắt gao khống chế, như là một cái tượng gỗ đồng dạng. Ta nở nụ cười, ngoài miệng thầm nói, thôn trưởng, ta cho ngươi tìm cái này mấy cô vợ nhỏ còn có thể a? Mắn đẻ không? Thi Ngôn kinh ngạc hỏi,
lão bản, ngươi cũng không phải là muốn. Ta đối Thi Ngôn nhíu mày, hắc hắc, không sai, ngươi nghĩ đến chính là ta nghĩ tới. A, à, lão bản ngươi thật buồn nôn a, chẳng qua ta thích. Thi Ngôn che miệng nở nụ cười, mắt gắt gao nhìn chằm chằm chuồng heo, lần này người heo đại chiến trăm năm mới gặp, nàng nhưng không muốn bỏ qua. Sau đó kịch bản liền tương đối không tốt lắm, có thể sẽ gây nên các ngươi nghiêm trọng khó chịu, chẳng qua thôn trưởng hoàn toàn chính xác dưới sự khống chế của ta, đem kia mấy đầu nhỏ heo mẹ làm cho oa oa kêu to, mãi cho đến heo tiếng kêu đem Lưu lão đầu cho dẫn tới. Lưu lão đầu dẫn theo đèn pin đi vào chuồng heo trước, khi hắn nhìn thấy thôn trưởng cùng heo ôm ở cùng nhau thời điểm, lập tức kinh ngạc không khép miệng được. Thôn trưởng, ngươi sao có thể, ai, cay mắt a, cay mắt. Lưu lão đầu tuổi đã cao, thứ gì chưa thấy qua, nhưng là thôn trưởng hành vi này, hắn thật đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này ta vụng trộm hô Thi Ngôn đem che giấy đỏ người miệng thả ra, nhìn xem thôn trưởng có thể nói cái gì. Thi Ngôn để tay mở về sau, thôn trưởng vội vàng hô, Lưu lão đầu, ta chúng ta, cứu ta không động đậy. Ta nhìn ngươi không phải chúng ta, là bị điên. Liền heo ngươi đều phải. Ai, ngươi cút nhanh lên ra ngoài, đừng bẩn ta chuồng heo, ta những cái này nhỏ heo mẹ đều vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ. Lưu lão đầu cầm lấy bên cạnh chuồng heo bên cạnh xúc cứt heo xẻng sắt bắt đầu xua đuổi lấy thôn trưởng, lúc này ta vội vàng buông ra giấy đỏ người, không còn khống chế thôn trưởng. Thôn trưởng khôi phục tự do về sau, dọa đến vội vàng leo ra chuồng heo, nhặt lên mình trên đất quần áo cuống quýt chạy về nhà. Ngoá! Cháu trai này còn nói đúng ta không động đậy, kết quả chạy còn nhanh hơn thỏ, ai, cái này niên đại nào a, liền heo trong sạch đều không gánh nổi, ai. Lưu lão đầu một bên lắc đầu thở dài, một bên dẫn theo đèn pin về nhà. Cái này Lưu lão đầu là trong thôn nổi danh miệng rộng, ta dám cam đoan thôn trưởng đêm nay làm sự tình, ngày mai cam đoan người cả thôn đều sẽ biết, hắc hắc, cháu trai này phiền phức lớn, ha ha. Trêu cợt xong thôn trưởng về sau, ta cùng Thi Ngôn cười lớn trở về nhà. Báo thù, trong lòng cái kia thống khoái a, đi ngủ đều ngủ được vô cùng sảng khoái. Chẳng qua ngủ đến nửa đêm thời điểm, ta bụng liền cùng rời núi lấp biển đồng dạng, một cỗ hồng hoang lực lượng kém chút liền từ cái mông ta vọt ra, dọa đến ta vội vàng đứng dậy chạy vội tới nhà vệ sinh. Dựa vào, Mao Sơn quỷ đạo liền điểm ấy không tốt, nếu như không cần phải chính đồ, thân thể liền sẽ có tác dụng phụ, ta trêu cợt thôn trưởng, hiện tại liền tiêu chảy. Hiện tại là rạng sáng 2 giờ chuông. Đến lúc 3 giờ, ta liền đã kéo 5 lần, may mắn cái này lúc sau đã đình chỉ, không phải ta đêm nay đều không cần ngủ á. Ta ngáp một cái, đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng không nghĩ tới lúc này Thi Ngôn gian phòng thế mà truyền ra động tĩnh. Ta có chút hiếu kỳ, vội vàng rón rén đi đến Thi Ngôn trước của phòng, lúc này ta thế mà nghe được Thi Ngôn đang cùng một cái nam nhân nói chuyện, muộn như vậy, Thi Ngôn đến cùng đang cùng ai đang nói chuyện. Mà lại nàng lần đầu tiên tới cái làng này, nàng nhận biết ai. Chẳng lẽ có người quen biết cũ tại cái này, vậy cũng không cần 3 giờ sáng tới gặp nhau a. Cái này sự tình có kỳ quặc. Ra ngoài hiếu kỳ, ta đem lỗ tai dán trên cửa nghe lén. Thi Ngôn, Lý Thúc, cái này sự tình thật không có thương lượng sao? Nam nhân, ai, nhà các ngươi cái này sự tình ai cũng không cách nào thay đổi, là các ngươi gia cát gia thiếu hắn, liền nhất định phải còn. Thi Ngôn, nhưng ta thật không muốn gả cho hắn, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Nam nhân, ai, cái này sự tình đừng nói ta, liền ông trời đều thay đổi không được, khoản nợ này nhất định phải từ ngươi trả, ai bảo ngươi vừa vặn gặp phải. Thi Ngôn hung hăng vỗ bàn một cái mắng, bà mẹ ngươi chứ gấu à, vì cái gì 200 năm vừa mới liền đến phiên ta thế hệ này, thật sự là gặp vận đen 8 đời, ngươi nói ta có người tỷ tỷ hoặc là muội muội cũng tốt, cho dù có đường muội, đường tỷ cũng có thể tránh thoát đi, hết lần này tới lần khác toàn bộ gia tộc chứ cắt chỉ một mình ta nữ nhân. Ông trời đùa nghịch ta chơi đâu. Nam nhân, dù sao ngươi coi như bình thường gả nha, cái này có cái gì, nữ nhân lớn lên không đều phải lấy chồng sao. Ta nhìn ngươi cũng gần 18 tuổi, hắn đoán chừng sắp đến. Thi Ngôn, gả cái rắm, lão nương mới không nghĩ sớm như vậy lấy chồng, chờ chơi chán lại tìm cái người thành thật cũng không muộn. Nam nhân, Thi Ngôn, Lý Thúc, ngươi thế nào à nha? Nam nhân, không có việc gì, không có việc gì. Thi Ngôn, Lý Thúc, ngươi giúp ta một chút nha, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm ta gả cho một cái không phải người ra hỏa sao? Nam nhân, không phải Lý Thúc không muốn giúp ngươi, Lý Thúc thương nhất chính là ngươi, nhưng Lý Thúc thật bất lực, nếu như ngươi không gả cho hắn,
kia ra cắt ra tất cả mọi người phải chết, kia không máu chảy thành sông sao. Thi Ngôn, ai, đã không có cách, vậy ngươi liền giúp ta tính một quẻ đi. Có thể chữa người không thể tự y, có thể tính người không thể tự tính, chính ta là không thể cho tự mình tính mệnh. Nam nhân, tốt. Gian phòng bên trong trầm mặc một hồi về sau, ta liền nghe được cái bàn truyền ra rung động đùng đùng thanh âm, qua đại khái 5 phút đồng hồ nam nhân lại nói. Nam nhân, ngượng ngùng Lý Thúc đạo hành có hạn, tính không ra các ngươi người nhà họ Gia Cát về sau vận mệnh, cái này về sau là tốt là xấu, phải dựa vào chính ngươi đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, ngươi thế nhưng là Gia Cát gia trăm năm mới gặp xem bói thiên tài. Thi Ngôn, ai, xấu nha, phải làm sao mới ổn đây, cách ta 18 tuổi sinh nhật đã không xa, ta này thiên tài chỉ muốn lưu lạc thiên nhai, nhưng lại muốn gả cho một cái không phải người gia hỏa. Nam nhân, ta nhìn ngươi dạng này đào hôn cũng không phải biện pháp, ngươi vẫn là nhanh đi về đi, Gia Cát lão đầu nên gấp xấu. Đào hôn, cái gì đào hôn? Đúng vào lúc này, ta cũng nhịn không được nữa, đá một cái bay ra ngoài Thi Ngôn cửa gian phòng. Nhưng khi cửa mở ra thời điểm, bên trong chỉ có Thi Ngôn một cái kia có nam nhân nào? Thi Ngôn ngồi tại bên cạnh bàn, cầm một quyển sách đang nhìn, ta đá cửa sau khi đi vào, nàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ta. Thật giống như ta là cái gì nửa đêm đá người cửa khuê phòng đồ lưu manh. Lão bản, người cái này, không tốt lắm đâu, nói xong Thi Ngôn dùng tay thật chặt che thân thể của mình. Ta không cao hứng liếc nàng một cái, nói người đừng giả bộ, vừa rồi trong phòng nói chuyện cùng ngươi nam nhân kia đi đâu rồi. Nói xong ta vội vàng đem gian phòng lật toàn bộ, nhưng gian phòng kia cái kia đều không có dấu người, chẳng lẽ ta vừa rồi nghe lầm rồi. Không có lý do nha. Ta thế nhưng là nghe được rõ ràng, rõ ràng. Lão bản, người có phải hay không mộng du nha? Cái này khuya khoát, ta vừa tới thôn các ngươi, sao có thể giấu một cái nam nhân trong phòng? Thi Ngôn giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ. Ta gãi đầu một cái, có chút hồ đồ, chẳng lẽ ta thật sự là mộng du? Nhưng nếu như thực sự có người, bằng vào ta vừa rồi xông tới tốc độ, hắn gần như liên tục vượt cửa sổ cơ hội đều không có, đừng nói ẩn nấp. Khả năng Tiêu Chảy kéo hồ đồ đi, ta lại gãi đầu một cái, lúng túng nói, ngồi xổm một cái giờ, người đều mộng. Tiêu Chảy, vì cái gì Tiêu Chảy, ăn sai đồ vật rồi, Thi Ngôn tò mò hỏi. Ta phất phất tay, nói đừng đề cập, chính tay đâm cửu nhân là sảng khoái, nhưng cái này cũng có tác dụng phụ, nói đến mất mặt, không đề cập tới cũng được. Đúng, cái này đều rạng sáng, người còn tại đọc sách. Nhìn thứ đồ gì a? Ta tò mò hỏi. A. Đây cũng là người trước kia thích xem nhất a. Thi Ngôn giơ tay lên, dùng sức lung lay trên tay sách. Ta định chử xem xét, khá lắm, cái này nha đầu chết tiệt kia thế mà đem ta trước kia những cái kia mang theo nhan sắc sách lấy ra nhìn, ta rõ ràng giấu rất căng, nàng đến đó lật ra đến nha. Ta nói ngươi một cái tiểu cô nương, rạng sáng cảm giác đều không ngủ, nhìn loại sách này ngươi chờ chút ngủ được không? Còn có, ngươi có biết hay không e lệ, ta liếc nàng một cái. Thi Ngôn nhếch miệng, không có chút nào đỏ mặt, nói vẫn tốt chứ, loại này tiểu thanh tân mang nhan sắc sách, nàng nhìn một điểm cảm giác đều không có, thậm chí còn có chút muốn cười. Dựa vào, nhìn không có cảm giác người mẹ nó còn chứng kiến rạng sáng, cùng ta đùa giỡn đâu. Ta cũng lười lại để ý đến nàng, ra ngoài tiện tay đóng cửa lại liền về phòng của mình ngủ, ngày thứ hai mặt trời phơi đến cái mông mới rời giường, hai người qua loa ăn một chút điểm tâm, dự định đi mộ địa lại bái một chút người nhà của ta liền về thành. Ngay tại lúc này, sát phách Vương Nhị Thẩm cầm kẹo mừng cùng vui bánh tới, ta vội vàng chào hỏi, Nhị Thẩm, nhà ai lo liệu việc vui a? Vương Nhị Thẩm vẻ mặt tươi cười đút cho ta một tấm thiếp mời, sau đó lại nâng một tay kẹo mừng cùng vui bánh đưa cho Thi Ngôn nói, trong thôn hai đồ đần ngày mai kết hôn, nhớ kỹ đến đúng giờ. Nói xong lại vội vàng hướng đường gia đình chạy tới, xem ra còn rất bận, chẳng qua làng như thế lớn, phái gián phải phái một ngày, là phải nắm chặt thời gian. Chẳng qua ta có chút hiếu kỳ, cái này hai đồ đần người cũng như tên, là cái điển hình đồ đần, nhà nào cô nương nguyện ý gả cho hắn. Hai đồ đần là trong thôn Lưu Đồ Phu nhi tử, Lưu Đồ Phu ra thế thay mặt mổ heo, đến Lưu Đồ Phu cái này đời sinh hai đứa con trai, kết quả vừa chết một ngốc, bởi vì hai đồ đần xếp hạng thứ hai, cho nên chúng ta người cả thôn đều gọi hắn hai đồ đần. Cái này cũng chưa tính thảm, hai đồ đần đến 8 tuổi thời điểm, liền bắt đầu người yếu nhiều bệnh. Thường xuyên dọa đến hoa hoa khóc lớn, nó nhìn thấy rất nhiều động vật tới cắn hắn. 9 tuổi thời điểm bệnh phải càng ngày càng nghiêm trọng, liền giường đều dậy không nổi,
nhìn rất nhiều bác sĩ cũng không có tốt, cứ theo đà này, đoán chừng gánh không được bao lâu Lưu Đồ Phu nhà liền phải tuyệt hậu. Lưu Đồ Phu là cái kia sốt ruột a, cũng không thể hương hỏa đến hắn cái này đoạn mất a. Kia là đối tổ tông lớn nhất bất hiếu, thế là hắn lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, tìm trong thôn một cái thầy bói giúp hắn nhìn xem. Cái này thầy bói gọi Mù Lòa Lý, là cái bên ngoài thôn nhân, mà lại là cái mù lòa, mỗi ngày mang theo phó kính dâm, chưa từng có ai từng thấy mắt của hắn, nghe nói trước kia có người trong lúc vô tình gặp qua mắt của hắn, về sau trông thấy hắn nhanh chân liền chạy, bộ dáng cực kỳ hoảng sợ, người khác hỏi hắn sợ cái gì, hắn lại không chịu nói, một mặt trắng bệch, giống như một hồi nhớ lại đến đều có thể dọa đến quá sức. Nhưng Mù Lòa Lý trong thôn cũng không có dọa người như vậy, các thôn dân chẳng những không sợ hắn, ngược lại rất tôn kính hắn, bởi vì thật sự là hắn có như vậy hai lần. Nhớ kỹ có một lần, trong làng không biết làm sao vậy, đột nhiên có rất nhiều người bắt đầu sinh bệnh, còn có cái phải bệnh nan y nam nhân treo cổ trong thôn tổ miếu xà ngang bên trên. Nam nhân này sau khi chết liền càng tà môn, cách mấy ngày liền hạ một lần mưa to, đem trong thôn hoa màu đều chết đuối, đây đối với làng đến nói thật đúng là một lần tai họa thật lớn, về sau bị bất đắc dĩ, có ít người liền lục tục ngo ngoe ra bên ngoài dọn đi. Mắt thấy làng liền phải xuống dốc thời điểm, Mù Lòa Lý đứng ra, hắn khuyên mọi người chớ đi, cái này sự tình nhìn qua có chút tà môn, chỉ cần giải quyết mầm tai vạ, thôn kia tự nhiên sẽ khôi phục như cũ bình tĩnh tường hòa. Mù Lòa Lý sau khi nói xong, liền bắt đầu vòng quanh làng đi, từ buổi sáng đi đến ban đêm, từ đầu thôn đi đến cuối thôn, đến đại khái ban đêm lúc 9 giờ, hắn mới dùng gậy trống chỉ trước mặt một cái hồ nước nói, mầm tai vạ tìm được, ngay ở chỗ này. Cái này hồ nước là một tháng trước ngoài thôn Phú Thương trong thôn mua địa, sau đó cải biến hồ nước, chẳng qua nói cũng kỳ quái, giống như thật sự là cái này hồ nước dựng lên trong thôn mới quái sự không ngừng, mà lại Phú Thương thả rất nhiều cá trồng xuống, lại chưa từng có ai từng thấy có ngư du đi lên, cái này hồ nước có đôi khi nhìn qua tựa như một đường nước đọng. Mù Lòa Lý nói, cái này không thể thay đổi xây hồ nước, không phải liền xấu trong thôn phong thủy, đem hồ nước lấp đầy trồng lên cây, ta bao trong thôn lại không quái sự. Thôn trưởng nghe xong, vội vàng tìm Phú Thương tới liên kết thương mại, cuối cùng lại mua về mảnh đất kia, sau đó lại cùng đoàn người đem hồ nước cho lấp đầy, lại dựa theo Mù Lòa Lý phân phó trồng lên cây cối. Thật đúng là đừng nói, từ đó về sau người trong thôn bệnh đều tốt, mà lại mưa thuận gió hòa, mọi người lại lục tục ngo ngoe chuyển trở về, mà loại những cái kia cây dáng dấp cành lá rậm rạp, khỏa khỏa thẳng tắp cao ngất, mọi người mùa hè cũng sẽ ở kia hóng mát. Mù Lòa Lý cũng làm cho mọi người thấy bản lãnh của hắn. Từ đó về sau, tất cả mọi người tìm hắn đoán mệnh nhìn phong thủy, người người đều phi thường tôn kính hắn. Nói đi thì nói lại, Lưu Đồ Phu tìm đến Mù Lòa Lý cho con trai mình hai đồ đần xem bệnh, hy vọng hắn có thể cứu vớt một chút Lưu gia, không để bọn hắn chặt đứt hương hỏa. Mù Lòa Lý đi vào Lưu Đồ Phu nhà về sau, đột nhiên giống lớn một tiếng, sau đó dùng gậy chống chợt hướng gót chân đập tới, xúc sinh, mau mau cút, không phải ta muốn ngươi kiếp sau heo chó đều không làm được. Một lát sau, Mù Lòa Lý sắc mặt mới hỏa hoãn rất nhiều, hắn đi vào hai đồ đần trước giường về sau, đột nhiên than thở lên, Lưu Đồ Phu còn tưởng rằng hắn nói hai đồ đần không có cứu, vội vàng bịch một chút liền quỳ trên mặt đất, ôm lấy Mù Lòa Lý đùi hô cứu mạng, nói hắn hiện tại liền hai đồ đần một đứa con trai, không thể lại để cho hắn chết rồi. Mù Lòa Lý mắng, ngươi hoảng cái gì nha, ta lại không nói hai đồ đần chết chắc, đứng dậy. Lưu Đồ Phu vẫn là không dám lên, liền quỳ trên mặt đất. Gọi Mù Lòa Lý có cái gì biện pháp nói hắn mới lên. Mù Lòa Lý nhìn Lưu Đồ Phu như thế chấp nhất, cũng không để ý tới nữa hắn, mà là hỏi, các ngươi Lưu gia làm đồ tể có bao nhiêu cái năm tháng rồi. Lưu Đồ Phu nhíu mày, sau đó vươn hai cái ngón tay, trước kia nghe ta ra ra nói, giống như có 200 năm, coi như chiến loạn thời điểm nhà ta cũng cho quân doanh mổ heo, sau đó cho binh sĩ phân thịt. Mù Lòa Lý nhất nghe sắc mặt đều biến, hắn thở dài nói, vạn vật đều có linh. Liền xem như xúc sinh người bắt lấy nó giết 200 năm, cái kia có thể dễ dùng sao? Ngươi là đồ tể một thân lệ khí, bọn chúng cũng không dám tìm ngươi, nhưng cái này nghiệt báo khẳng định phải tìm tới con của ngươi nha, ngươi đại nhi tử đã không có, ngươi còn như vậy giết tiếp, kia nhị nhi tử khẳng định cũng không giữ được. Lưu Đồ Phu do dự một hồi, sau đó cắn răng hỏi, ý của ngươi là, chỉ cần ta không còn mổ heo, ta cái này nhi tử ngốc liền có thể bảo trụ có phải không? Mù Lòa Lý nhẹ gật đầu, đúng vậy, chỉ cần ngươi không còn mổ heo, vậy ngươi nhi tử mình liền có thể tốt. Mặc dù mổ heo là Lưu Đồ Phu nhà tổ nghiệp, nhưng vì Lưu gia hương hỏa, Lưu Đồ Phu cũng bây giờ không có biện pháp,
đành phải nhịn đau đổi nghề. Từ ngày đó về sau, Lưu Đồ Phu không còn mổ heo, chỉ là làm chút ít sinh ý, nói cũng kỳ quái, hai đồ đần từ đó về sau bệnh liền chậm rãi tốt, cũng không nhìn nữa đến kỳ kỳ quái quái đồ vật, đến bây giờ đoán chừng cũng 20 mấy, không nghĩ tới thế mà còn lấy được nàng dâu, đây thật là thật đáng mừng, làm cùng thôn nhân, ta là thật tâm chúc phúc hắn. Thi Ngôn nhìn ta trong tay thiệp cưới, hỏi ta còn có đi hay không? Ta nói đã thiệp cưới đều thu, đương nhiên là muốn uống xong rượu mừng lại đi, trước kia đều là gia gia nãi nãi hoặc là ba ba mụ mụ ra mặt, hiện tại nhà ta cũng chỉ thừa ta một người, mặt tiền này công phu, ta làm sao cũng phải làm tốt, mà lại cũng liền chậm trễ một ngày, không có gì đáng ngại. Mặc dù trở về hành trình hủy bỏ, nhưng vẫn là phải đi quét một chút gia gia của ta bọn hắn mộ, về sau nếu như sinh ý bận bịu lại thêm việc học, cũng không biết một năm có thể về mấy lần. Ta cùng Thi Ngôn tại đi hướng mộ địa trải qua làng thời điểm, phát hiện người trong thôn đều nhao nhao đang nghị luận thôn trưởng tối hôm qua cùng nhỏ heo mẹ sự tình, một bên nói vừa mở mang cười to, ha ha, lần này thôn trưởng thật đúng là mặt mũi ném lớn. Trải qua nhà trưởng thôn trước cửa thời điểm, đột nhiên đã nhìn thấy thôn trưởng bà nương hùng hùng hổ hổ mang theo hành lý chạy ra, nàng vừa đi vừa mắng, lão nương thật kém như vậy sao? Người tìm đại ngưu nàng dâu thì thôi, thế mà liền heo mẹ đều muốn, ta liền heo mẹ cũng không bằng sao, hừ, thời gian này lão nương chẳng qua, ta về nhà ngoại đi. Nói xong cũng kéo lấy một dương hành lý hướng cửa thôn chạy tới, xem ra giống như thật về nhà ngoại đi. Ta cho Thi Ngôn một cái ánh mắt, ra hiệu cùng đi xem nhìn thôn trưởng tình huống gì, chờ chúng ta lần nữa đi vào cửa sổ thời điểm, phát hiện thôn trưởng toàn thân đều bọc lấy băng gạc nằm tại trên ghế, ngẫu nhiên sẽ còn phát ra một hai tiếng kêu rên, kêu đau chết lão tử, cái này xú bà nương thật đúng là đánh cho đến chết, may mắn mạng hắn cứng rắn, không phải đã sớm một mệnh ô hô. Nhìn xem thôn trưởng cái này thảm trạng, ta cùng Thi Ngôn che miệng cười đáp đau bụng, xem ra hắn bà nương hung hăng thu thập hắn một trận, tối hôm qua bụng của ta có thể tính không có phí công rồi, nhìn thôn trưởng cái kia chết dạng, đoán chừng không có một tháng hạ không được địa, hẳn là không còn có biện pháp đi khi dễ người khác lão bà. Rời đi thôn trưởng nhà về sau, ta cùng Thi Ngôn thẳng đến mộ địa, đi vào mộ địa trước, ta đốt tiền giấy, đốt hương, sau đó cung cung kính kính dập đầu mấy cái vang tiếng. Nhìn qua trước mắt năm cái mộ bia, trong lòng khó chịu nói không nên lời tư vị. Ai, lão bản, người thường xuyên trở về tảo mộ sao? Thi Ngôn kỳ quái hỏi. Ta lắc đầu, nói có đoạn thời gian không có trở về. Kia vì sao mộ đầu như vậy sạch sẽ, liền cỏ dại đều không có, còn có ngươi nhìn, bên cạnh còn có rất nhiều hoa tươi, có cũ mới, đặc biệt là ngươi nhị thúc mộ, giống như thường xuyên có người đến thăm hắn. Thi Ngôn cầm lấy nhị thúc mộ đầu hoa tươi nhìn một chút. Điêu, chẳng qua nhìn qua tựa như là ngày hôm qua, tốn nhiều như vậy, hẳn là mỗi ngày đều có tới. Đến cùng sẽ là ai chứ? Nếu như là nhị thúc trong thôn hảo hiếu, kia cũng không đến nỗi mỗi ngày tới đi. Ra ngoài hiếu kỳ, ta cùng Thi Ngôn quét xong mộ sau cũng không hề rời đi, mà là trốn ở mộ địa bên cạnh ôm cây đợi thỏ, nhìn mỗi ngày đều tới đây người kia đến cùng là ai. Đại khái chờ 3 giờ, ta cùng Thi Ngôn cũng chờ phải không kiên nhẫn, ngay tại chúng ta dự định thời điểm ra đi. Đột nhiên một cái quần áo rách mướp nữ nhân bưng lấy một chùm hoa dại đi tới, trên mặt của nàng tất cả đều là đen xám, trên thân cũng vô cùng bẩn, nhìn qua tựa như một cái kẻ lưu lạc. Nàng đem tương đối cũ hoa chọn ra tới, sau đó ném đi, tại đem mới hoa dại đặt ở nhị thúc mộ đầu, sau đó ngồi xuống bắt đầu lẩm bẩm, nữ nhân này nói chuyện bừa bãi, liền cùng một cái đồ đần đồng dạng, chính mình nói sau đó mình còn vỗ tay cười, không biết còn tưởng rằng nàng đang cùng quỷ nói chuyện. Ngốc cô, ta nhíu mày. Cười khổ một cái. Thi Ngôn trợn mắt nhìn ta một cái nhả rãnh nói thôn các ngươi bên trong làm sao nhiều như vậy đồ đần. Trách không được ta cũng cảm thấy ngươi có chút. Cái kia. Cút, ta vội vàng cũng cho nàng lật một cái liếc mắt. Thôn chúng ta chủ yếu là họ Lâm cùng họ Lưu, mà ngốc cô gọi Lưu Phương Phương, năm nay 30 mấy tuổi, cùng ta nhị thúc tuổi tác không sai biệt lắm. Nếu như đặt thành thị vậy ta liền phải quan tâm nàng gọi A Di, nhưng chúng ta trong thôn đều là gọi cô. Trước kia ta gọi nàng Lưu cô, về sau nàng ngốc, ta liền quản nàng gọi ngốc cô. Nàng ngốc cùng hai đồ đần không giống, hai đồ đần là tiên thiên, mà nàng là hậu thiên. Cái này sự tình nói rất dài dòng, ta nhị thúc nguyên bản cùng ngốc cô thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, sau khi lớn lên đó cũng là người trong thôn người ao ước tình lữ, gia gia của ta là người biết chuyện, đã hai người lẫn nhau thích, tại ngốc cô 20 tuổi thời điểm, gia gia liền đem bọn hắn hai việc hôn nhân đứng yên xuống dưới. Nhưng là lão thiên đuôi mù,
Tại ngốc cô sẽ phải gả vào chúng ta Lâm gia 2 tháng trước, nàng đột nhiên được một trận bệnh nặng, khỏi bệnh người liền đần độn, nhị thúc cái này người cũng thật là, biết ngốc cô người ngốc về sau, thế mà dứt khoát kiên quyết đem cưới cho lui, chẳng qua cái này sự tình cũng không thể trách hắn, ai cũng không muốn cưới cái vợ ngốc. Ai, từ lúc vậy sau này, ngốc cô liền thảm, người nhà nàng ghét bỏ nàng ngốc, cái gì cũng sẽ không làm, lại không gả ra được, cũng không thể nuôi không nàng cả một đời a. Dân quê trọng nam khinh nữ tư tưởng nghiêm trọng, đối với nữ hài luôn luôn vô tình, cầm cây chổi liền đem nàng đuổi ra ngoài. Nhị thúc cũng coi như đối nàng còn có chút nhân tính, tại ngốc cô không nhà để về thời điểm, cho nàng dựng một gian lều, sau đó ngẫu nhiên còn đưa tiền đưa ăn, cũng coi như chiếu cố nàng một đoạn thời gian đi. Hiện tại nhị thúc chết rồi, không nghĩ tới ngốc cô thế mà mỗi ngày tới bái tế hắn, còn nói chuyện cùng hắn, ai, một người liền ngốc cũng còn nhớ kỹ một người khác, người nói nàng trước đó đến cùng yêu sâu bao nhiêu. Ta vừa nói xong, đột nhiên phát hiện bên cạnh Thi Ngôn đã lệ rơi đầy mặt, lập tức làm ta sợ hết hồn, cái này sự tình nói đến chỉ có thể coi là có chút động lòng người, lấy Thi Ngôn tính cách, tuyệt đối đến không được lệ rơi đầy mặt tình trạng, nàng. Cái này đến cùng là thế nào rồi? Ta nhìn thấy tay nàng chỉ còn nửa bóp lấy, hẳn là tại ta vừa rồi lúc nói chuyện, nàng đã tính một quẻ. Sư phụ ta nói không sai, người nhị thúc thật là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Thi Ngôn đột nhiên toát ra một câu để ta bất ngờ. Ta có chút không hiểu, ta nói nhị thúc mặc dù về sau chiếu cố một chút ngốc cô, nhưng đây là hắn trước vứt bỏ ngốc cô, điểm ấy đền bù không phải hẳn là sao. Nói thế nào trọng tình trọng nghĩa? Thi Ngôn xoa xoa nước mắt trên mặt. Nghẹn ngào sau khi nàng mới tiếp tục nói, cô gái này là cái ma chết sớm, căn bản liền sống không quá 20 tuổi, lần kia bệnh nặng nàng nên chết rồi. Ta có chút kinh ngạc, nàng làm sao biết ngốc cô là ma chết sớm. Nhìn xem nàng mới vừa rồi còn nửa bóp lấy ngón tay, ta hỏi, hẳn là ngươi vừa rồi liền đã tính một quẻ. Không thể a, nhưng ngươi liền ngốc cô bát tự cũng không biết, tính thế nào. Chẳng lẽ ngươi xem bói đoán mệnh thật xuất sắc đến loại tình trạng này rồi. Thi Ngôn lắc đầu nói, thứ nhất, nếu như đối phương là kẻ ngu, tên điên, người thực vật loại này, nàng xem bói đoán mệnh căn bản liền không cần bát tự, bởi vì loại người này tam hồn lục phách là không hoàn chỉnh, chỉ cần nàng biết thời gian, địa điểm, nhân vật là được rồi. Thứ hai, nhìn một người có phải là ma chết sớm căn bản cũng không cần đoán mệnh, chỉ cần nhìn tướng mạo là được, cô gái này tướng mạo nàng liếc mắt liền có thể nhìn ra, tuyệt đối sống không quá 20 tuổi. Thi Ngôn chỉ vào ngốc cô nói. Mũi tại tướng mạo bên trên gọi trong núi lớn vì ngũ nhạc đứng đầu, chủ yếu chủ tài vận cùng tật ách, nhưng cũng chủ tuổi thọ dài ngắn, mà ngốc cô mũi quá mức ngắn nhỏ, trừ tài vận không tốt, tuổi thọ cũng hơi ngắn. Còn nữa là lỗ tai, dân gian thường nói nhìn tuổi thọ nhìn cái tai, hoàn toàn chính xác tai lớn mà dày có rủ xuống châu người làm trưởng thọ người. Tương phản, tai nhỏ mà mỏng lại không rủ xuống châu người đa số sự nghiệp không thuận, tuổi thọ hơi ngắn tai dài lông tơ ngoại trừ, nhất là u ám chi tai tướng. Mà ngốc cô lỗ tai vừa vặn chính là như vậy. Lại nhìn ngốc cô mắt, hai mắt khoảng cách quá gần, nói rõ là cái chết sớm người. Người lại nói tiếp nhìn nàng pháp lệnh tuyến chính là mũi thở hai bên hướng phía dưới đến hai cái bên khóe miệng hiện lên hình chữ bát ba, nếp nhăn. Bình thường tới nói, pháp lệnh tuyến càng dài càng tốt, thẳng tới địa khố có lẽ có song pháp lệnh tuyến người, đa số quý nhân, nếu như pháp lệnh tuyến quá nông cạn không cao hơn hai cái khóe miệng lời nói, vì đoàn mệnh người. Ngốc cô pháp lệnh tuyến thiển cận phải nhiều nhất chỉ có một cái khóe miệng, nàng tuyệt đối không vượt qua được 20 tuổi. Những cái này đoản mệnh tướng mạo, ngốc cô tất cả đều phù hợp, cho nên nàng chính là mọi người trong miệng nói ma chết sớm, trước 20 tuổi tuyệt đối sẽ chết hiểu, nhưng nàng lại sống đến nay 30 mấy tuổi. Thi Ngôn còn nói, nàng không phải mới vừa đang tính ngốc cô có phải là ma chết sớm, mà là tại xem như ai đang vì nàng tục mệnh. Nhị thúc, khẳng định là nhị thúc. Nghe Thi Ngôn sau khi nói xong, ta lập tức tỉnh ngộ lại. Thi Ngôn nhẹ gật đầu nói, là ngươi nhị thúc dùng mình 20 năm tuổi thọ cho nàng tục mệnh sống tiếp được, hắn từ hôn cũng không phải là không muốn cưới ngốc cô, mà là sợ liên lụy ngốc cô. Liên lụy ngốc cô, ta đầu óc lập tức nhớ lại lần kia giúp quỷ nương tá thi hoàn hồn lại bị sét đánh tràng cảnh, nếu như không phải Trương Tiểu Mạn, khả năng ta đã chết rồi. Tá thi hoàn hồn là nghịch thiên mà đi, cho nên là cấm thuật, sẽ gặp sét đánh. Ngốc cô vốn nên là người đã chết, nhưng nhị thúc lại dùng 20 năm tuổi thọ đưa nàng cứu sống, đây cũng là nghịch thiên mà đi, ta minh bạch, nhị thúc là sợ hắn ngày nào bị thiên phạt thời điểm, sẽ liên lụy đến ngốc cô, dù sao nếu như kết hôn lời nói, hai người liền sẽ sinh hoạt tại chung một mái nhà. Ta thật là một cái ngu ích,
nếu như nhị thúc thật muốn có chủ tâm vứt bỏ ngốc cô, làm sao sẽ còn một mực chiếu cố thật tốt nàng đâu. Không nghĩ tới ta hiểu lầm nhị thúc nhiều năm như vậy, hắn thật sự là một cái nam nhân có tình có nghĩa, vì nữ nhân yêu mến, không tiếc tiêu tốn 20 năm tuổi thọ, thậm chí liền mệnh đều có thể không cần. Sư phụ ta nói không sai, người nhị thúc thật là một cái nam nhân có tình có nghĩa, mà lại đạo hành cũng siêu cao, lại có thể nghịch thiên mà đi, không ngớt sinh ma chết sớm đều có thể cứu trở về, chẳng qua có một số việc vẫn là không cách nào tránh, nghịch thiên mà đi trả ra đại giới chính là ngốc cô người biến ngốc. Thi Ngôn tán thưởng nói. Chẳng qua Thi Ngôn càng là tán thưởng nhị thúc, trong lòng ta càng là hổ thẹn, người ngoài đều có thể minh bạch nhị thúc, mà ta lại hiểu lầm hắn nhiều năm như vậy. Thi Ngôn gọi ta không cần áy náy, ta có biết hay không không quan hệ, nàng biết là được, nói chỉ ngốc cô. Đúng, ngốc cô mặc dù ngốc, nhưng nàng trong lòng minh bạch ai đối nàng tốt, ai là chân chính yêu nàng, không phải nhị thúc sau khi chết nàng cũng sẽ không mỗi ngày tới tặng hoa bái tế, thậm chí nhị thúc mộ phần liền một cây cỏ dại đều không có. Chẳng qua nhìn ngốc cô dáng vẻ giống như trải qua cũng không tốt, nhị thúc sau khi chết cũng không ai chiếu cố nàng, cũng không biết nàng có thể hay không giải quyết ấm no. Nhìn bộ dáng của nàng, so tên ăn mày còn muốn thảm. Ta cùng Thi Ngôn cũng không tại ẩn giấu, chạy ra ngoài, ngốc cô có chút sợ Thi Ngôn, nhưng lại không sợ ta, chỉ vào người của ta cười nói, nhỏ Lâm Nguyên, hắc hắc, nhỏ Lâm Nguyên. Ngốc cô, ngươi còn nhớ rõ ta à? Khi còn bé ngốc cô còn thường xuyên mang theo ta cùng nhau chơi đùa, bởi vì ta thích đi theo nhị thúc cái mông phía sau, khả năng nàng ấn tượng phi thường khắc sâu. Nhỏ Lâm Nguyên, hắc hắc, tè ra quần, hắc hắc. Ngốc cô lại chỉ vào người của ta cười nói, làm cho Thi Ngôn cũng nín khóc mỉm cười. Ta nói Thi Ngôn ngươi cười cọng lông, ngươi khi còn bé không tè ra quần nha. Ngươi cho rằng ngươi hồ lô huynh đệ a, xuất sinh liền sẽ đánh rắn tinh. Không nghĩ tới cái này ngốc cô mặc dù ngốc, nhưng trí nhớ còn rất tốt, liền ta khi còn bé tè ra quần sự tình cũng còn nhớ kỹ. Ngốc cô đần đột, hỏi nàng rất nhiều lời đều đáp không được, ta không thể làm gì khác hơn là gọi nàng mang ta quay về chỗ ở. Kia là nhị thúc vì nàng dựng lều, hiện tại đã rách rách dưới dưới, loại này mộc lều không phải rất kiên cố, dãi gió dầm mưa một đoạn thời gian liền bắt đầu có động. Mộc trong rạp bên cạnh cái gì cũng không có, liền một tấm phá giường cùng một tấm phá chăn mền, trên mặt đất đặt vào một tấm đại đại ảnh chụp, là nhị thúc. Ngốc cô thứ gì đều vô cùng bẩn, chỉ có nhị thúc tấm hình này sạch sẽ, một điểm ô uế cho bụi đều không có. Thì Ngôn Bu lại hỏi ta đây có phải hay không là ta nhị thúc? Ta nhẹ gật đầu, nói là. Thi Ngôn kìm lòng không được khen ngợi câu, thật là đẹp trai. Ta cười khổ một cái, nói ngươi không cần vuốt mông ngựa, ta nhị thúc là đúng quy đúng củ dân quê, từ nhỏ đã muốn hạ điền trồng trọt, làn da ngăm đen, dãi dầu xương gió, còn dâu ria xồm xoàm, soái tự nhiên chưa nói tới. Thi Ngôn nói ngươi biết cái gì, nam nhân có tình có nghĩa đẹp trai nhất, ngươi cho rằng dáng dấp đẹp mắt mới gọi soái. Hất lên phó tốt túi ra thôi. Nghe Thi Ngôn, không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy cái này chưa tròn 18 tuổi tiểu nha đầu muốn so ta thành thục rất nhiều, mà lại rất nhiều chuyện đều so ta nhìn thoáng được, câu nói này mắng ta thật sự là còn chưa tới miệng, thế là đành phải không nói lời nào, tiếp tục quan sát đến ngốc cô tình huống. Trừ ở có vấn đề, ăn cũng thật không tốt, ngốc cô không ai nuôi, lại làm không được sống, chỉ có thể đi đoạt mèo mèo chó chó đồ ăn, có đôi khi ngay tại thùng rác lật một cái đồ ăn, trôi qua cực kỳ thảm. Nhị thúc nữ nhân yêu mến, ta làm sao có thể để nàng trôi qua không tốt, ta đem còn lại 1 vạn khối tiền đều đem ra, mời trong thôn người đến giúp đỡ tu một chút phòng ở, lại cho ngốc cô mua một chút tốt đồ nội thất, giường cùng chăn mền, còn lại 3.000 đồng tiền cho một cái lão bà, gọi nàng hỗ trợ chiếu cố ngốc cô. Mặc dù ta tiền trên người đều dùng đến không sai biệt lắm, nhưng lại cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, nhưng cuối cùng vì nhị thúc làm một sự kiện. Sau khi về đến nhà đã chạng vạng tối. Cũng không có việc gì làm, chỉ có thể chờ đợi uống xong ngày mai rượu mừng liền về thành. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, ngày mai rượu mừng lại biến thành tang sự.